chương 31 Hòa giải Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Giờ phút này Lý Hữu Đắc cảm thấy, bản thân lúc trước một loạt biểu cảm cùng động tác đều bạch xiêm áo, giống như một quyền đầu đánh vào trong không khí, vô lực cực kỳ. Lý Hữu Đắc tức giận đến đứng lên chỉ vào cửa khẩu kêu. Cút! Trần Tuệ ngẩn người, lưu loát đứng lên, liền muốn đi ra ngoài. Lý Hữu Đắc lại là một tiếng kêu ai bảo ngươi đi? Trần Tuệ dừng bước lại, quay đầu xem Lý Hữu Đắc, đột nhiên dưới chân mềm nhũng quỳ rạp xuống đất lại đưa tay ôm lấy của hắn đùi, dịu dàng nói. Công công ngài đừng nóng giận, Tuệ nương không muốn đi, ngài không để ta đi. Lý Hữu Đắc càng khí. Nàng này còn liền bắt đầu là đi. Thế nào cao hứng thế nào đến. Liền như vậy không sợ hắn, lại còn coi hắn lấy nàng không có biện pháp lý hữu đắc cúi đầu giận trừng trần tuệ đang muốn hung tợn uy hiếp hai câu chỉ thấy trần tuệ chính ngửa đầu xem hắn cặp kia thanh lăng lăng hai mắt cực kỳ thuần túy phản phất nàng thực coi hắn là thành trên đời này duy nhất ỷ lại dường như giống như hắn không lại là cái hoạn quan mà là cái đỉnh thiên lập địa đủ để đam khởi phải làm nhận trách nhiệm nam tử hán những lời này liền ngăn ở ít hầu khẩu rốt cuộc nói không nên lời tức giận ở dàn co trung dần dần tiêu tán, lý hữu đắc bỗng nhiên ý thức được phía trước như Trần Tuệ Nương làm ra hắn đoán bên trong gì một loại phản ứng, hắn đều sẽ không cao hứng, duy độc này hắn dự kiến không đến, làm hắn kinh ngạc sau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hiểu sung sướng. Hắn đem Tương cô nương lĩnh vào phủ lý đã có hơn 2 năm, cơ hồ rất ít cùng nàng có mắt bạn tri kỷ lưu, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nàng đối của hắn xa cách, cùng với cái loại này mạnh mẽ đè nén hèn mọn. Dù sao hắn nhưng là cái hoạn quan, mặc dù quyền thế tiệm đại lại như thế nào. Này cầu hắn làm việc, lại có mấy cái không là giáp mặt nịnh hót đón ý nói hồ hắn, sau lưng kinh thị hắn mắng hắn. Nhưng mà, này Trần Tuệ Nương thật sự có chút ý tứ. Hắn biết nàng sau lưng chỉ sợ cũng đang mắng của hắn, nàng có cái kia đảm, nhưng này không phải là bởi vì thân phận của hắn, mà là vì hắn cố ý ép buộc nàng, làm cho nàng không dễ chịu. Hắn biết Trần Bình Chí là cái gì dạng gì đó, bởi vậy liền tò mò hơn Trần gia như thế nào có thể dưỡng ra như vậy. Như vậy làm cho người ta một lời khó nói hết nữ nhi. Nàng ký không thanh cao, cũng không đoan trang, lại càng không dịu dàng, nhưng hắn lại cảm thấy cùng nàng đãi cùng nơi thật thoải mái, hiện thời hắn là minh bạch, đại khái liền là vì nàng xem của hắn thời điểm, cũng không có hắn đã thói quen cái loại này kinh thị, hèn mọn. Người này muốn ôm tới khi nào, tính toán ngã vào lòng đâu? Lý Hữu Đắc nhíu mày. Trần Tuệ do dự một lát, gặp Lý Hữu Đắc vẻ mặt xem không tính rất đáng sợ, lại tráng lá gan nói một câu: "Công công, ngài." "Không khí." Lý Hữu Đắc hừ một tiếng. "Ta muốn là làm cho này điểm việc nhỏ liền khí, không vài ngày đã bị không còn dùng được tức chết rồi." Trần Tuệ nghĩ rằng, trước ngươi rõ ràng cũng đã tức giận đến muốn bốc khói tốt sao? Nếu không là ta cơ trí, lúc này nói không chừng ta đã thành hồng nhan xương khô được rồi. Nàng cười khen tặng nói. Công công ngài nói là, ngài nhất khoan hồng độ lượng. Lý hữu đắc liếc nàng một cái. Còn không mau nới ra. Trần Tuệ vội nới ra đùi hắn, lưu lát bò lên, quy củ đứng một bên nhi, lấy ánh mắt lặng lẽ nhìn xem Lý Hữu Đắc, thử thăm dò nói. Khi công công, Tuệ nương cái này đi trở về. Lý Hữu Đắc liếc mắt nhìn nàng, tha dài quá âm điệu hỏi ngươi tính toán hồi chỗ nào a à? trần tuệ trong lòng nghĩ tới tự nhiên là mai viện nhưng mà nói ra miệng cũng là công công ngài nói chỗ nào chính là chỗ nào ai nhưng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a à? lão bản vừa lòng mới là quan trọng nhất ai còn có thể lao tới mắng nàng chó săn hay sao mắng nàng cũng không sợ cũng sẽ không thiếu khối thịt ăn lý hữu đắc hừ nở nụ cười hai tiếng Đi à, vậy ngươi phải đi bên trong nằm Trần Tuệ lưng cứng đờ, nhớ tới phía trước Lý Hữu Đắc nói Đối nữ nhân không có nửa điểm hứng thú, cho nàng lo lắng, lập tức cười nói Công công ngài là muốn Tuệ nương cho ngài ấm giường sao Tuệ nương cầu còn không được, công công ngài yên tâm Chờ ngài như thế này chuẩn bị ngủ, trong ổ chăn nhất định là ấm áp Lý Hữu Đắc thật muốn phiên cái xem thường, loại này ngày, ai muốn ấm giường hắn lúc trước nói hắn đối nữ nhân không có hứng thú, nàng còn tưởng là thật. Của hắn tầm mắt lại một lần theo của nàng trên ngực đảo qua, nhớ tới khi đó xúc cảm, bỗng nhiên cũng có chút ý động, hắn ho một tiếng nói. Được rồi, ta còn muốn hồi cung đi, ngươi hồi đi ngủ đi. Hắn dừng một chút, tương cô nương bên kia, ngươi ngày mai đem nàng xem bên trong kia con mèo đưa đi, sau này không có việc gì đừng đi nhiễu nàng thanh tịnh. Trần Tuệ liên tục gật đầu công công điểm ấy ngài yên tâm tuệ nương sau này cũng không có việc gì đều sẽ không đi nàng dừng một chút lại hỏi khi công công tuệ nương như nhàn không có việc gì làm có thể hay không đi ra cửa trong cửa hàng chơi đùa lý hữu đắc lợi hại tầm mắt lập tức nhìn đi lại đối trần tuệ loại này theo cục hướng lên trên đi cấp điểm nhan sắc nàng liền khai phường nhụm hành vi thật sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười hắn đến cùng còn là không có cự tuyệt nhường tiểu lục đi theo đi. Trần Tuệ nhãn tình sáng lên. Đa tạ công công, công công ngài thật tốt. Nàng thoáng thối lui một ít, thời điểm không còn sớm, công công ngài xin mời, hồi cung trên đường chú ý an toàn. Lý Hữu đắc hừ một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Trần Tuệ chậm hai bước, cung kính đưa Lý Hữu đắc cùng A Nhị rời đi, thế này mới trở về bản thân sương phòng. Tiểu điều vốn mơ mơ màng màng ngủ, trần tuệ vào thanh âm đánh thức nàng nàng ngồi dậy mơ hồ nói cô nương ngài thế nào trở về trần tuệ vui rạo rực nói công công làm cho ta hồi ngươi tiếp tục ngủ đi ta một lát cũng ngủ tiểu điều còn mơ hồ nghe vậy từ chối một chút không thành công liền cũng liền tùy ý buồn ngủ xâm chiếm của nàng đầu óc trần tuệ đã có chút hưng phấn ngủ không được tuy rằng không nhường lý hữu đắc nhã ra đem nàng thả lại mai viện đi cốt xấu nàng minh bạch bản thân hiện thời tình cảnh sau này đi như thế nào cũng rõ ràng cũng có tự do xuất môn quyền hạn ở cúc viện đợi liền đợi đi dù sao lý hữu đắc đối ngũ nàng lại không có hứng thú chính là cảm thấy nàng hảo ngoạn nhàm chán khi chơi một chút thôi này nàng liền không xong giải trí lão bản thiên kinh địa nghĩa thôi nàng này còn không chính là lão bản mà là kim chủ a trần tuệ ngủ tiền kiểm tra rồi một lần giường bốn phía liền ngủ hạ ngày thứ hai trần tuệ ăn qua điểm tâm nhường tiểu ngũ đi đem lý tam màu lại ôm trở về vốn nàng muốn cho tiểu ngũ đem lý tam màu đưa đi là được nhưng nghĩ lại nàng lại nhường tiểu ngũ ôm miêu mang theo tiểu điều cùng đi ỉ trúc hiên thanh thục nhìn đến trần tuệ đã đến rất là cảnh giác như là sợ nàng đem nàng gia chủ tử cấp hại trần tuệ nói công công để cho ta tới gặp tương cô nương tuy rằng lý hữu đắc cũng không có minh xác nói qua việc này nhưng mặc kệ nó dù sao làm cho nàng đưa miêu việc này là thật thanh thục dù sao vẫn là lý phủ hạ nhân nàng không có lá gan hoài nghi trần tuệ loạn truyền lý hữu đắc lời nói chỉ có thể nghẹn khuất nhường trần tuệ vào trần tuệ nhường tiểu điều tiếp nhận tiểu ngũ trong tay ôm miêu ở thanh thục kia không tốt trong ánh mắt đi tới tương bích hàm khuê phòng trong phòng có chút hôn ám tản ra nồng đậm thuốc bắc vị Thanh Thục sớm tiến đến nhắc nhở qua, bởi vậy lúc này Tương Bích Hàm chính bán tựa vào đầu giường, ánh mắt bình tĩnh xem Trần Tuệ tiến vào. Trần Tuệ tự nhiên chuyển ghế ở Tương Bích Hàm bên giường ngồi, xem Tương Bích Hàm khí sắc quả thật không tốt, liền tưởng nàng quả nhiên là thật bệnh, mà phi trang bệnh. Nghĩ như vậy, Trần Tuệ trong lòng liền sinh ra một điểm xin lỗi. Lý Công Công nói, Tương cô nương khó được thích gì này nọ, này miêu, liền nhường cô nương lưu lại đi trần tuệ nói tiểu điều đến gần rồi vài bước trong ánh mắt mang theo vài phần không tha tương bích hàm xem kia chỉ tam hoa miêu không nói trần tuệ quay đầu nói tiểu điều ngươi nhường thanh thục mang ngươi đi an trí này mèo con tiểu điều không biết trần tuệ là có chuyện một mình nói với tương bích hàm nhưng là trần tuệ mệnh lệnh nàng không nói hai lời liền ôm miêu nhìn về phía thanh thục thanh thục nhìn nhìn tương bích hàm thấy nàng cũng không có phản đối ý tứ chỉ có thể mang theo tiểu điều đi ra ngoài chờ hai người đều đi ra ngoài tương bích hàm nói trần cô nương có cái gì nói liền nói đi trần tuệ nói tương cô nương không cần như thế khách khí bảo ta tuệ nương là tốt rồi như tương cô nương không để ý ta cũng gọi ngươi bích hàm như thế nào tương bích hàm không có nói tiếp nàng cúi hai mắt tầm mắt dừng ở chăn thượng như là tôn pho tượng dường như vẫn không nhúc nhích trần tuệ cũng không để ý tự quen thuộc nói bích hàm ta trước hướng ngươi nói lời xin lỗi hôm qua lời nói ngươi không cần để ở trong lòng những lời này đều không phải xuất từ của ta bổn ý tương bích hàm đặt ở chăn thượng kia tinh tế tái nhật ngón tay hơi hơi run rẩy trần tuệ xem tương bích hàm thở dài kỳ thực ta với ngươi sở cầu là giống nhau chính là ta không có ngươi tốt như vậy vận khí tương bích hàm bỗng dưng nhìn đi lại trong ánh mắt chớp động thanh lãnh tức giận ngươi kết quả muốn nói gì trần tuệ tự giác nói sai rồi nói bị xung nhập giáo phường tư tuyệt đối không tính là là cái gì vận khí tốt thật có lỗi ta không phải cố ý trần tuệ vội thành khẩn xin lỗi ta là muốn nói chúng ta công bằng nói chuyện chút sau đó hưu chiến ngươi xem coi thế nào trần tuệ lúc trước là không rõ lý hữu đắc bên kia ý tứ thế này mới muốn mượn dùng Tương Bích Hàm trợ giúp đến thoát thân, nhưng đã hiện tại nàng đã biết rõ ràng, tự nhiên liền không cần phải lại cùng Tương Bích Hàm không qua được. Hơn nữa, dù sao nàng cũng kéo hạ mặt, nàng cũng không để ý bản thân chủ động làm đưa ra hưu chiến này nhất phương. Nàng hy vọng sau này nàng cùng Tương Bích Hàm trong lúc đó có thể nước giếng không phạm nước sông, bằng không vạn nhất Tương Bích Hàm cảm giác được không hiểu uy hiếp, động điểm tay nhỏ bé chân phá hủy cân bằng làm sao bây giờ? Tương Bích hàm kinh ngạc xem Trần Tuệ, đáy mắt dần dần có vẻ cảnh giác. Ngươi kết quả muốn như thế nào? Trần Tuệ nói, ta thực không muốn như thế nào. Lời nói khó nghe, ngươi không muốn tới chỗ này, ta cũng vậy nha. Là ta cha bán đứng ta, ta mới không thể không dựa vào lý công công mà sống. Ngươi thầm nghĩ an phận ở một góc, ta làm sao không là. Ngươi sợ ta hội được sủng ái đoạt của ngươi địa vị, có phải không phải? tương bích hàm không nói sắc mặt lại càng trắng bệch một phần trần tuệ hướng dẫn từng bước nói ngươi cái này tưởng sai lầm rồi nha ngươi tưởng nha từ ngươi đến lý phủ lý công công có thể có bắt buộc quá ngươi tương bích hàm tầm mắt cụp xuống không có lý công công chưa bao giờ bắt buộc quá nàng hắn ở phương diện này nhưng lại giống như một cái quân tử nhưng nàng trừ bỏ cảm thấy may mắn chưa bao giờ thâm tưởng trần tuệ nói cho nên ngươi xem kỳ thực lý công công đối với ngươi chẳng phải ngươi cho là cái loại này sủng ái a à. tuy rằng trước mắt ta còn không biết là cái gì nguyên nhân nhưng chỉ sợ hắn đối nữ nhân thực không có gì hứng thú tương bích hàm rốt cục mở miệng thật sự ta cũng vậy đoán trần tuệ cũng không có đóng gói phiếu nhưng là ngươi tưởng a à, hai năm thời gian lý công công cũng không phải cái quân tử hắn như thực đối với ngươi có kia phương diện hứng thú lại làm sao có thể sẽ luôn luôn không động thủ đâu tương bích hàm vốn định đối trần tuệ lời nói ngoảnh mặt làm ngơ hờ hững khả nghe nghe nàng cũng quan tâm thấy đối phương lời nói nói rất có đạo lý không khỏi nghiêm cẩn nghe lên cho nên nói a à, ngươi cái gì cũng không làm đều không cần lo lắng địa vị hội rơi chậm lại trần tuệ nói cũng không cần coi ta là thành là uy hiếp lý công công đối ta cũng không có ngươi cho là ý tứ hắn chính là cảm thấy ta hảo ngoạn. Hảo ngoạn. Tương Bích Hàm một mặt kinh giật mình. Trần Tuệ đầu nhất quay, ngón trỏ hướng khóe miệng nhất trạc, cười hiếp mắt nói. Không biết là ta như vậy rất hảo ngoạn sao? Qua nét mặt của Tương Bích Hàm đến xem, nàng thực không biết là. Trần Tuệ cũng không quản, tiếp tục nói. Công công hắn chính là đồ tươi mới, ép buộc ta làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, khả người khác không biết, còn tưởng là hắn là xem ta không bình thường a à, quả thật là không bình thường ngoạn đứng lên đặc biệt thú vị đi tương bích hàm không biết bản thân nên thế nào nói tiếp nàng biết này trần tuệ nương xuất từ thương hộ nhưng không nghĩ tới nàng nói lên nói đến có thể như thế thô bỉ nàng đều có chút nghe không nổi nữa tương bích hàm nhìn xem trần tuệ lại không có ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp trần tuệ không có tiếp tục đề lý hữu đắc là thế nào ngoạn của nàng chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nàng mới không cần nơi nơi tuyên dương bản thân hắc lịch sử, trừ phi có thiên đại ưu việt. Cho nên ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Trần Tuệ nói, ta uy hiếp không đến của ngươi địa vị, sau này chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông, đều tự mạnh khỏe, ngươi xem coi thế nào. Tương Bích Hàm ngước mắt nhìn chầm chầm Trần Tuệ xem, giống là muốn theo của nàng trên nét mặt nhìn ra của nàng chân ý. Trần Tuệ thoải mái nhậm nàng xem, chính là như vậy chân thành tương bích hàm rốt cục nói trần cô nương ý tứ bích hàm minh bạch trần tuệ nhìn xem tương bích hàm chờ nàng câu dưới nhưng mà tương bích hàm lại không có câu dưới trần tuệ nghĩ nghĩ giật mình ngộ nàng loại này nữ tử tác phong ngẫm lại không tốt bức bách thật chặt liền đứng dậy nói nên nói ta đều nói ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút dưỡng hảo thân mình đi ta về trước tương bích hàm không có ngăn đón trần tuệ người sau liền đi ra ngoài bên ngoài không khí so trong phòng tươi mới nàng hít một hơi thật sâu tâm tình cũng trở nên không sai lý tam màu bị thanh thục ôm ở trong lòng nàng cùng tiểu điều hai người đang định ở bên ngoài gặp trần tuệ xuất ra thanh thục lập tức vào phòng có lẽ là sợ trần tuệ phạm cái gì chuyện xấu đi trần tuệ cũng không để ý tâm tình vô cùng tốt mà dẫn dắt tiểu điều cùng tiểu ngủ trở về cúc viện tương bích hàm không là kẻ ngu dốt hẳn là minh bạch lời của nàng có bao nhiêu chính xác đại gia tường an vô sự mới là sau này lựa chọn tốt nhất nàng lại không đúng là lý hữu đắc nữ nhân dựa vào cái gì nên vì hắn trạch đấu a à. trần tuệ ra phủ đi bộ tâm tư là rất mãnh liệt nhưng nghĩ bản thân vừa cùng lý hữu đắc đạt thành chung nhận thức không tốt rất trêu rao liền tính toán trước an phận vài ngày lại đi chơi đùa giỡn bởi vì trong lòng có chờ đợi Trần Tuệ ngày liền trải qua thư thái hơn, nàng nhường tiểu ngũ cầm giấy bút đi lại, chuẩn bị đánh trước cái bản thiết kế. Thời thượng cổ trang, này hai cái từ hỗn hợp đứng lên, thật là có một loại không hiểu kích thích cảm đâu. Một ngày này buổi tối Lý Hữu Đắc Như cũ ngủ ở trong hoàng cung không trở về, Trần Tuệ cũng không có tận lực chờ hắn, bởi vậy ngủ thật sự là an tâm. Lại qua một ngày, đúng là buổi chiều thời điểm, Trần Tuệ đang ở trong sương phòng vẽ bản thiết kế, chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân, lập tức là Lý Hữu Đắc một tiếng giận xích. Đều cút ngay cho ta, đồ vô dụng. Trần Tuệ lặng lẽ đụng đến cạnh cửa thăm dò vọng đi ra ngoài, chỉ thấy trong viện quỳ nhất, bọn hạ nhân một đám nơm nớp lo sợ, không dám lộn xộn bộ dáng. Mà chủ ốc cửa phòng khép chặt, nhìn không tới bên trong tình huống như thế nào, ngay sau đó, bên trong lại truyền đến một trận tạp này nọ thanh âm. Trần Tuệ cuốn quyết lùi về thân mình, Cùng tiểu điều ở trong sương phòng yên tĩnh như kê Có thể nhường lý hữu đắc phát lớn như vậy hỏa Khẳng định không là cái gì việc nhỏ Nàng vẫn là an phận đợi đi Miễn mà làm theo vật hy sinh Trần Tuệ tưởng an phận Nhưng có người không nhường nàng an phận A đại đi lại vang lên cửa phòng Đã thấy Trần Tuệ chính là mở ra một cửa khâu Thám tử chấp đầu giường như nhỏ giọng hỏi hắn Chuyện gì? A đại trong tay bưng cái chậu rửa mặt hữu lòng bàn tay còn nằm cái bình nhỏ, hắn sắc mặt cũng không làm gì đẹp mắt đối Trần Tuệ nói. Trần cô nương, công công bị thương, ngươi giúp hắn tốt nhất dược đi. Trần Tuệ theo bản năng hỏi lại. Ngươi vì sao không bản thân đi? Nàng xem A Đại ánh mắt tràn ngập địch ý, đây là lấy nàng điền lửa đạn đâu, nàng lại không ngốc, mới mặc kệ. A Đại nói quanh con một chút nói. Là. Là công công ý tứ. Trần Tuệ hừ một tiếng. Ngươi mau đừng nói bậy, công công chính nổi nóng đâu, làm sao có thể cố ý làm cho ta, Trần Tuệ nương. Chủ trong phòng truyền đến một tiếng kêu. Thoáng chốc, A Đại trên mặt mang theo cười, mà Trần Tuệ còn lại là một mặt như cha mẹ chết biểu cảm, lại quên quả đen miệng kỹ năng. A Đại vội đem chậu rửa mặt hướng Trần Tuệ trong tay nhất tắt, trên mặt thoải mái không ít. Trần cô nương, công công kêu ngài, mau đi đi. Trần Tuệ xem A Đại kia cơ hồ là tươi cười rạng rỡ mặt đã nghĩ đá hắn, đến cùng nhìn xuống, vội hỏi. Công công như thế nào, lửa lớn như vậy ký? A Đại đổ là không có dấu giếm, thở dài nhỏ giọng nói. Bị hoàng thượng mắng, cái trán còn bị chén trà tạp bị thương. Hoàng thượng dưới cơn thịnh nộ quăng ra chén trà, ai dám trốn? Trần Tuệ cũng thở dài, vừa muốn nói gì, chủ ốc nơi đó lại truyền đến Lý Hữu Đắc Thanh Âm. Trần Tuệ Nương. Trần Tuệ chỉ phải bưng chậu rửa mặt liền hướng chủ ốc chạy, khả không nghĩ tới vừa chạy hai bước, nàng đột nhiên dưới chân nhất bán, cả người liền như vậy quăng ngã. Ai, ở, bán, nàng. Trần Tuệ đương nhiên không là hội bình xuất nhân, nàng tin tường nhìn đến, ở nàng chạy quá trên đường, một cái nguyên bản quỳ nhân đột nhiên ra bên ngoài thân chen chân vào, nàng trốn tránh không kịp liền như vậy bị sảy. Không đợi Trần Tuệ hướng hung thủ làm khó dễ, lâu đợi không được Trần Tuệ Lý Hữu đắc phịch một tiếng mở cửa nổi giận đùng đùng đi ra, vừa thấy trên đất tình hình đó là sửng sốt. Trần Tuệ quan ngã, trên tay chậu rửa mặt tự nhiên cũng phiên, kia thủy đổ ập xuống lâm nàng một thân, tóc của nàng thu thành nhất thúc thúc dán tại trên mặt, hoặc nhìn chật vật cực kỳ. Trần Tuệ một mặt khẩn trương xem Lý Hữu đắc, thốt ra. Công công, Tuệ nương cho ngài biểu diễn cái tạp kỹ, cái này gọi là hoa sen mới nở, ngài cảm thấy đẹp mắt sao? Lý Hữu Đắc khóe miệng vừa kéo, nổi giận nói. Cút cho ta tiến vào. Hắn nói xong xoay người phải đi, lại nghe phía sau Trần Tuệ mỏng manh thanh âm hỏi hắn. Công công. Đi có thể chứ. Cút quá khó khăn. Tác giả có chuyện muốn nói. Cảm tạ muốn ăn bữa ăn khuya đồng hài Trường Bình, cái này ta lại kiếm hai càng, các ngươi viết Trường Bình kiềm chế điểm ha, tưởng mệt chết ta nha. Ngày mai đi leo núi, sẽ không xong càng, chờ ta về sau trả lại, yên tâm ha, nhất định có thể hoàn thành. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 32 Ngực đau Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Hữu đắc bước chân một chút, phía trước bị hoàng thượng mắng tức giận sớm không có, lại đổi thành một loại khác lửa giận. Hắn quay đầu lạnh lùng trừng mắt trần tuệ. Lại lắm miệng, ta cho ngươi theo cửa chính đi đến cửa sau. Trần Tuệ gắt cao ngậm miệng lại. Lý Hữu Đắc xem nàng này toàn thân ướt đẫm đáng thương sở sở bộ dáng, cảm thấy rất chướng mắt, nhíu nhíu mày ghét bỏ nói. Đi trước đổi thân sim y. Hắn nói xong liền trở về phòng trong. Trần Tuệ ngồi dậy nhìn về phía bên người gã sai vặt, đối phương cũng đang một mặt khủng hoảng nhìn qua, chống lại Trần Tuệ tầm mắt, hắn lập tức nói. Trần cô nương, tiểu nhân không phải cố ý tiểu nhân cũng là quỳ mệt mỏi tưởng thân chen chân vào, thực không thấy được Trần Cô Nương đi qua. Hắn một mặt muốn khóc biểu cảm, như biết Trần Cô Nương trải qua, tiểu nhân cũng tính đem chân chém đứt cũng không dám lung tung chen chân vào a. À. Trần Tuệ nhận được người này kêu tiểu cửu, trong ngày thường tồn tại cảm rất thấp, xem nhân thời điểm cũng không dám nhìn thẳng đối phương. Nàng biết hắn ở sợ cái gì, nàng lại không có gì hay sợ, đáng sợ nhân là lý hữu đắc bọn họ những người này cũng không biết nói nàng cùng lý hữu đắc từng có thế nào nói chuyện chỉ cho rằng nàng được lý hữu đắc coi trọng bởi vậy cũng liên quan e ngại thượng nàng trần tuệ đột nhiên có một loại cáo mượn oai hùng sản khoái cảm trách không được mọi người đều thích ôm đùi ôm lên đùi ngày hôm đó tử liền đại xoay người a trần tuệ hồi tưởng bản thân xuất phía trước nhìn đến lại nghĩ đến nàng quan ngã người khác lại không có gì hay chỗ cảm thấy này thật sự không giống như là vừa ra âm mưu liền khoát tay nói. Được rồi, ta không sao. Nhưng lần tới phải cẩn thận chút, không là mỗi người đều giống ta như vậy. Là là, đa tạ trần cô nương không cùng tiểu nhân so đo. Tiểu cửu cúng quyết nói lời cảm tạ. A à, đại lúc trước cũng không thấy được trần tuệ là thế nào xuất, còn tưởng là là chính nàng xuất. Lý hữu đắc hiện thân thời điểm hắn cũng là đứng ở một bên đại khí cũng không dám xuyển. Hiện thời lý hữu đắc hồi phòng ở, hắn mới dám đi lại, lại nghe được tiểu cửu lời nói, mang tương hắn khiển trách một lần. Bất quá dù sao Trần Tuệ cũng không so đo, việc này tự nhiên liền như vậy trôi qua. Trần Tuệ sợ Lý Hữu Đắc chờ lâu lại tức giận, cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi trong phòng thay quần áo thường, chờ nàng thay xong xiêm y, đem tóc xoa xoa, a à đại lại lần nữa đánh thủy đi lại. Lúc này không ai bán Trần Tuệ, nàng lại đi phải cẩn thận, an ổn đi tới chủ cửa phòng, thăm dò hướng Lý nhìn nhìn trên đất một mảnh hỗn độn lý hữu đắc không ở bên ngoài hẳn là ở trong ốc trần tuệ cẩn thận tránh đi trên đất hài cốt đi đến lý cửa phòng thăm dò nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói công công tuệ nương vào được ân lý hữu đắc hừ một tiếng trần tuệ đi vào đem chậu rửa mặt buông cẩn thận nhìn mắt lý hữu đắc cái tráng không là cái gì đại thương khẩu nhưng quả thật cũng đổ máu công công Tuệ nương giúp ngài bôi thuốc. Trần Tuệ nheo mắt nhìn Lý Hữu Đắc sắc mặt châm trước nói, miệng vết thương như không kịp thời xử lý, dễ dàng cảm nhiễm. Lý Hữu Đắc tà nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Liền ngươi này bản thủ bản cước bộ dáng, ta làm sao dám cho ngươi động thủ. Trần Tuệ cảm thấy bản thân oan uổng đã chết, bản thủ bản cước rõ ràng là người khác, hiện thời lại muốn nàng đến lưng nồi. Công công, Tuệ nương hội rất cẩn thận, không làm đau công công. Trần Tuệ nói xong, liền cảm thấy lời này nghe qua tựa hồ có chút kỳ quái, nhưng nói đã xuất khẩu, thu không trở lại. Cũng may Lý Hữu Đắc vẫn chưa cảm thấy chỗ nào không đúng, cười nhạo dường như nhìn nhìn Trần Tuệ, thế này mới dơ dơ lên cầm ý bảo nàng động thủ. Trần Tuệ đem bố khăn tẩm vào nước trung tẩm ẩm lại chen khô một nửa, chuẩn bị trước đem Lý Hữu Đắc trên mặt kia tầng trang dung thanh rửa. Ấm áp bố khăn đụng tới Lý Hữu Đắc mặt kia, hắn tầm mắt vừa chuyển liếc mắt Trần Tuệ mặt, thấy nàng sự tình chuyên chú, lại dời đi chỗ khác tầm mắt. Trần Tuệ bình thường thấy được tối còn nhiều mà Lý Hữu đắc đồ bạch kia khuôn mặt, đương nhiên nàng càng yêu thích nhìn đến cũng là hắn không có hóa trang mặt, kia khuôn mặt phổ thông cơ hồ không có bao nhiêu đặc sắc, hãy nhìn càng thoải mái, hơn nữa cũng nhường trên người hắn bén nhọn dở xuống đi không ít. Này có lẽ chính là Lý Hữu đắc đồ mặt trắng nguyên nhân chi nhất. Tổng yếu cấp bản thân đội một tầng mặt nạ. Trần Tuệ Biên thay Lý Hữu Đắc sát mặt vừa đi thần tưởng này có hay không đều được, nàng phát giác trên mặt hắn phấn tự hồ là thủy tan tính, dùng thủy thật dễ dàng liền tẩy điệu, may hoàng đế tạp hắn khi nước trà không có sái trên mặt hắn, bằng không này trên mặt một đạo một đạo xem liền buồn cười. Đợi đến miệng vết thương vị trí, Trần Tuệ động tác vũ phát cẩn thận, khẩn trương nhìn chầm chầm Lý Hữu Đắc, sợ làm đau hắn hắn muốn phát hỏa. Nhưng mà Lý Hữu Đắc cũng không biết là suy nghĩ cái gì nghĩ đến vào thần, một trận nghiến răng nghiến lợi nếu không là trần tuệ đoán hắn chẳng phải ở đối nàng phát hỏa nói không chừng thủ hạ động tác liền rối loạn sát mặt khi không thể tránh khỏi hơn chút làn da tiếp xúc trần tuệ theo của nàng thẩm mỹ chuyên nghiệp ánh mắt đến xem cảm thấy lý hữu đắc này da mặt phu rất sạch sẽ vuốt cũng trơn trượt lưu xúc cảm rất là không sai nếu không là sợ lý hữu đắc phát giác của nàng tiểu tâm tư nàng thật đúng tưởng nhiều sờ hai thanh rửa mặt sau đó là bôi thuốc Trần Tuệ lau điểm thuốc mở đến bản thân chỉ phúc, nhẹ nhàng ở hắn miệng vết thương biên phủ ấn. Lý Hữu Đắc ngồi ở trên giường, mà nàng đứng ở trước mặt hắn, hai người có cái thân cao kém, Trần Tuệ thủ vừa nhất liền chặn Lý Hữu Đắc tầm mắt, điều này làm cho nàng thể xác và tinh thần thả lỏng không ít. Mà liền này thân cao kém, Lý Hữu Đắc tầm mắt vừa chuyển đó là Trần Tuệ ngực vị trí. Hắn theo bản năng nhìn chầm chầm nhìn một lát, trong đầu nghĩ tới cũng là hôm nay ở trong hoàng cung chuyện nhân hoàng thượng sủng ái nhất đức phi nương nương nơi cần tân trang hắn này đó thời gian cũng là thao nát tâm khả kỳ hạn công trình vẫn là nhân các loại nhân tố có điều đến trễ đức phi nương nương vừa khóc tố hoàng thượng đương nhiên phải gây sự với hắn khiển trách hắn một phen nói được kích động liền động thủ hắn nào dám trốn bị tạp còn muốn tạ chủ long ân kinh sợ đáp ứng kế tiếp nhất định hảo hảo đốc thúc công tượng sau đó phải đi bắt tay hạ làm việc mắng vừa thông suốt thật sự khí không thuận vẫn là ra cung trở về phủ nghĩ ra cung tiền nhìn đến vương hữu tài kia vui sướng khi người gặp họa bộ dáng lý hữu đắc liền tức giận đến tưởng lại tạp điểm này nọ nhưng bên ngoài gì đó có thể tạp đều tạp trong tay cũng không có tiện tay khả tạp trước mắt chỉ có cái nói tự nguyện làm cái giải buồn vật xõa nữ nhân thôi lúc này trần tuệ đã đã xong việc trên tay nàng buông tay lui ra phía sau một bước nói công công sát tốt lắm kia tuệ nương đi ra ngoài trả lời của nàng là lý hữu đắc nâng lên thủ hắn thủ duỗi ra liền đem trần tuệ hướng trong lòng hắn lôi kéo chờ trần tuệ một mặt mộng bức phục hồi tinh thần lại khi nàng đã ngồi ở lý hữu đắc trên đùi mà hắn một cái tay vòng lên eo nàng tay kia thì không chút khách khí đặt tại nàng trên ngực lý hữu đắc không nói gì hắn cũng không cần thiết vì chính hắn hành động giải thích cái gì trần tuệ lại không được nàng cả người cứng ngắc tọa trên đùi hắn một cử động nhỏ cũng không dám cả đầu máy bay phản lực gào thét mà qua này tình huống gì a à? nói tốt đối nữ nhân không có hứng thú đâu này đây là muốn làm gì trần tuệ cương một hồi lâu mới ý thức đến sự tình khả năng chẳng phải nàng nghĩ tới như vậy dựa theo nàng tính ra đầy đủ có 3 phút thời gian lý hữu đắc chính là một mặt thần du thiên ngoại dường như nắm bắt của nàng ngực ngoạn cũng không có tiếng thêm một bước động tác lại qua một hồi lâu Trần Tuệ trên mặt khiếp sợ cũng đổi thành một mặt chết lặng. Hảo thôi, nói làm nàng là vật, thật đúng là một điểm cũng không khoa trương A. Đây là coi nàng là hình người ngang gối ôm hoặc là nói thủ làm linh tinh gì đó đến thưởng thức. Như chỉ là như vậy nói, nàng thật đúng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi kia trong nháy mắt, nàng cho rằng bản thân lập tức liền muốn bị đổ lên trên giường như vậy như vậy. May mắn hiện thời không hay ho chính là của nàng ngực mà thôi nàng cũng cảm thấy tự bản thân ngực bốc lên đến rất thoải mái khả bị người khác niết cảm giác thật đúng là một lời khó nói hết chẳng lẽ là lần trước niết quá một hồi sau cảm thấy xúc cảm hảo nặng ra hứng thú đến đây về sau hắn sẽ không bảo trì này tam tục thói quen đi ai niết lâu nàng có phải hay không sinh ra bao tương nga trần tuệ nỗ lực để cho mình thả lỏng thân thể xem nhẹ cái loại này kỳ quái cảm giác trong đầu nghĩ loạn thất bác tao chuyện hảo dời đi lực chú ý, gối ôm vẫn là thủ làm đều không xong, Lý Hữu đắc một cái thái giám chết bầm, có loại này đặc thù mê cũng không tính cái gì kỳ quái chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Hữu đắc rốt cục buông lỏng ra Trần Tuệ, nửa câu nói chưa nói đẩy nàng, làm cho nàng đứng lên. Trần Tuệ cúi đầu vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi đến gian ngoài nhớ tới chậu rửa mặt còn chưa có lấy, do dự một lát lại hồi quá thân cứ chống lại lý hữu đắc nhìn qua tầm mắt nàng có chút lắp bắp ta ta quên lấy chậu rửa mặt nàng vội vã xoay người cầm lấy chậu rửa mặt nhanh như chớp chạy thoát đi ra ngoài a đại còn ở bên ngoài chờ gặp trần tuệ rốt cục xuất ra hắn đón đi lên còn chưa nói trần tuệ liền đem chậu rửa mặt hướng trong tay hắn đẩy tay phải theo bản năng hoành ở tại ngực cái kia thái dám chết bầm sức tay ghê gớm thật đau chết nàng đầu vừa nhất nhìn đến a đại kia có chút cổ quái biểu cảm khóe miệng nàng đi xuống nhất loan thở dài nói công công bị thương ta tâm khẩu đau quá lúc đó hoàng đế vì sao không quan chủng một điểm tạp tử này thái dám chết bầm quên đi nói xong nàng vẻ mặt bi thương ô tâm mà đi lưu lại cái a đại mặt cảm tác giả có chuyện muốn nói cảm tạ Kinh minh đồng hài trường bình vất vả này càng rất thiếu tối nay còn có canh một sẽ không tính ở thêm càng nội nói cách khác còn kiếm ba lần thêm càng, ta sẽ nỗ lực hoàn thành đát. Cảm ơn đại gia duy trì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 33 Cửa hàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Tuệ hồi bản thân phòng ở sau sẽ chết sống không đồng ý đi ra ngoài, nàng cảm thấy bản thân ngực trong khoảng thời gian ngắn kinh không dậy nổi lần thứ hai nhựu. Lận, Tiểu điều không biết chủ phòng trong đã xảy ra cái gì, xem Trần Tuệ sắc mặt không tốt, có chút lo lắng, lại không có lá gan hỏi, chính là suy đoán lão gia như thế nào đem tức giận phát tiết đến Trần cô nương trên người, đau lòng không được. Trần Tuệ nhường tiểu điều đi ra ngoài giúp bản thân làm điểm ăn đến, chờ nàng vừa đi, liền kéo mở sim y nhìn nhìn, đau lòng đến độ muốn khóc. Lần trước cũng chỉ là nhéo vài cái mà thôi, nhưng lần này, thật sự là qua lại nhéo thật lâu, Niết hoàng bên này niết bên kia, nàng lúc đó kém chút liền muốn đau đến thân. Ngâm xuất ra, chính là băng khoăn đến ở loại này dưới tình huống ra tiếng quá mức quỷ dị, nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Nàng sờ sờ chính mình tay, cảm thấy phía trước còn tưởng đụng đến lý hữu đắc mặt chiếm được tiện nghi bản thân quá ngây thơ rồi, so sánh tương đối mà nói, nàng đây là bệnh thiếu máu A, làm nàng tương đối lo lắng là, sau này chuyện như vậy còn có thể lại phát sinh sao? vạn nhất hắn lại có loại này nhu cầu, nàng là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đâu, vẫn là xin hắn nhẹ một chút. Không đến khi đó, nàng thật đúng là hạ không xong quyết tâm a. À. Cũng may một ngày này trong thời gian còn lại Lý Hữu Đắc không lại làm cái gì, Trần Tuệ An phận tránh ở bản thân trong phòng ăn qua cơm chiều, lại sớm ngủ. Ngày thứ hai Trần Tuệ tỉnh lại thời điểm Lý Hữu Đắc đã đi hoàng cung, hơn nữa nghe tiểu lục nói, kế tiếp mấy ngày, Lý Hữu Đắc đều sẽ ở lại trong hoàng cung đốc thúc công trình tiến triển. Trần Tuệ trong lòng mừng thầm, Lý Hữu Đắc không ở, nàng là có thể khoái trá chơi đùa đâu. Bởi vì Lý Hữu Đắc yêu cầu, Trần Tuệ xuất môn phải mang theo Tiểu Lục, bởi vậy đứng lên sau, Trần Tuệ liền thông tri Tiểu Lục chuẩn bị xuất môn. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục hai người chung, Trần Tuệ tự nhiên càng yêu thích dễ gạt gẫm Tiểu Ngũ, xem ra Lý Hữu Đắc rất rõ ràng này hai người tính tình, bởi vậy nhường Tiểu Lục đi theo nàng mà không là tiểu ngũ. Trần Tuệ tự nhận là bản thân là cái quy của nhân, khẳng định sẽ không cấp lý hữu đắc chọc phiền toái, bởi vậy bất kể là tiểu ngũ vẫn là tiểu lục đi theo, đối nàng mà nói đều không có khác biệt. Trần Tuệ trước nhường tiểu lục lái xe đi nhìn xa thư tứ, ở tiểu lục đi an trí xe ngựa thời điểm, nàng dẫn tiểu điều trước đi đến tiếng vào. Trần Tuệ hai ngày trước mới đến quá, thư tứ tiểu nhị đương nhiên sẽ không quên nàng, lập tức chào đón cười nói trần cô nương ngày tới rồi trần tuệ cười cười ta tùy tiện nhìn xem ngươi vội chính ngươi đi thôi tiểu nhị cũng thức thời vội ứng thanh liền lui về còn đi theo trưởng quầy nói một tiếng tiểu điều là lần đầu tiên đến tân kỳ xem bốn phía thấp giọng nói cô nương nguyên lai thư tứ là như vậy thật là lợi hại trần tuệ lặng lẽ cùng tiểu điều kề tai nói nhỏ nhìn xem này đó thư sinh ngươi cảm thấy cái nào đẹp mắt nhất? Tiểu điều mặt đều đỏ. Cô nương. Ngài, ngài nói cái gì đâu? Trần Tuệ cười hì hì nói. Xem một chút lại không phạm pháp, dù sao việc này chỉ có ngươi biết ta biết, không cần thẹn thùng thôi. Ta đây trước đến đây đi, ta cảm thấy bên kia cái kia mặc đồ trắng y thư sinh đẹp mắt nhất. Trần Tuệ sở chỉ, là một cái mặt mày trong sáng ôn hòa thư sinh, xem vật liệu may mặc cũng không phải tới tự cái gì đại phú đại đắc tiền gia đình, nhưng trên người hắn mang theo một loại trầm tĩnh nội liễm hơi thở, làm cho người ta nhìn cảm thấy thật thoải mái. Tiểu điều thẹn thùng theo trần tuệ tầm mắt nhìn sang, ai biết chỉ nhìn thoáng qua chỉ thấy đối phương hướng bên này nhìn đi lại, sợ tới mức nàng vội vã trốn được trần tuệ phía sau, kinh hoảng nói. Cô nương, khi công tử phát hiện. Trần tuệ không nói gì lại cảm khái, Loại này Rình coi bị nắm bao tình huống đối nàng mà nói là cái chút lòng thành, chỉ cần làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì thì tốt rồi a. À. Tiểu điều phản ứng lớn như vậy thật sự là giấu đầu loài đuôi a. À. Trần Tuệ đối kia nhìn qua thư sinh khẽ vuốt cầm, thần thái tự nhiên. Khi thư sinh nao nao, lập tức cũng nhẹ nhàng gật đầu ý bảo, trên mặt mang lên một cái cười yếu ớt. Trần Tuệ tiếp theo liền dời đi chỗ khác tầm mắt giống như là hai cái người xa lạ không cẩn thận chống lại tầm mắt sau cho nhau đánh cái tiếp đón giống nhau đơn giản, tiếp theo lại nói khẽ với tiểu điều nói. Tiểu điều, không quan trọng, trấn định chút, mặc dù thực bị người phát hiện chúng ta ở nhìn lén hắn, hắn có năng lực như thế nào? Tấu ngươi một chút sao? Tiểu điều nhô đầu ra xem trần tuệ, trần chờ nói. Khi công tử không giống như là hội đánh người bộ dáng. Sao lại không được thôi? Trần Tuệ Hào khí trang vân nói, đến xem, có cái gì không muốn nhìn thư, dù sao nơi này đều là của ta, tùy tiện lấy. Tiểu điều khó xử nói. Nhưng là cô nương, nô tỳ không biết chữ. Trần Tuệ nói. Tự học nha, đọc sách sử ta vui vẻ. Tiểu điều ngây thơ gật gật đầu, thật đúng chạy tới tuyển thư, về phần có thể tuyển ra cái cái gì vậy đến, sẽ không người biết. Trần Tuệ cũng chậm rì rì phiên thư xem lần trước lúc nàng thức dậy thư tứ lý chỉ có một chút thư sinh nhưng lần trở lại này nàng phát hiện cũng có chút nữ tử mang theo nha hoàng ở lưu luyến nói cách khác thời đại này nam nữ đại phòng còn không có như vậy khắc nghiệt lần trước trần tuệ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem tương đối nguyên lành mà lúc này đây nàng nhìn cẩn thận hơn cũng chuẩn bị làm điểm thư trở về xem nàng sẽ không theo hoa mỗi ngày liền vẽ bản thiết kế cũng không phải chuyện này cũng tưởng tìm được thư đến xem hơi chút hơn giải một ít thời đại này xem trung nàng bỗng nhiên nhìn đến có quyển sách kêu nói cổ sát này tò mò đưa tay đi lấy ai biết có người sớm một bước cầm đi kia thư trần tuệ ngẩng đầu người nọ nhưng lại đúng là phía trước cái kia nàng cảm thấy đẹp mắt nhất thư sinh kia thư sinh tự hồ cũng có chút xấu hổ vội đem thư thả trở về đối trần tuệ cười nói quân tử không đoạt nhân sở hảo cô nương thỉnh trần tuệ ở lý phủ lý không có danh phận nàng cũng không có cố ý làm quá kiểu tóc bởi vậy luôn luôn không có thay đổi thành phụ nhân kiểu tóc người khác nhìn chỉ biết làm nàng vẫn là khuê nữ thiếu nữ công tử thỉnh dù sao ta cũng xem không hiểu chính là tùy tiện phiên phiên trần tuệ cười cười cũng không cùng hắn bắt chuyện ý đồ chuẩn bị rời đi khi thư sinh thấy nàng phải đi tự hồ có chút sốt ruột vội hỏi cô nương tại hạ thích thịnh văn không biết cô nương. Trần Tuệ mày một điều, cười chỉ chỉ sách này tứ nói. Thích công tử, ta là nhà này thư tứ lão bản, họ Trần, nhĩ đông Trần. Thích thịnh văn mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lại có chút quẩn bách nói. Tại hạ lúc trước cũng không biết. Mạo phạm, Trần cô nương, tại hạ cũng không giữ ý tứ. Xem như là sợ Trần Tuệ hiểu lầm hắn là đến phàn cành cao. Trần Tuệ nói như vậy, chẳng qua là vì mau chóng kết thúc đề tài, nghe vậy chính là cười cười. Nàng tưởng, nàng nếu nói ra nàng hiện thời là Lý Hữu Đắc, một cái đại thái giám nữ nhân, không biết vị này cố lấy dũng khí bắt chuyện công tử lại hội làm gì biểu cảm đâu. Thích công tử chậm rãi chọn, ta có việc đi trước một bước. Trần Tuệ khách khí nói một câu. Thích thịnh văn tự hồ còn tưởng nói cái gì nữa, khả Trần Tuệ bày ra như vậy cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài thái độ, hắn tự nhiên cũng không tốt lại ngăn trở trần tuệ theo thích thịnh văn bên người tránh ra khi tiểu lục mới từ bên ngoài tiến vào nàng liếc mắt nhìn hắn cũng không biết tiểu lục có thấy hay không nàng cùng thích thịnh văn bắt chuyện tình cảnh này kỳ thực nàng nhưng là người tốt a à, không đem vị này bộ dạng đẹp mắt tiểu ca ca cuốn vào phiền toái bên trong nếu trêu chọc thượng nàng như vậy thân phận nữ nhân hắn sợ là chiếm không được hảo may mắn thời đại này nhân coi như hàm xúc đặc biệt người đọc sách không vài cái hội tử triền lạng đánh. Trải qua việc này, Trần Tuệ cũng không nguyện lại ở trong này nhiều đãi đã tới tuyên thệ quá đối nơi này chủ quyền sau là có thể triệt. Nàng giúp tiểu điều chọn mấy bản vỡ lòng loại thư, cùng tiểu nhị nói một tiếng, liền cầm đi rồi. Thư tứ chính là thuận tiện đến, Trần Tuệ muốn nhất đi, vẫn là lý thị bố trang. Nàng mang theo bản thân bản thiết kế, chuẩn bị chọn chút vải dệt trở về, lại nhường cắt may đi lại, nàng ở một bên chỉ đạo đối phương nên thế nào căn cứ của nàng bản thiết kế đem sim y làm ra đến. Chờ thuần thục sau là tốt rồi làm, nàng đem bản thiết kế cấp cắt may, nhưng đối phương bản thân làm, làm xong làm cho nàng quá liếc mắt một cái, không thành vấn đề có thể trực tiếp phóng bố trang triển lãm. Nhất tưởng đến bản thân triển lãm cá nhân có thể khai đi lên, Trần Tuệ liền đầy cõi lòng chờ mong, tâm tình kích động trần tuệ nghĩ bản thân có lẽ có thể ở thời đại này cũng thành là một cái nổi danh nhà thiết kế liền cảm thấy kích thích thật sự chính xua đuổi khỏi ý nghĩ tâm đâu liền thấy phía trước mặt đường thượng bỗng nhiên hơn loại không phối hợp rối loạn thanh trần tuệ lập tức dừng bước lại khẩn trương nhìn xem người chung quanh phản ứng gặp đại gia không chút hoang mang thậm chí mang theo điểm nhi tò mò đi phía trước đi vây xem nàng cũng liền yên tâm không là đại quy mô quần thể sự kiện sẽ không cần sợ vô giúp vui phải đi tặng người đầu. Tò mò chi tâm nhân đều có chi, hơn nữa tiền phương vốn là trần tuệ đi hướng bố trang tất kinh đường, nàng liền cũng chậm chậm về phía trước đi đến. Càng ngày càng tới gần, nguyên bản hướng này phương hướng đi mọi người cũng dần dần ngừng bước chân, tự hồ là sợ bị hại cập cá trong chậu. Bởi vậy, sự kiện trung tâm chỗ cơ hồ là một mảnh chân không, chỉ có sự kiện đương sự, trần tuệ cũng bởi vậy có thể tin tường nhìn đến là chuyện gì xảy ra chỉ thấy một cái hồng y thiếu nữ đang đứng ở một chiếc xe ngựa tiền của nàng trước mặt nằm cái lui thành một đoàn nhân xem như là cái lão phụ nhân trần tuệ vừa đem trước mắt tình cảnh này thu vào trong mắt chỉ thấy kia hồng y thiếu nữ giơ lên roi hung hăng rút kia lão phụ nhân một chút trần tuệ theo kia lão phụ hết thảm một tiếng mà rung lên theo bản năng lui về phía sau một bước hồng y thiếu nữ hăng hái nhìn xuống người chung quanh, trên mặt cũng không có bị vây xem cuộn bách, đôi mắt khiêu khích theo mọi người trên người đảo qua. Mọi người ào ào trốn tránh của nàng tầm mắt, xem của nàng quần áo trang điểm, cùng với phía sau đứng hai cái người vạm vỡ, ai đều biết đến này thiếu nữ không dễ chọc. Trần Tuệ cảm thấy bản thân cũng là cái bắt nạt kẻ yếu, loại này cứng rắn ra vẫn là không cần đi nghênh chiến hảo, nhìn nhìn kia lão phụ, nàng đang muốn thối lui chân lại đinh ở, nàng thật hối hận, bản thân hảo hảo vì sao muốn xuất môn lại vì sao muốn xem náo nhiệt hiện tại náo nhiệt xem nàng còn thế nào lui nàng thấp giọng hỏi tiểu lục tiểu lục ngươi nhận được nàng sao tiểu lục nhân mặc dù khéo đưa đẩy trong ngày thường nhưng cũng rất ít đi theo lý hữu đắc xuất môn làm việc bởi vậy nhận thức nhân không nhiều lắm nghe vậy nói tiểu nhân cũng không thừa nhận cô nương nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện không đợi tiểu lục nói xong, kia hồng y thiếu nữ lại dơ lên roi, trần tuệ đột nhiên tiến lên vài bước, cười hỏi. Không biết cô nương thế nào xưng hô? Nàng quyết định, vạn nhất đối phương thân phận là lý hữu đắc không thể trêu vào, nàng liền triệt, vạn nhất chọc được rất tốt, nàng muốn nhúng tay vào nhất chỏ mỏm vào. Khi hồng y thiếu nữ không nghĩ tới có người hội ngăn đón nàng, Ninh Mi nhìn đi lại, nhìn đến Trần Tuệ, nàng cầm vừa nhất, kiêu ngạo nói, ta nhưng là thư ninh quận chúa, ngươi lại là loại người nào? Thư ninh quận chúa. Trần Tuệ chú ý là quận chúa hai chữ, quận chúa A, thân vương nữ nhi đi. Khi nhưng là hoàng thân quốc thích ôi, Lý Hữu Đắc tuy rằng là cái đại thái giám, nhưng cũng không phải tư lễ giam lợi hại như vậy, nghĩ như vậy đến. Không thể treo vào, không thể treo vào. Trần Tuệ tươi cười rực rỡ. Quận chúa, ta họ Trần. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, quan trọng là mới vừa rồi quận chúa Huy Tiên bộ dáng nhưng là đẹp mắt cực kỳ. Nghe được Trần Tuệ ở khen bản thân, thư ninh quận chúa mặc dù không biết của nàng ý đồ, trên mặt vẫn còn là lộ một tia đắc ý cười, hỏi: "Thì tính sao?" Trần Tuệ lại đến gần vài bước, cười nói: "Không dối gạt ngài nói, ta là một gian bố trang lão bản, hiện thời đang ở thử làm một ít tân triều sim y." thấy quận chúa tư thế oai hùng, ta đột nhiên được linh cảm, có một việc kỵ trang quả thực là vì ngài lượng thân làm theo yêu cầu, ngài này độc đáo khí chất, phối hợp thượng của ta kỵ trang, nhất định kinh diễm mọi người, giống như hạt trong bầy gà, đủ để cướp lấy bất luận kẻ nào chú ý. Tác giả có chuyện muốn nói. Nữ chính muốn bắt đầu khai thác bản đồ ha ha. Ta hôm nay xem xét hạ đại cương, phát hiện này văn cư nhiên không có có thể chân chính xưng được với nam phụ gì đó đâu bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 34 Hòa Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Này Hồng Y thiếu nữ bất quá 15, 16 tuổi, ở thời đại này đúng là thiếu nữ hoài xuân thời điểm, mà tiểu cô nương trong lúc đó so đấu, trừ bỏ tài nghệ thanh danh, tự nhiên đó là xuất sắc bề ngoài, trong đó trang dung, phục sức đều là thêm phân hạng. Trần Tuệ lời này ẩn hàm một tầng ý tứ là, chỉ cần mặt nàng thiết kế kỵ trang, vị này quận chúa rất có khả năng theo phần đông không sai biệt lắm tuổi tác hoa quý thiếu nữ trung trổ hết tài năng, thành công hấp dẫn nàng tâm nghi người lực chú ý. Thư Ninh quận chúa không biết Trần Tuệ cố ý cất giấu lời nói trung nói, nhưng nàng lại căn cứ Trần Tuệ lời nói bản thân não bổ ra Trần Tuệ muốn nàng đi suy xét chuyện. Nàng nắm chặt rảnh tay bên trong trường tiên, cánh tay tùng tùng cuối tại bên người, trong ánh mắt mang theo nhiều điểm ý xấu hổ, lại đánh bạo hỏi. Ngươi nói là thật sự. Muốn là không có ngươi nói đẹp đẽ như vậy, xem ta không tạp của ngươi điếm. Trần Tuệ cười nói. Quận chúa, như ta không có như thế tự tin, cũng không dám khoa xuống biển khẩu A như vậy đi. Năm ngày sau ngươi tới thường phúc phố Lý Thị Bố Trang, như ngươi không vừa lòng, đương trường liền tạp của ta điếm ta cũng vậy không oán. Thư Ninh quận chúa nhướng mày cười, trần tuệ trên người tự tin cũng đủ làm người ta tin phục hơn nữa nàng cũng không cảm thấy có ai dám như vậy lừa bản thân bởi vậy cũng chưa hề nghĩ tới đi thăm dò tham trần tuệ theo như lời nói thật giả vạn nhất cũng không có lý thị bố trang hoặc là nói lý thị bố trang chẳng phải thuộc loại nữ tử này đâu nàng cũng không có sau đó giáo huấn nhân hưng trí trong lòng chờ mong nhường trên mặt nàng hiện lên rực rỡ mỉm cười ngạo nghễ nói khi liền nói xong rồi năm ngày sau ta định đến hảo hảo nhìn xem đi rồi cuối cùng một câu nói là đối nàng hai cái gia đình nói nói xong nàng liền khiêu lên xe ngựa tiến vào bên trong xe không có xem trên đất kia lão phụ nhân liếc mắt một cái trần tuệ nhìn theo xe ngựa rời đi mà tiểu lục cũng lại gần lo lắng nói trần cô nương ngày hôm nay tự hồ xúc động chút như cấp công công đưa tới phiền toái trần tuệ nói sẽ không ngươi xem kia quận chúa căn bản là không có hỏi ta là ai cùng lắm thì đến lúc đó đã nói lý thị bố trang là công công bán cho của ta, nhưng quận chúa hướng một mình ta đến tự thành, liên lụy không xong công công. Trần Tuệ thuận miệng có lệ đi qua, mà thấy chung quanh xem náo nhiệt nhân nhất nhất tán đi, nàng mới tại kia lão phụ nhân trước mặt ngồi sổng xuống hỏi. Lão Thái Thái, ngài không có việc gì đi. Lão nhân thân. Ngâm một tiếng, đục ngầu hai mắt nhìn về phía Trần Tuệ, đáy mắt vẫn cứ mang theo kinh cụ, cả người thoạt nhìn mơ mơ màng màng tiểu lục đến hỗ trợ đưa nàng đi y quán đi trần tuệ nói tiểu lục mặc dù trong lòng cũng không tình nguyện lại cũng chỉ có thể đi lên hỗ trợ nương có người kinh hô bước nhanh mà đến nháy mắt phát ngã xuống đất cẩn thận xem xét lão phụ tình huống sau hắn quay đầu giận trừng mắt trần tuệ đoàn người các ngươi đối ta nương làm cái gì trần cô nương hắn nhận ra trần tuệ kinh hô một tiếng. Trần Tuệ cũng nhận ra người này, đúng là nàng ở thư tứ gặp qua thích thịnh văn. Nàng này vận khí, cũng là không ai. Thích công tử, ngươi hiểu lầm, thương mẹ ngươi có khác một thân, ta chẳng qua là vừa khéo đi ngang qua thôi. Trần Tuệ lười tranh công, cũng sợ bản thân giải thích lời nói vạn nhất truyền đến thư ninh quận chúa bên kia sẽ không tốt lắm, còn nói, không tin ngươi có thể tùy tiện kéo một người hỏi một chút. Thích Thịnh Văn lập tức mặt lộ vẻ thẹn thùng sắc, vội hỏi. Trần cô nương nhân phẩm, tại hạ tự nhiên là tin được, mới là tại hạ đường đột, vọng cô nương tha thứ tắt cái. Vô phương. Trần Tuệ nói, đã thích công tử đến đây, như vậy ngươi nương liền giao cho ngươi. Nàng xem tiểu lục liếc mắt một cái, vương tay. Tiểu lục nhìn nhìn thích thịnh văn, đây là Trần cô nương có quen biết. Hắn buông xuống tầm mắt, lấy ra bạc đưa cho Trần Tuệ. Trần Tuệ đem bạc đưa cho Thích Thịnh Văn nói. Thích công tử, này là của ta một điểm tâm ý, ngươi nương xem bị thương không nhẹ, vẫn là mau mau đưa nàng đi y quán đi. Này, ta đây như thế nào có thể muốn? Thích Thịnh Văn đỏ mặt khó xử nói. Trần Tuệ nói. Mẹ ngươi thân thể quan trọng hơn. Thích Thịnh Văn tựa như rối rắm một lát, đến cùng viêm màng túi, vẫn là gật đầu nói. Khi liền đa tại Trần Cô Nương, cô nương phẩm tính cao thượng khiến người khâm phục trần tuệ lễ phép cười cười đối này thư sinh nhưng là hơn vài phần hảo cảm tuy rằng hắn xem rất thẹn thùng nhưng nói lên nói đến cũng rất dễ nghe làm cho người ta nghe thoải mái thích thịnh văn nhìn nhìn hắn nương lại khó xử lại tràn ngập xin lỗi nói một mình ta mang ta nương đi y quán hình như có chút không tiện không biết có không lại phiền toái trần cô nương trần tuệ nhìn nhìn thích thịnh văn kia không làm gì cường tráng thân thể liền cũng không có cự tuyệt, nhưng tiểu lục hỗ trợ, cùng thích thịnh văn cùng nhau đem đã mơ mơ màng, màng màng lão phụ nhân hướng y quán đưa. Thích thịnh văn dọc theo đường đi rất là cảm kích, nghe được da mặt dày như trần tuệ đều nhanh ngượng ngùng. Đoàn người rốt cục đến y quán, đem lão phụ nhân tặng đi vào, đại phu ở trị liệu khi, thích thịnh văn liền xuất ra đưa trần tuệ, xem nàng khi trong ánh mắt tựa hồ phát ra quan. Không biết trần cô nương quý phủ nơi nào tại hạ sau này định đăng môn bái phỏng trí tạ. Trần Tuệ mỉm cười, cự tuyệt kiên định lại rõ ràng. Không cần, bất quá việc rất nhỏ. Nàng muốn thực nói cho này thư sinh nàng là đánh chỗ nào xuất ra, phi hù chết hắn không thể. Cũng may thích thịnh văn cũng không phải cái gì tử truyền lạng đánh nhân, mặc dù mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng cũng vẫn chưa nói thêm cái gì, nhìn theo Trần Tuệ đoàn người rời đi. Khóe miệng hắn hơi hơi ôm lấy, tâm tình tự hồ không sai xoay người vào y quán tại kia lão phụ nhân bên người ngồi xuống kia lão phụ nhân vừa vặn tỉnh lại hai mắt theo dõi hắn nhìn một hồi lâu tưởng hắn cứu bản thân cảm kích cười nhiều đa tạ công tử cứu mạng thích thịnh văn ôn hòa cười nói không cần cứu người của ngươi đều không phải tại hạ mà là một vị cô nương hắn đem trần tuệ cấp bạc đều đưa cho lão phụ nhân điều này cũng là kia vị cô nương đưa cho ngươi, cầm đi. Đa tạ ân công. Lão phụ nhân liên tục nói lời cảm tạ. Thích thịnh văn đối kia đại phu dặn vài câu, liền cất bước ly khai y quán. Nhìn hôm nay này vô cùng tốt sắc trời, hắn mỉm cười, lẩm bẩm. Hôm nay thật đúng là thú vị. Trần Tuệ đến bố trang sau, tâm tình vội vàng không ít, của nàng cái thứ nhất thưởng thức giả cùng hộ khách, năm ngày sau liền sẽ xuất hiện. Ở bố trang trọng một hồi lâu, tuyển không ít vải dệt, nhưng ngô trưởng quầy mau chóng đưa đến Lý Phủ, lại phân phó hắn tìm chút cắt may đến Lý Phủ, thế này mới trở về. Trần Tuệ đối kia Thư Ninh quận chúa sở nói đổ không hoàn toàn là nói dối, Thư Ninh quận chúa trên người có một loại kiêu căng ương ngạnh kiêu ngạo, nói chuyện làm việc đều thập phần tùy ý, thần thái phấn khởi, thực sự chút kích thích của nàng linh cảm, vừa đúng nàng cũng có một bộ thiết kế tốt kỵ trang, quả thật hơi làm sửa chữa liền có thể làm xuất ra dùng xong. Ngày đó, vải dệt trước đưa tới, Trần Tuệ lại nhường tiểu lục đi đem lý phủ chuyên môn dưỡng hai cái nữ cắt may gọi tới. Hai người là một đôi tỷ muội, đều là tứ gần 10 tuổi, họ tôn, Trần Tuệ nghe tiểu lục xưng hô các nàng vì tôn đại nương, tôn nhị nương. Nàng trước nhìn bọn hắn chầm chầm, đem bản thiết kế mở ra giảng giải. Song phương dù sao cách mấy trăm năm hồng câu, Trần Tuệ vì nhường hai người biết rõ ràng nên thế nào dựa theo của nàng thiết kế làm việc, nhọc lòng, nói được miệng khô lưỡi khô, mới tính có nhất định tiến triển. Sau đó, hai người đẩy nhanh tốc độ, rốt cục ở ba ngày nội làm ra hai bộ sim y, một bộ là Trần Tuệ đối thư ninh quận chúa hứa hẹn kỵ trang, một bộ khác là nàng căn cứ hiện thời cung nữ hàng ngày phục sức hơi làm sửa chữa làm được, chợt nhất nhìn qua khác biệt không lớn, nhưng nhiều xem hai mắt liền sẽ phát hiện một ít rất có tâm tư tiểu thiết kế làm người ta trước mắt sáng ngời. Mà ngô trưởng quầy tìm đến cách may đã ở thời kỳ đến, Trần Tuệ lại phí tâm tư cùng ba người trao đổi một phen, lưu lại có thể cùng nàng hữu hiệu khơi thông hai người, ở của nàng phân phó hạ bắt đầu làm cái khác bản thiết kế. Trần Tuệ tự ngày đó sau khi rời khỏi đây liền không có lại xuất môn, mà Lý Hữu Đắc cũng không trở về, ỷ Trúc Hiên bên kia, không biết là Trần Tuệ lần đó nói có hiệu quả, còn là vì Lý Hữu Đắc không ở tương bích hàm không đồng ý lãng phí tinh lực, đã nhiều ngày nhưng là yên tĩnh thật sự, nghe nói trung gian tương bích hàm xuất môn quá một lần, nàng muốn xuất môn có thể sánh bằng trần tuệ dễ dàng hơn, không cần chỉ định chuyên gia đi cùng. Hai người cũng không gặp được cùng nơi đi, bởi vậy Trần Tuệ cũng bớt lo không ít. Đến ngày thứ tư buổi tối, Trần Tuệ nghĩ đến ngày thứ hai có thể nhìn thấy hộ khách được đến hộ khách ca ngợi, liền hưng phấn ngủ không được. Về phần hộ khách không vừa lòng loại tình huống này. Không lo lắng, của nàng sim y thiết kế đẹp đẽ như vậy, xem qua có bình thường thẩm mỹ mọi người nói tốt, thư ninh quận chúa làm sao có thể lại không thích. Trần Tuệ trong lúc nhất thời có chút hưng phấn, ngủ không được liền cũng không miễn cưỡng bản thân, ghé vào trên giường vừa nghỉ vừa vẽ tân bản thiết kế. Nàng từ trước công tác tư thế sẽ không hảo, lúc này tự nhiên không dễ dàng như vậy thay đổi, chỉ có dùng bản thân thói quen tư thế phê duyệt nàng tài năng linh cảm dư thừa. Bởi vậy nàng nhường tiểu điều đi tìm khối tấm ván gỗ đặt lên giường làm bàn vẽ dùng, mà nàng dùng là bút lại tế lại ngạnh, bản thích hợp viết tiểu tự thể, hiện thời đổ thuận tiện nàng lấy đến phê duyệt. Tiểu điều tọa ở một bên làm nữ hồng, thường thường xem liếc mắt một cái ghé vào trên giường nhét lên hai cái trắng non mềm cẳng chân trần tuệ, nàng cảm thấy trần cô nương họa sĩ cùng phổ thông hảo giống có chút không giống, xem rất đơn giản, sim y làm sau khi đi ra lại đặc biệt đẹp mắt. Trần Tuệ đem trong đầu tân toát ra đến sim y hình thức họa hảo, nhịn không được nhu nhu bản thân ngực. Nguyên thân ngực phát dục rất khá, nàng thật lo lắng sau này sẽ ở sức hút của trái đất lôi kéo hạ nhanh chóng rủ xuống, dù sao quần áo mặc bên trong cũng không ai nhìn đến, nàng quyết định làm hai cái bơ ra dùng để cố định. Đương nhiên, này làm ra đến cũng chỉ có thể tự sản tự tiêu, nàng cũng không dám cầm trưng thậm chí bán, vô cùng có khả năng bị quan thượng có thương tích phong hóa danh vọng vạn nhân thoá mạ, loại này phiêu lưu nàng cũng không muốn mạo. Tâm tư cùng nhau trần tuệ liền vô pháp tỉnh hạ tâm đến đây. Nàng hỏi qua, biết Lý Hữu Đắc muốn ngày sau mới có thể trở về, mà của nàng phòng, cúc viện Lý gã sai vặt đều sẽ không tiến vào, bởi vậy nàng cũng không cần lo lắng cái gì. Nghĩ nghĩ. Trần Tuệ vẫn là nhường tiểu điều đem cửa thuyên thượng, này mới bắt đầu thiết kế nàng muốn bơ ra ngọn nến một chút đi xuống thiêu đốt, tiểu điều đứng dậy nhìn đến trên bàn thủy mau không có, nhìn nhìn chính hết sức chuyên chú trần tuệ, cũng không quấy rầy nàng, khinh thủ khinh cướp cầm siêu liền đi mở cửa. Môn vừa khai, nhìn đến nguyên bản nên không có một bóng người đứng ở cửa cái sắc mặt trắng bệt nam nhân, sợ tới mức nàng kém chút kêu ra tiếng đến, thật vất vả mới ngạnh sinh sinh nhìn xuống, cũng ở đối phương ánh mắt ý bảo hạ nơm nớp lo sợ đứng ở một bên. Hai mắt nhìn chầm chầm lo lắng xem Trần Tuệ, trong cậy vào Trần Tuệ có thể phát hiện nơi này dị thường Nhưng mà làm việc chuyên tâm là Trần Tuệ ưu điểm Làm nàng chuyên tâm công tác khi Thậm chí phát hiện không đến tiểu điều qua lại đi lại Cho đến khi một bàn tay vương đến Đem nàng đang ở họa gì đó trừ đi Nàng mới mạnh hoàng hồn Ngửa đầu nhìn lại Lý hữu đắc đứng ở một bên Cầm trong tay nàng còn tại họa bản thiết kế Vốn không nên xuất hiện nhân đột nhiên hiện thân Trần Tuệ trong lòng nhảy dựng theo bản năng đem thân mình hướng lên trên nhất bạc, che khuất nàng đã họa tốt khắc bản thảo, một mặt khẩn trương nhìn chầm chầm Lý Hữu Đắc. Trong tay hắn kia trương, là Trần Tuệ đột nhiên nhớ tới có cái địa phương muốn sửa mà lâm thời lấy ra, chẳng qua là kiện xem trung quy trung cũ sim y. Trần Tuệ bắt buộc bản thân chậm hạ ban ban thẳng khiêu trái tim, may nàng vận khí tốt, vừa đúng bị Lý Hữu Đắc nhìn đến chính là một trương bình thường phê duyệt, nếu là bị hắn nhìn đến nàng nhất thời cuộc khởi họa thất bát trương nội y bản thiết kế, khi nàng đã có thể, không, dừng lại, không cần suy nghĩ. Lý hữu đắc tầm mắt vừa nhất, khống chế được không hướng trần tuệ kia lộ ở bên ngoài trên đùi ngắm, kỳ quái nói. Này đó là ngươi đã nhiều ngày vớ vẫn vội ngoạn ý. Mặc dù thật bất mãn Lý Hữu Đắc đối bản thân công tác phủ nhận, Trần Tuệ cũng không dám chống đối hắn, chính là biết vân lời nói. Đúng vậy, công công. Tuệ nương liền bản thân họa đùa. Lý hữu đắc A à một tiếng, vương tay đến. Cái khác lấy đến ta coi xem. Công công, đều là chút không lịch sự ngoạn ý. Trần Tuệ không nhúc nhích. Lý hữu đắc lúc này mới ý thức đến Trần Tuệ cư nhiên còn vẫn duy trì bán nằm tư thế, ngửa đầu nhìn hắn, thân mình xem rất cứng ngắc, thường lui tới cơ trí kính nghi đều nhìn không tới. Lý hữu đắc nguyên bản đổ cũng không phải phải muốn xem nàng họa gì đó không thể gặp nàng như vậy, hắn ngược lại sinh lòng nghi ngờ, nhướng mày. Lấy đến. Trần Tuệ vẽ mặt đau khổ chậm rì rì ngồi dậy, đột nhiên nắm lên nàng vừa họa tốt kia mấy tờ giấy nhảy xuống giường hướng bên cạnh bàn chạy. Nàng vừa họa tốt mấy trương bản thiết kế còn chưa có can, bị thủy nhất kêu sẽ vần nhụm thành một đoàn, như vậy Lý Hữu Đắc liền nhìn không tới nàng họa là cái gì. Sau nàng liền một mực chắc chắn là bản thân họa quá khó coi không nghĩ làm cho người ta xem, Lý Hữu Đắc cũng nói không xong cái gì, khả nếu như bị hắn nhìn đến này. Muốn hoàng A. Trần Tuệ xích chân chạy đến bên cạnh bàn, làm nhìn đến trên bàn cũng không có siêu sao, nàng sửng sốt, siêu bị tiểu điều cầm đi. Trần Tuệ phản ứng cũng là mau, đã không thể dùng thủy triệt để hủy thi diệt tích, nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo dùng tê, cũng không biết có thể tê nhiều toái, có thể hay không hợp lại trở về, bằng không ăn đi quên đi ở trần tuệ hai tay nắm lấy kia một phen giấy tuyên thành chuẩn bị tê thời điểm, nhưng nàng như vậy nhất trì hoãn mà phản ứng tới được Lý Hữu Đắc cũng đã chạy tới, một phát bắt được tay nàng, không rõ chân tướng nổi giận nói. Ngươi làm gì? Trần Tuệ thân mình uống éo tránh đi tay hắn tiếp tục nếm thử tê giấy, Lý Hữu Đắc cũng tốt giống cùng nàng can thượng dường như đuổi sát không tha, cũng không biết là hắn cố ý vẫn là ngoài ý muốn, hai người tranh đoạt giang, Lý Hữu Đắc bán ở Trần Tuệ chân, nàng thân mình nhất quay liền mang theo Lý Hữu Đắc vừa lên một chút ngã xuống trên giường. Trần Tuệ đầu gối lấy hạ đều nhẹ nhàng ở mép giường, thừa lại thân thể đều bị trên người sức nặng ép tới kề sát giường, hai cái tay nắm chặt giấy tuyên thành đặt đỉnh đầu. Lý Hữu Đắc một bàn tay đè lại của nàng hai cái tay không nhường nàng tê, hàm chứa lửa giận hai mắt trừng mắt Trần Tuệ nói. Buông tay. Trần Tuệ không có lên tiếng trả lời cũng không có buông tay. Khi ngoạn ý thực không thể cho hắn xem a, à, nàng cũng tưởng giả bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng của nàng bản thiết kế cũng không phải liền một bộ đơn giản nội y khố, ngay cả nhân thể cũng họa nha, tuy rằng họa cũng không kỹ càng, khá vậy có thể nhìn xuất thân thể đường công. Lý Hữu Đắc gặp Trần Tuệ này trầm mặt cự tuyệt, trong lòng nhất thời tràn ngập cơn tức, hôm nay hắn còn phải muốn nhìn đến không thể. Trần Tuệ nương, ngươi tùng không buông tay. Hắn cười lạnh trần tuệ vẻ mặt đau khổ khẩn cầu nói công công thực không là cái gì quan trọng hơn gì đó ngài cũng đừng nhìn đi lý hữu đắc suy cười một tiếng không là cái gì quan trọng hơn gì đó đáng giá ngươi liều mạng như vậy trần tuệ thật sự không có cách nào khác giải thích nhỏ giọng nói liền chính là một ít nữ nhi gia gì đó lý hữu đắc mới không tin trần tuệ sẽ vì cái gọi là nữ nhi gia gì đó liều mạng như vậy nàng lúc trước phải có này dũng khí, sợ cũng sống không đến bây giờ. Không buông tay là đi. Lý Hữu Đắc âm trầm nở nụ cười hạ. Không đợi Trần Tuệ lo lắng hảo, Lý Hữu Đắc không cái tay kia đột nhiên nhất xả của nàng vạt áo, non nửa cái cái yếm liền lộ xuất ra. Trần Tuệ kinh kêu một tiếng, lập tức nhận thức túng. Công công ta buông tay. Lý Hữu Đắc cảm giác được Trần Tuệ hai tay bỗng dưng buông lỏng ra, cũng không buông ra nàng, liền này tư thế đem trần tuệ trong tay này giấy tuyên thành mở ra một trương trương nhìn sang xem xem sắc mặt của hắn trở nên thập phần cổ quái sau một lúc lâu hắn ha ha cười ngữ điệu quái dị phập phòng. a à, tuệ nương còn có thể họa đông cung a à? trần tuệ đi tới đông cung ngươi cả nhà đều họa đông cung tác giả có chuyện muốn nói cảm tạ hơi hơi an đồng hài trường bình ứng ừ, hẳn là kiếm bốn lần thêm càng đúng không hôm nay tối nay liền thêm càng một lần, đại gia không cần chờ. PS Cảm tạ tảo biển canh đồng hài hỏa tiễn, cảm tạ sở sở đồng hài lựu đạn, cảm tạ ri đồng hài, miêu đi thiên hạ đồng hài, bệnh khí thiếu nữ đạt du đồng hài, hạ vũ đồng hài, trà mi đồng hài, vấn nữ đồng hài, lệ thuộc chỉ qua hầu đồng hài, nếu tâm có thể nói chuyện đồng hài, hồng tử quy đồng hài cùng tô ô vuông tô đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 35 Đều làm ra đến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Tuệ trong lòng châm chọc, trên mặt lại quá sợ hãi, kinh hoàng nói Công công, ngài nói cái gì? Tuệ nương họa cũng không phải là đông cung Lý Hữu đắt đem trong đó một trương giấy cầm trong tay Hai căn ngón tay nắm bắt treo ở Trần Tuệ trước mắt, hừ lạnh một tiếng nhìn một cái ngươi họa đều là chút gì đó liền này hai phiến bố che giấu còn nói không là đông cung trần tuệ chết sống không muốn để cho lý hữu đắc xem nàng họa áo tắm hai mảnh thức bản thiết kế chính là cảm thấy bản thân nói không rõ ràng sự thật cũng quả thực như thế nàng cùng hắn trung gian cách mấy trăm năm đâu làm sao có thể cho nhau lý giải tỷ như nói trong tay hắn lấy kia trương bất kể là nội y khoản tiền thức vẫn là nhân vật động tác đều thuộc loại nàng họa tương đối bảo thủ một trương, khả hắn vẫn là cảm thấy khác người. Trần Tuệ khổ ha ha nói. Công công, này vốn cũng không phải làm cho người ta lấy đến xem. Là cho các may cầm làm bản vẽ. Lý Hữu đắc mày một điều, lại nhìn vài lần trong tay bản vẽ, ánh mắt kỳ lạ. Ngươi phải làm này mặt. Trần Tuệ ngay từ đầu chính là không nghĩ đối thoại tiến hành đến bước này mới có thể phản kháng kịch liệt như vậy, kết quả vẫn là không có thể tránh được. Làm đùa. Trần Tuệ không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Lý Hữu đắc ánh mắt theo bản thiết kế thượng rơi xuống Trần Tuệ ngực, bị hắn kéo mở vạt áo còn rộng mở, lộ ra phía dưới phấn màu trắng cái yếm. Nàng ý tứ này là đem cái yếm đổi thành trong tay hắn hình dáng này thức. Hắn sớm đã không là cái chân chính nam nhân, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được đến một nữ nhân xuyên thành như vậy xuất hiện tại một cái bình thường nam nhân trước mặt, sẽ là bao nhiêu mê hoặc. Hắn mị hí mắt, bỗng nhiên đưa tay giúp Trần Tuệ đem vạt áo kéo hảo, lại sau lui xuống giường, xem nàng hoang mang rối loạn trương trương đứng lên né tránh chút hắn đã nghĩ cười nhạo ông trời của nàng thực, hắn như thực muốn làm cái gì, nàng còn có thể lẫn mất điệu. "Ấn ngươi họa, toàn làm ra đến." Lý Hữu Đắc nói. Trần Tuệ cả kinh, một mặt muốn nói lại thôi xem hắn. "Hắn muốn làm gì a?" À? chẳng lẽ đem sờ ngực mê thăng cấp thành cất chứa nội y? Nhìn đến Trần Tuệ biểu cảm Lý Hữu Đắc chỉ biết nàng đang nghĩ tới cũng không phải cái gì thứ tốt, cũng chính là nàng, dám đảm đương hắn mặt trong lòng bố trí hắn còn làm cho hắn nhìn ra. Lý Hữu Đắc sắc mặt trầm xuống. Tuệ nương, ngươi không đồng ý. Trần Tuệ lưu loát trả lời. Tuệ nương đương nhiên nguyện ý, công công ngài tùy tiện phân phó chính là, Tuệ nương nhất định nghe theo. Lý Hữu Đắc vừa lòng gật gật đầu. Hạng ngươi ba ngày nội làm ra đến. Trần Tuệ nói. Công công, còn có một vấn đề. Lý Hữu Đắc giờ phút này tâm tình cũng không tệ, ý bảo nàng nói. Trần Tuệ nheo mắt nhìn sắc mặt của hắn dè dặt cẩn trọng nói. Công công, này cùng cái yếm không giống với, là. Có lớn nhỏ. Không biết ngài là chuẩn bị làm bản thân cất chứa đâu, vẫn là. Lý Hữu Đắc kém chút trợn trừng mắt, trừng mắt Trần Tuệ nói. Ta cất chứa tới làm cái gì? Khi ai biết nha? Trần Tuệ cúi đầu không nói chuyện, cho không tiếng động Lý chỉ trích hắn là cái biến thái. Lý Hữu Đắc cảm thấy bản thân lửa giận lại ở trà xác cọ dân cao lên, nếu là người khác, cúi đầu không dám nói lời nào kia nhất định là dọa, chỉ còn chờ của hắn tha thứ, Trần Tuệ nương người này đâu. Mặc dù nàng một bộ thuận theo bộ dáng, hắn chính là cảm thấy nàng sợ là ở trong lòng mắng hắn đâu hắn quay đầu lườm liếc mắt một cái giơ tay lên ý bảo nguyên bản nơm nớp lo sợ đãi ở cạnh cửa tiểu điều cút đi tiểu điều mặc dù lại lo lắng trần tuệ cũng không dám không theo chỉ có thể đóng cửa lại trần tuệ lườm liếc mắt một cái cửa động tỉnh cảnh giác đại trướng tuy rằng hiện thời đã qua đi nhiều thiên nàng trên ngực chỉ ngân sớm đánh tan nhưng này loại xấu hổ cùng đau đớn nào có dễ dàng như vậy liền quên nàng như lâm đại địch Nghĩ lúc này nàng kết quả nên như thế nào mới có thể tránh cho này miết ngực khổ. Lý Hữu Đắc không biết Trần Tuệ trong lòng chuyển động đều là chuyện gì. Cũng không biết giờ phút này nàng chính coi hắn là biến thái đề phòng. Hắn ở trên giường ngồi, xem Trần Tuệ nói. Ngươi cũng biết hiện thời trong cung tối được sủng ái là vị ấy nương nương. Trần Tuệ kinh ngạc nâng đầu, lại lắc đầu nói. Không biết. Nàng biết còn có quỷ A. Có hai vị sinh ra hoàng trưởng tử đức phi nương nương cùng sinh ra hoàng nhị tử thục phi nương nương lý hữu đắc nói trần tuệ nghiêm cẩn gật đầu đọc sách hiểu biết này quốc gia nào có lý hữu đắc này hoàng cung đại thái giám nói đi rõ ràng nha nàng ở lý hữu đắc kia kỳ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ chuyển ghế đi lại ngồi xuống bày ra nghe chuyện xưa tư thế lý hữu đắc thu hồi ánh mắt làm không phát hiện tiếp tục nói hoàng trưởng tử năm ấy sáu tuổi liền có thể văn có thể võ thông hiểu cổ kim, thâm chịu hoàng thượng sủng ái, bởi vậy gần đây hoàng thượng đối đức phi nương nương long sủng càng sâu chút. Trần Tuệ Hiếu Kỳ nói, khi hoàng thượng năm nay bao lớn, lớn mật. Lý Hữu Đắc hung hăng trừng mắt nhìn Trần Tuệ liếc mắt một cái. Trần Tuệ sau này rụt lui, nhỏ giọng giải thích nói. Nơi này chỉ có Tuệ Nương cùng công công hai người, cũng sẽ không bị người khác biết. Huống hồ liền hỏi một chút hoàng thượng mấy tuổi thôi, Tuệ Nương cũng không có đối hoàng thượng bất kính nha. Trần Tuệ lời này, kỳ thực biểu hiện một loại đối lý hữu đắc cực kỳ thân mật thái độ, đem hắn xem thành người một nhà, cho nên đối với hắn thật tín nhiệm. Mà Lý Hữu Đắc cũng quả thật bị Trần Tuệ loại thái độ này lấy lòng, cũng liền tâm tình tốt lắm trả lời của nàng vấn đề. Hoàng thượng năm nay 20 có tam. Trần Tuệ nháy mắt mấy cái, nhớ tới mấy ngày hôm trước Lý Hữu Đắc bị chén trà tạp chuyện, không nghĩ tới này hoàng đế tuổi không lớn lắm, tỳ khí thực không nhỏ. Con trai đều 6 tuổi, hơn nữa mang thai thời gian, hắn ít nhất 16 tuổi khi cũng đã có tính sinh hoạt A, thời đại này nhân quả nhiên trưởng thành sớm. Lợi hại Trần Tuệ dùng lý hữu đắc tuyệt đối nghe không hiểu phương thức tán thưởng một câu, lại tò mò hỏi, kia hoàng thượng có bao nhiêu phi tử? Có hay không tam cung lục viện 72 phi? Lý hữu đắc nhìn chầm chầm nàng xem, ánh mắt tối tăm. Thế nào, đối hoàng thượng như vậy có hứng thú? Vẫn là tiêu nghĩ hoàng thượng hậu cung. Trần Tuệ vội vàng xua tay, một mặt thành khẩn. Tuệ nương có công công là đủ rồi, đối cái kia hoàng cung mới không có hứng thú đâu. Tuệ nương chính là có như vậy một chút tò mò. Lý Hữu Đắc nhìn chầm chầm nàng xem một lát mới tức giận nói. Hoàng thượng có bao nhiêu phi tử không là ngươi cai chuyện. Không cần chuyển hướng nói, tiếp tục nói đức phi nương nương cùng thuộc phi nương nương trần tuệ thành thành thật thật xem lý hữu đắc chờ hắn nói tiếp đối nàng mà nói lý hữu đắc như vậy nhẫn nại cho nàng phổ cập khoa học cơ hội cơ hồ có thể nói là không tồn tại đã trên trời rất kỳ tích xuống dưới cũng không thể bị của nàng lòng hiếu kỳ làm hỏng nàng liền tính còn muốn biết hoàng đế tên gọi là gì cũng phải nhịn xuống a lý hữu đắc cảm thấy trần tuệ loại này nhu thuận bộ dáng xem thuận mắt cực kỳ tâm tình cũng sản khoái rất nhiều, tiếp tục nói. Thục phi nương nương ở hoàng thượng vẫn là thái tử khi liền đi theo, càng vất vả công lao càng lớn, đức phi nương nương còn lại là hoàng thượng đăng cơ sau vào cung phong phi, hai vị nương nương trước sau sinh ra long tử, này ngầm tranh đấu liền không có ngừng quá. Trong khoảng thời gian này lý hữu đắc ngày cũng không tốt quá, đức phi nương nương thánh quyến chính long, nàng tỳ khí lại đại, cung điện tân trang trong quá trình có cái gì bất mãn liền ở trên giường thổi thổi hoàng đế bên gối phong, hắn này nội quan giam trưởng ấn thái giám tự nhiên gặp ương, thật sự là luôn là một cái nơi trút giận, nhưng vương hữu tài xem chừng chê cười. Hắn đã nhiều ngày còn đang suy nghĩ như thế nào lấy lòng đức phi nương nương hảo thiếu chịu chút khí, này gối đầu liền tặng đi lên. Nghĩ đến đây, hắn xem trần tuệ ánh mắt liền nhu hòa không ít, thậm chí cười hít mắt nói ngày gần đây Đức Phi nương nương tâm tình không lớn lanh lẹ, ta liền nghĩ đưa vài thứ, ta coi ngươi tranh này, liền không sai. Nghe Lý Hữu Đắc này quanh co lòng vòng nói nửa ngày, Trần Tuệ rốt cục minh bạch ý tứ của hắn, cũng nhẹ nhàng thở ra. Không là hắn biến thái muốn bản thân cất chứa là tốt rồi, dù sao hắn là nàng sau này phiếu cơm dài hạn, nàng tổng hy vọng của hắn cổ quái càng ít càng tốt, một cái nít ngực nàng đã thừa nhận đừng tới, như lại đến một cái, nàng sợ là muốn điên hoàn hảo hoàn hảo trần tuệ ho một tiếng nói công công ý tứ tuệ nương minh bạch chính là phía trước tuệ nương cũng nói qua thứ này là có lớn nhỏ như lớn nhỏ không thích hợp cũng không tốt dùng loại này thuần vải dệt có lẽ có thể ở nhất định trong phạm vi áp dụng nhưng cũng không thể kém quá lớn a bằng không nàng duy nhất nhiều làm vài loại lớn nhỏ khó được lý hữu đắc có chính sự làm cho nàng làm đúng là nàng bày ra tự thân giá trị thời điểm nàng cũng không thể điệu vòng cổ như việc này làm được xinh đẹp nói không chừng hắn sau này liền xem nàng càng hợp mắt thậm chí buông tha nàng không lại miết nàng ngực đâu nghe trần tuệ nhắc lại đến đại vấn đề nhỏ lý hữu đắc ánh mắt lại dừng ở trên người nàng xác thực nói là của nàng ngực vị trí hắn lông mày dương lên tuệ nương ngươi đi lại trần tuệ cương ngồi ở trên vị trí không nghĩ động Lý Hữu Đắc hừ lạnh một tiếng. Muốn ta lặp lại lần nữa. Trần Tuệ hơi hơi phun ra một hơi, thấy chết không sờn đi qua, ở hắn kia lạnh như băng tràn ngập uy hiếp ánh mắt nhìn chăm chú hạ không thể không luôn luôn đi đến hắn trước mặt mới dừng lại. Lý Hữu Đắc lôi kéo Trần Tuệ cánh tay, làm cho nàng nghiêng đi thân đến, nhìn chầm chầm kia bộ ngực độ công nhìn một lát, lại làm cho nàng dạo qua một vòng, ánh mắt hơi hơi nheo lại, một lát sau nói. Liền chiếu của ngươi đến công công. Trần Tuệ cơ hồ mừng đến phát khóc, của nàng ngực lúc này bảo vệ. Nương đi thu thập này bản thiết kế nguyên do, nàng lui rời đi Lý Hữu Đắc vài bước, buộc chặt thân thể mới thoáng trầm tĩnh lại. Xem trong tay bản thiết kế, Trần Tuệ trong đầu lại nhiều chút ý tưởng, đã là cầm cấp trong cung nương nương ngoạn tình thú mê hoặc hoàng đế, kia không bằng nàng lại làm vài món tình thú nội y xuất ra tốt lắm, trong tay nàng này đó đều là vì bản thân thiết kế, cho nên phần lớn thật bảo thủ. Lý Hữu Đắc nhìn ra Trần Tuệ này ít thêm che giấu cảm xúc, trào phúng cười cười, nghĩ đến hắn đến mục đích, hắn mặt mày lại trầm hạ, thoáng tha trưởng thanh âm thông thả vang lên. Còn có một chuyện, gặp Trần Tuệ thân mình cứng đờ, hắn khoái trá nở nụ cười, tiếp tục nói, nghe Tiểu Lục nói, người cố ý đi khiêu khích Thư Ninh quận chúa, muốn cho nàng đem của ta cửa hàng cấp hủy đi. Trần Tuệ bỗng dưng quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đắc, tức giận đến muốn đánh hắn nhưng lại không dám tùy tiện nói xấu của nàng động cơ cũng liền thôi. Của ta cửa hàng. Cái gì của hắn A, à, kia rõ ràng là của nàng, đưa cho của nàng chính là của nàng. Nàng túc nghiêm mặt nói. Công công, tiểu lục khẳng định là vương công công phái tới gian tế, chuyên môn châm ngòi ly gián đến. Tác giả có chuyện muốn nói. Đại gia hảo, đây là hôm nay thứ hai càng. Bất quá ta bản thân ghét bỏ này càng số lượng từ quá ít, sẽ không tính ở thêm càng sâu xa cho nên kiếm thêm càng vẫn như cũ là bốn lần. PS Cảm tạ phốc 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 đồng hài lựu đạn, cảm tạ hứa hứa đồng hài hai cái địa lôi, cảm tạ uống sản khoái ánh trăng giả đồng hài, cân sức ngang tài đồng hài, như thế nào cấp tốc làm bài đồng hài, nhẹ nhàng đồng hài, không thể nói đồng hài, tô tô muốn làm phiên kéo dài chứng. Đồng hài cùng sáu đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 36 Đẹp mắt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Tuệ Giang tế luận nhường lý hữu đắc ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trào cười một tiếng. Tiểu lục nguyên thoại tự nhiên không là như thế, chẳng qua là đem lúc đó phát sinh chuyện một năm một mười nói một lần thôi, hắn đây là căn cứ tiểu lục lời nói tổng kết ra đến. Tuệ nương biết rõ đối phương là cái quận chúa mà chủ động trêu chọc khiêu khích, cuối cùng cửa hàng thực bị hủy đi Lý cũng không phải đứng ở hắn bên này. Lý Hữu Đắc hừ lạnh một tiếng. Ta xem ngươi mới là vương hữu tài kia tiện nhân phái tới gian tế. Trần Tuệ vụng trộn nhìn Lý Hữu Đắc liếc mắt một cái, cảm thấy hắn này không là ở lên án nàng, chính là đang nói nói dỗi, nàng cũng sẽ không khẩn trương như vậy, cười nói. Công công ngài đừng nói đùa, ngài biết Tuệ Nương một lòng hướng về ngài. Tuệ Nương còn muốn giúp ngài làm việc đâu ở bị lý hữu đắc an bày nhiệm vụ sau trần tuệ quả thật nắm chắc khí hơn hắn nói vài câu khó nghe nói tính cái gì dù sao còn cần nàng hỗ trợ đâu nàng mới không sợ lý hữu đắc nhìn nhìn trần tuệ trong tay kia mấy tờ giấy thật sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười nhìn ra hắn còn muốn nàng làm việc nàng liền kiên cường hơn a chỉ bằng nàng này gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ công phu mặc dù vào cung chỉ sợ cũng gặp qua so đại đa số cung phi cường a lý hữu đắc đứng lên nói khi này nọ càng ít nhân biết được càng tốt mau chóng làm tốt nghe được sao công công ngài yên tâm tuệ nương cam đoan hoàn thành nhiệm vụ trần tuệ cười nói chờ ngày mai cùng thư ninh quận chúa gặp qua sau tuệ nương lập tức bắt đầu chế tác lý hữu đắc liếc nàng một cái hiểu rõ cười thế nào còn muốn ta nhận lời ngươi không truy cứu ngươi làm cho người ta tạp cửa hàng một chuyện trần tuệ nói khi chỗ nào có thể nha? Công công ngài yên tâm, cửa hàng tạp không xong. Lý Hữu Đắc đứng chỗ kia nhìn chầm chầm Trần Tuệ kia tự tin vẻ mặt nhìn một lát, rốt cục nhã ra nói. Được rồi, đừng theo ta nơi này động tâm tư, ngày mai ngươi đi đó là. Mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, kia thư ninh quận chúa là hoàng thượng thân thúc thúc thánh vương nữ nhi duy nhất, từ nhỏ luôn chiều lớn lên, nhưng là điêu hoa thật sự, như đắc tội nàng, ngươi liền tự cầu nhiều phút đi. Trần Tuệ nói: "Đa tạ Công công nhắc nhở, Tuệ nương nhất định sẽ không cấp Công công chọc phiền toái." "Thư Ninh quận chúa như chán ghét ta, ta đó là Trần gia cô nương, Thư Ninh quận chúa như thích cùng ta lui tới, ta đó là Công công phủ người trên." Lý Hữu Đắc Thoáng có chút kinh ngạc xem Trần Tuệ, từ trước hắn thế nào không biết nữ nhân này là như thế thiện giải nhân ý, như nàng theo như lời thật có thể làm được, thật đúng là bớt lo thảo nhân thích đâu. Nói nhưng là nói được dễ nghe. Lý Hữu Đắc hừ lạnh một tiếng, được rồi, liền cứ như vậy đi. Tiểu lục cùng hắn báo cáo chuyện Lý còn có một thích họ thư sinh chuyện, nói là Trần Tuệ Nương có quen biết, nhưng xem hai người gian không tính rất quen, hắn liền ngay cả đề đều lười nhất lên. Chờ Lý Hữu Đắc vừa đi, Trần Tuệ liền chân nhuyễn giường như ngồi trở lại trên giường. Tiểu điều chạy nhanh đi vào đến, cẩn thận đem cửa phòng quan thượng, vẻ mặt khẩn trương lại không dám hỏi. Trần Tuệ cũng hết chỗ chê ý tứ, hôm nay nàng phát giác lý hữu đắc kỳ thực cũng không phải như vậy khó mà nói nói đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng phải đối hắn hữu dụng hắn giao cái nhiệm vụ cho nàng lại chờ nàng làm việc đâu này thái độ không phải tốt hơn nhiều sao tiểu điều chúng ta trước ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tái chiến trần tuệ nói vốn nghĩ đến ngày thứ hai muốn gặp thư ninh quận chúa nàng liền cảm thấy vị ở co rúng khẩn trương là khó tránh khỏi mà kinh lý hữu đắc như vậy nhất quấy rối, của nàng thẩn trương cảm xúc liền bình phục không ít. Tiểu điều nguyên bản gặp Trần Tuệ quần áo hỗn độn có chút lo lắng, thấy nàng nói như thế, liền yên lòng. Ngày thứ hai, Trần Tuệ lại một lần ở tiểu lục đi cùng xuất môn, theo cúc viện đến đại môn đoạn này trên đường, Trần Tuệ hỏi tiểu lục. Tiểu lục, nghe nói hôm qua ngươi ở công công chỗ kia cáo ta hắc trạng A. Tiểu lục rất rõ ràng thân phận của tự mình cùng chức trách, cũng không có bị nắm bao xấu hổ chính là khẽ cười nói trần cô nương ngài nói quá lời tiểu nhân chính là hướng công công tận trung thôi đúng vậy liền ngươi trung tâm trần tuệ tức giận nói nhưng cũng không có quá mức khó xử hắn tiểu lục vốn chính là lý hữu đắc nhân hướng hắn tận trung không có gì không đúng nàng tưởng hắn cũng không dám thêm mắm thêm muối nói cái gì sợ là lý hữu đắc bản thân nói bừa một mạch cố ý thứ của nàng này trướng, có thể coi là cũng là tính ở lý hữu đắc trên đầu, cùng tiểu lục không có gì quan hệ. Tiểu lục hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, không lại nói tiếp. Ba người đi lý thị bố trang, dựa theo trần tuệ yêu cầu, bố trang tối gần bên trong bộ phận không gian đều không xuất ra, nàng lúc trước chỉ đạo cắt may làm sim y, nhất kiện kiện cẩn thận treo đi lên. Đám người trong quá trình, trần tuệ cảm thấy nhàm chán, liền hướng trưởng ngô trưởng quầy muốn giấy bút đem nàng sinh ra linh cảm đều nhớ ghi lại rồi. Này buổi sáng thời gian vừa qua khỏi một nửa, bên ngoài đột nhiên dừng lại một chiếc xe ngựa, một cái hồng y thiếu nữ phô trương nhảy xuống xe, kiêu ngạo cất bước đi vào đến. Của các ngươi trần lão bản đâu? Hừ, hay là sợ hãi, liền trốn đi thôi. Hôm nay nếu không thể nhìn đến làm cho ta vừa lòng kỵ trang, ta lập tức đem ngươi này điếm cấp tạp. Thư ninh quận chúa nói xong quay đầu nhìn thoáng qua, Phô Trương Tươi cười hơi hơi liễm hạ, làm nũng dường như nói, dung biểu tỷ, một lát ngươi cũng không chuẩn ngăn đón ta, bằng không ta khả với ngươi cấp. Phía sau nàng chậm rãi đi tới cái thanh lệ nữ tử, nghe vậy che miệng khẽ cười nói. Ta kia ngăn được ngươi nha. Đang nghe đến thư ninh quận chúa thanh âm khi, Trần Tuệ liền đón đi lên, nhìn đến nhiều ra đến một nữ nhân, nàng đầu đi tò mò thoáng nhìn, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt. Quận chúa, ngài khả tính ra, ta khả chờ ngài một buổi sáng. Trần Tuệ nói. Thư Ninh quận chúa Dương cầm hừ một tiếng nói. Sợ chính là ngươi cũng không phải ta, ta làm sao có thể không đến. Này không, sợ ngươi thua không nhận trướng, ta còn tìm đến đây của ta biểu tỷ. Khi thanh lệ nữ tử nghe vậy chính là nhẹ nhàng đối Trần Tuệ gật đầu, trên người có đại gia nữ tử quán có dè dặt. Trần Tuệ cũng không để ý, lễ phép đối nhân cười, cũng không quản thư ninh quận chúa có hay không người tiến cử đem lực chú ý thả lại thư ninh quận chúa trên người nói quận chúa vô nghĩa không nói nhiều ngài bên này thỉnh trần tuệ thủ vừa nhất ý bảo thư ninh quận chúa phía bên trong đi thư ninh quận chúa thoải mái đi về phía trước đi vừa đi còn biên bình luận này bố trang bố cũng không là gì cả thôi trần tuệ không để ý nàng dựa theo ánh mắt nàng cùng ngang tương đối lý thị bố trang bố đã được cho là trung xa hoa, hơn nữa ngô trưởng quầy trả lại cho nàng xem sang sổ bản, nàng cũng hỏi, rất nhiều phú quý nhân gia trực tiếp theo nơi này muốn bố, lý thị bố trang sinh ý nhưng là tương đương không sai. Thật là, loại này bố lấy vội tới ta làm khăn đều ngại các thủ. Thư Ninh quận chúa nguyên bản đang ở nói ẩu nói tả, có thể đi đến kia cố ý vì sim y làm ra đến triển lãm khu, ánh mắt của nàng liền nhìn chầm chầm định trụ, trong mắt tràn đầy kinh diễm sắc này, đây là ngươi nói kia kiện kỵ trang. Thư ninh quận chúa không dám tin hỏi Trần Tuệ, nhưng ánh mắt nhưng không có theo kia kiện sim y thượng chuyển khai. Nàng từ nhỏ chịu nàng phụ vương nuông chiều, ăn dùng là tự nhiên là tốt nhất, bởi vậy nàng tỳ khí mặc dù kiêu căng, ánh mắt cũng là không sai, trước mắt cái này kỵ trang, nàng còn chưa có mặt chỉ biết là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, nàng nếu là mặc vào nó, nhất định tỷ như nay còn muốn chói mắt vài phần. Đúng là, không biết Thư Ninh quận chúa còn vừa lòng. Trần Tuệ cười hỏi. Thư Ninh quận chúa thu hồi tầm mắt, ra vẻ chẳng hề để ý nói. Thường khả đi. Nhưng của nàng hai mắt, lại thường thường hướng kia kiện màu đỏ kỵ trang thượng ngắm, hận không thể lập tức mặt ở trên người mang về. Trần Tuệ nhìn đến Thư Ninh quận chúa biểu cảm, chỉ biết của nàng thích tuyệt đối không thôi, thượng khả, trình độ, nhưng nàng cũng sẽ không thể vạch trần đối phương, chính là nhẹ nhàng thở ra cười nói quận chúa vừa lòng thật sự là quá tốt, của ta cửa hàng xem như bảo vệ. Nàng tăng thêm của ta cửa hàng vài, không ai biết nàng đây là âm thầm ở cùng căn bản không tới tràng lý hữu đắc phân cao thấp. Thư ninh quận chúa ánh mắt nhìn chầm chầm dừng ở kia kiện kỵ trang thượng không nói chuyện, nhưng là đi theo nàng nhấc lên, dung biểu tỷ che miệng cười khẽ một tiếng, hiển nhiên cũng nghe thư ninh quận chúa nói qua hai người ước định. Trần Tuệ nói, quận chúa như cảm thấy coi như có thể vào mắt, nhưng đi bên trong thử một lần, như chỗ nào lớn nhỏ, còn có thể lập tức sửa lại. Thư Ninh quận chúa nhãn tình sáng lên, vội vàng nói. Hảo, ta liền thử xem. Trần Tuệ làm cho người ta đem kỵ trang bắt đến đưa cho Thư Ninh quận chúa mang đến nha hoàng, lại nhường tiểu điều mang quận chúa về phía sau đầu phòng thay quần áo thường, chính nàng tắt lưu lại tiếp đón vị kia, dung biểu tỷ. Nàng kia chậm rãi phẩm trà, buông nước trà sau nói tiếp biểu muội cấp Trần Cô Nương thêm phiền toái. Trần Tuệ nghe ra đối phương chẳng qua là khách sáo một câu, cũng không thực cảm thấy cho nàng thêm phiền toái, cũng liền khách khí cười cười. Không thể nào, quận chúa có thể mặc thử ta làm sim y, với ta mà nói nhưng là cầu cũng cầu không được vinh hạnh. Nàng kia nghe vậy vi nở nụ cười, tự hồ cũng đối Trần Tuệ đúng mực tương đương vừa lòng. Kế tiếp, hai người đều tự uống bản thân nước trà, cho đến khi thư ninh quận chúa xuất ra mới đánh vỡ hai người gian trầm mặt. Thế nào, đẹp mắt sao? Thư ninh quận chúa mặc một thân hồng như mặt trời chói trang kỵ trang hưng phấn mà đi ra, ở của nàng biểu tỷ trước mặt dạo qua một vòng, trên mặt mang theo chờ mong sắc. Nữ tử tán thưởng trên dưới nhìn quét thư ninh quận chúa, vừa nhìn vừa gật đầu nói. Thật sự là đẹp mắt. Được biểu tỷ ca ngợi, thư ninh quận chúa rất là vừa lòng, đối trần tuệ nói xem ra ngươi còn là có chút bản lãnh thật sự. Trần Tuệ Kim Tốn nói, vẫn là quận chúa khí chất đặc thù, bằng không ta nơi nào làm được xuất ra như vậy đẹp mắt xiêm y, không tin người xem này một khắc kiện, liền không có quận chúa trên người ngài kia kiện có linh khí. Thư ninh quận chúa theo Trần Tuệ sở chỉ nhìn đi qua, quả nhiên phát hiện một khắc kiện thường phục, nàng phía trước bị kỵ trang hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, vẫn chưa chú ý tới cái này, hiện thời cẩn thận nhìn, mới phát giác cái này cũng rất đẹp mắt, theo nàng, liền so trên người nàng cái này hơn một chút thôi. Cái này, ta cũng muốn. Thư ninh quận chúa vội vàng nói. Nàng vốn là nhàm chán tìm đến ra, ai biết thật đúng làm cho nàng lấy đến bảo bối. Trần Tuệ trên mặt khó xử sắc chính là chợt lóe lên, liền cười nói. Quận chúa thích, với ta mà nói là lớn nhất tán thưởng. Này Sim Y vốn là một vị khác cô nương muốn, đã quận chúa thích, ta liền đành phải đắc tội kia vị cô nương bán cho quận chúa. Này sim y vốn cũng là vì thư ninh quận chúa lượng thân chế tác, đương nhiên phải bán cho nàng A, à, nàng có thể chủ động đề thật sự là thay nàng bớt việc nha. Thư ninh quận chúa một điểm cũng chưa cảm thấy bản thân bị hố, còn tưởng là bản thân tay chân mau lại mặt mũi đại, khóe miệng nháy mắt dương lên, lập tức nàng hoặc như là nhớ tới cái gì nói. Ngươi về sau làm sim y, ta đều phải. Không có thương lượng chỉ có mệnh lệnh dường như tự nhiên trần tuệ hơi hơi nhíu nhíu đầu mày này nàng cũng không thể đáp ứng a nàng còn tưởng nhìn đến bản thân làm quần áo hình thức trở thành triều lưu đâu làm sao có thể bị một người lũng đoạn tác giả có chuyện muốn nói sợ đại gia có chờ mong ta trước tiên là nói minh bài này sẽ không cường điệu viết sự nghiệp tuyến trước mắt kịch tình đều là cùng cảm tình tuyến tương quan chăng đệm đại gia không cần chờ mong nữ chính làm cái buôn bán đế quốc cái gì bản này không viết. Tối nay còn có canh 2 PS. Cảm tạ hứa hứa đồng hài lựu đạn, cảm tạ tô ô vuông tô đồng hài, nhất chi lê hoa đồng hài, gầy thịt tinh đồng hài, lạc điều ta giới đồng hài, lương ca đồng hài, không thể nói đồng hài, khó được tình thâm đồng hài, nhạc hồ đồng hài cùng phủ hạt đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 37 thử xem. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đối phương dù sao cũng là cái quận chúa, bản thân như trực tiếp cự tuyệt, sợ là chiếm không được hảo. Mà dựa theo lý hữu đắc ý tứ, nàng như treo chọc thư ninh quận chúa, hắn là tuyệt đối sẽ không cho nàng chùi điếc, khi nàng đã có thể thật sự nghĩ đồ ăn. Trần Tuệ cười nói. Quận chúa, đa tạ ngài ưu ái, nhưng thứ ta vô pháp đáp ứng thư ninh quận chúa chắc là rất ít bị người cự tuyệt, nghe được Trần Tuệ lời nói, nàng ngẩn người, lập tức mới tức giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Khi ta không có tiền sao? Ta nói cho ngươi, ta có thể trực tiếp đem ngươi cửa hàng bao xuống dưới ngươi tin hay không? Trần Tuệ vẫn như cũ ôn hòa cười nhìn thư ninh quận chúa nói. Quận chúa thân phận cao quý, ta tự nhiên là tính. Chính là có chuyện ta cũng muốn nói cho quận chúa nghe, ta làm sim y, xem là linh cảm như bị quận chúa có hạn sợ là sau này đều làm không ra như vậy xiêm y thư ninh quận chúa nhíu nhíu mày nàng là muốn trần tuệ thiết kế đẹp mắt xiêm y như nàng không thể làm ra đẹp mắt xiêm y vậy coi như vô dụng gặp thư ninh quận chúa dĩ nhiên bắt đầu dao động trần tuệ không ngừng cố gắng nói bất quá quận chúa ta có thể đáp ứng ngài sau này một tháng ít nhất cho ngài làm nhất kiện độc nhất vô nhị quần áo mới Thư Ninh quận chúa bản đã vì việc này dao động không chừng, lúc này Trần Tuệ cấp ra cái thỏa hiệp lựa chọn, nàng nghe cũng không tệ, nhãn tình sáng lên liền đáp ứng xuống dưới. Trần Tuệ thế này mới nhẹ nhàng thở ra, về phần mỗi kiện sim y giá. Khi tự nhiên là vải dệt phí tổn thập bội 20 lần hướng lên trên phiên, của nàng sáng ý nhưng là quý nhất đâu. Cũng may Thư Ninh quận chúa trong nhà là thật không thiếu tiền, bởi vậy đáp ứng thật sự sản khoái. Trần Tuệ hiện thời toàn dựa vào Lý Hữu Đắc dưỡng, thủ hạ hai gian cửa hàng cũng là hắn cấp, chỉ cần Lý Hữu Đắc một câu nói, của nàng này đó ngoài thân vật còn không đều là của hắn. Bởi vậy nàng đối với kiếm tiền không quá lớn chấp niệm, định giá cao chẳng qua là vì hố thư ninh quận chúa nhường tự trong lòng thích một phen thôi, nàng thật sự là không mấy thích này ương ngạnh mùi tử. Thư ninh quận chúa bên này thu phục sau, Trần Tuệ lại thuận tiện hướng vị kia dung biểu tỷ đẩy mạnh tiêu thụ, vị này luôn luôn thật yên tĩnh nữ tử đối với Trần Tuệ làm ra hai bộ sim y không có quá lớn phản ứng, mà khi Trần Tuệ chủ động hỏi khi, nàng lại thỉnh Trần Tuệ giúp đỡ làm mấy bộ đưa đến trong nhà nàng đi. Trần Tuệ tưởng, vị cô nương này thật đúng là cái rối loạn, rõ ràng thích đòi mạng, lại không lộ liễu sương sớm. Chính là làm nàng hỏi rõ ràng đối phương địa chỉ sau, nàng có trong nháy mắt kinh ngạc. Vị này, dung biểu tỷ họ trịnh, tên đầy đủ trịnh dung dung, là hình bộ thượng thư trịnh vĩnh nhị nữ nhi. Hình bộ thượng thư trịnh đại nhân trần tuệ tự nhiên không có quên, lúc trước chính là kia vị đại nhân thẩm tra xử lý lý hữu đắc cường thưởng nàng này dân nữ án kiện. Vị kia trịnh đại nhân cùng lý hữu đắc chắc là không rất hợp phó, nàng tốt xấu là lý hữu đắc trong viện nhân, cùng hắn nữ nhi có như vậy lui tới, có phải không phải không tốt lắm. Trần Tuệ nghĩ nghĩ quyết định giả giả không biết nói việc này, dù sao nàng chẳng qua là cái bố trang lão bản thôi, nào biết đâu rằng Trịnh đại nhân là ai. Trần Tuệ nhìn theo thư ninh quận chúa cùng nàng biểu tỷ rời đi, lại không nghĩ hồi lý phủ đi, liền mang theo tiểu điều dạo phố đi. Tiểu Lục đại khái là sợ Trần Tuệ ở bên ngoài trêu chọc phiền toái, không làm gì hy vọng nàng ở bên ngoài loạn hoảng, nhưng Trần Tuệ cũng không để ý đến của hắn uyển chuyển ngăn trở, cùng tiểu điều nơi này đi một chút, chỗ kia nhìn xem, nhìn thấy thích liền mua thật sự cao hứng không được chờ giữa trưa đi qua hai người cũng ở bên ngoài không sai biệt lắm ăn no trở lại lý phủ nghỉ ngơi một lát sau trần tuệ liền bắt đầu làm nàng đáp ứng lý hữu đắc gì đó lý hữu đắc nói muốn giữ bí mật như vậy nàng sẽ không hảo tìm cắt may chỉ có thể bản thân cầm bố cắt đùa nghịch lại đem tiểu điều kéo đến hỗ trợ tiểu điều da mặt mỏng ở trần tuệ nói bản thân muốn làm gì đó sử dụng sau mặt nàng đỏ Tiểu Điều mấy tuổi tiểu, đi qua lại dinh dưỡng bất lương, bộ ngực còn không có phát dục bao nhiêu, khả nên biết một ít tri thức, ở trong phòng bếp phụ nhân nhóm nói chuyện khi cũng hiểu biết chút. Này cái thứ nhất dù sao muốn sờ tác địa phương rất nhiều, Trần Tuệ chỉ có thể lấy bản thân làm người mẫu, làm tốt liền thử xem, nhìn xem tiểu Điều mặt luôn luôn hồng hồng, cho đến khi cơm chiều khi cũng chưa lui ra đến. Cái thứ nhất thật không thuần thục, Trần Tuệ làm thoáng cái buổi trưa mới làm hảo cũng không biết thời gian dài mặt hiệu quả về sau quả như thế nào, nàng lại lấy bản thân làm chuột trắng nhỏ, thay cái này nội y, chờ mặt một đoạn thời gian sau không có bất lương phản ứng, tài năng làm cái khác cầm đưa Đức Phi. Về phần trên người nàng mặc cái này, tự nhiên liền để lại, thật vất vả mới làm được thủ kiện áo ngực, nàng cũng không tính toán tặng người. Ăn cơm xong sau, Trần Tuệ tiếp tục cùng Tiểu Điều ở trong phòng nghiên cứu, ai biết Tiểu Lục bỗng nhiên đi lại gõ cửa, nói là lý hữu đắc nhường trần tuệ đi qua trần tuệ căn bản không biết lý hữu đắc là khi nào thì trở về nàng đoán hắn có thể là hỏi hôm nay thư ninh quận chúa chuyện liền nhường tiểu điều ở trong phòng đợi bản thân đi theo tiểu lục đi chủ ốc lý hữu đắc đang ở gian ngoài ngồi tiểu lục đem nhân lĩnh đến sau liền đóng cửa lại đi ra ngoài hắn xem tâm tình không sai vẫy tay ý bảo trần tuệ đi qua Trần Tuệ nghĩ rằng bản thân hôm nay ở Lý thị bố trang biểu hiện quả thật không sai, trong lòng đắc ý, trên mặt liền cũng lộ cười, chậm rãi đi qua. Lý Hữu Đắc cười nói: "Tuệ nương, ngươi đổ có bản lĩnh, ngay cả thư ninh quận chúa đều có thể dỗ hảo." Trần Tuệ cũng cười: "Đều là công công giáo hảo." Nàng ngay cả Lý Hữu Đắc loại này âm tình bất định đều có thể dỗ, huống chi thư ninh quận chúa loại này liếc mắt một cái có thể nhìn thấu. Lý Hữu đắc mày một điều, Trần Tuệ Mã Thí làm cho hắn rất là hưởng thụ, hắn hơi híp mắt, khen. Không sai, không sai. Khi Khánh Vương cùng Hoàng thượng quan hệ không sai, nếu có thể đáp thượng Khánh Vương này tuyến, hắn sau này không lo không thể lại hướng lên trên đi. Hắn đánh giá Trần Tuệ, cảm thấy bản thân phóng nàng đi ra ngoài thật sự là cái anh minh quyết định, nếu không có như thế, nàng làm sao có thể vì hắn mang đến cơ hội như vậy đâu nghĩ đến trần tuệ mang đến ưu việt lý hữu đắc liền cảm thấy phía trước bản thân nhẫn nàng nhịn được cũng coi như đáng giá hắn nhớ tới hôm qua chuyện liền trôi chảy hỏi một câu cấp đức phi nương nương gì đó làm được như thế nào trần tuệ nói vừa làm tốt nhất kiện ngày mai phải làm có thể làm càng mau mau nga lý hữu đắc trên mặt hiện lên một tia tò mò hôm qua hắn nhìn đến chẳng qua là chút bản thiết kế đối với chân chính thành phẩm là thế nào không có cụ thể khái niệm lúc này nghe trần tuệ nói đã làm ra nhất kiện hắn tự nhiên muốn nhìn một chút lấy đến ta coi xem trần tuệ sửng sốt này đều mặc trên người nàng thế nào xem a à. nàng không dám nói ra bản thân đã mặc ở trên người việc này nàng cảm giác lấy lý hữu đắc tiết tháo chỉ sợ sẽ trực tiếp làm cho nàng cởi quần áo cho hắn xem hiệu quả ở ta trong phòng ta đi lấy trần tuệ cười gượng một tiếng xoay người phải đi gấp cái gì lý hữu đắc đứng dậy nói bị nhiều lắm nhân nhìn đến không tốt ta đồng ngươi một đạo đi ngươi trong phòng kia nha hoàng hiểu được ngươi đang làm cái gì trần tuệ nuốt hạ nước miếng kém chút ngay cả lý hữu đắc vấn đề đều không nghe rõ vội trả lời tiểu điều luôn luôn tại giúp ta làm ta từng nói với nàng nàng sẽ không tiết lộ đi ra ngoài lý hữu đắc từ chối cho ý kiến gật đầu trần tuệ theo sát sau lưng lý hữu đắc trong lòng một trận thiên nhân giao chiến nàng nên như thế nào mới có thể ở lý hữu đắc không coi vào đâu cởi áo ngực làm bộ vốn ngay tại trong phòng đưa cho hắn công công mắt thấy hai người liền muốn đến sương phòng trần tuệ đột nhiên mở miệng ta nghĩ đi như xí bất kể mượn nước tiểu đội trước đem trên người kia kiện bái xuống dưới lại nói lý hữu đắc quay đầu kỳ quái nhìn trần tuệ liếc mắt một cái tựa hồ có chút không hiểu ngươi đi đó là, cùng ta nói cái gì? Trần Tuệ mặt lộ vẻ ngượng ngùng. Phải mời công công hơi chút ở bên ngoài chờ một chút. Lý Hữu Đắc cũng nghĩ tới này ra, thật sự là Trần Tuệ gần đây nhường hắn tâm tình không sai, hắn mới cho dư nàng càng nhiều hơn nhẫn nại, vẫy vẫy tay nói. Nhanh đi! Tạ công công! Trần Tuệ vội vàng chạy về bản thân phòng ở, cẩn thận tướng môn thuyên thượng, đối nghi hoặc xem của nàng tiểu điều khoát tay ý bảo đối phương đừng nói chuyện. Tiểu điều có thu thập này nọ hảo thói quen, Trần Tuệ bị thay thế cái yếm sớm bị nàng phóng tới trong ngăn tủ, mà Trần Tuệ bản nhân căn bản không biết bản thân gì đó đều ở đâu, mỗi một lần đều là muốn dùng tìm tiểu điều muốn, tiểu điều lại luôn có thể tìm được, này cổ vũ của nàng lười nhắc tác phong, lúc này Lý Hữu Đắc ở bên ngoài nàng không dám nói quá lớn tiếng, lại sợ Lý Hữu Đắc chờ lâu lắm không kiên nhẫn, chỉ có thể nhất quyết, đem bên ngoài quần áo búng quay đầu đưa lưng về phía tiểu điều làm cho nàng giúp bản thân đem áo ngực dây lưng cởi bỏ một phen kéo xuống lại đem bên ngoài mấy tầng quần áo cấp tốc chụp vào trở về sửa sang lại hảo ý bảo tiểu điều một lát tận lực không muốn nói chuyện liền ổn ổn hô hấp đem phòng cửa mở ra sẽ chờ như vậy một lát lý hữu đắc quả thật đã hơi không kiên nhẫn cửa vừa mở ra hắn liền đi đến tiến vào này nọ đâu Trần Tuệ vội vàng cầm kia kiện lam để màu trắng mẫu đơn văn dạng áo ngực nói. Ở chỗ này, nàng dơ lên cấp lý hữu đắc xem, bổn ý là làm cho hắn nhìn xem liền tính, ai biết đối phương cũng không có một điểm bản thân thân là khắc phái tự giác, nhưng lại lấy qua, cao thấp trước sau lay động, ánh mắt có chút kỳ dị. Nguyên lai like là như vậy. Lý hữu đắc ngón cái ở vải dệt thượng sờ soạn, nhận thấy được mặt trên còn không có rút đi ấm áp, hắn lường trần tuệ liếc mắt một cái có lòng nghi ngờ sau tự nhiên càng dễ dàng liền phát giác của nàng Sim y có chút hỗn độn hắn bỗng nhiên hiểu được cái gì như xí đều là lừa của hắn a à, nữ nhân này thực sự coi hắn tốt như vậy lừa thường thường liền nói hai câu nói dối phái hắn không cho nàng điểm giáo huấn quá không lâu nàng còn không kỵ trên đầu hắn tác uy tác phúc lý hữu đắc mơ hồ đoán ra trần tuệ lừa của hắn lý do như vậy phòng hắn hắn lại thế nào được không như nàng mong muốn đâu. Hắn đáy mắt ác ý chợt lóe lên, đem áo ngực quan hồi cấp Trần Tuệ, không chút để ý nói. Mặc vào nhìn xem. Trần Tuệ sửng sốt, dương mắt nhìn xem Lý Hữu Đắc, chần chờ hạ nói. Công công, này! Không được tốt đi. Lý Hữu Đắc suy nở nụ cười. Thẹn thùng. Hắn nâng lên cánh tay, tay phải hai ngón tay sau này bắn đạn, tiểu điều, đi ra ngoài. Tiểu Điều ngẩn ngơ, gấp hướng ngoại đi. Đợi chút không cần. Ta không thẹn thùng. Trần Tuệ vội vàng ra tiếng ngăn cản, tuy rằng Tiểu Điều ở đây cũng không thể ngăn cản cái gì, nhưng ở trước mặt loại này vô pháp tránh cho dưới tình huống, Tiểu Điều còn tại không thể nghi ngờ có thể cho nàng nhiều một chút cảm giác an toàn. Lý Hữu Đắc căn bản không thèm để ý Tiểu Điều có phải không phải ở đây, Tiểu Điều gặp Trần Tuệ nói mà Lý Hữu Đắc không có phản đối, liền dừng bước lại. Trần Tuệ cầm áo ngực cảm giác bản thân vựng hồ hồ muốn phi thăng, không nghĩ tới, nàng hao hết vất vả lấy xuống này, vẫn là trốn không thoát này vận mệnh, nàng phản phất nghe được cây bối dịp phân thứ năm hòa âm bên tai biên tấu vang, vì nàng này bi tráng thời khắc phối nhạc. Nàng ngẩng đầu nhìn xem Lý Hữu Đắc, hắn chính là mặt không biểu cảm xem nàng, hiển nhiên lời nói của hắn không là đùa. Công công, chờ. Trần Tuệ chỉ có thể lựa chọn khuất phục, chuẩn bị thải nàng trong đầu kia khúc nhịp đi bình phong sau thay quần áo thường. Trốn cái gì? Lý Hữu Đắc bỗng nhiên lạnh lùng ra tiếng, ngữ điệu đầy tinh tế, nghe sấm nhân, tuệ nương, ngươi không là luôn miệng nói là nữ nhân của ta. Liền tại đây nghi mặt. Tác giả có chuyện muốn nói. Tức giận Nga, viết cho ta ánh mắt đều nhắm lại số lượng từ vẫn là ít như vậy. Khi hôm nay cũng không tính canh hai, ngày mai ta tiếp tục nỗ lực. Đại gia ngủ ngon PS. Cảm tạ A trà đồng hài năm địa lôi, cảm tạ trên đầu ngươi kia con mèo đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 38 Tình Lan Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trần Tuệ bỗng dưng nhìn về phía Lý Hữu Đắc, trừng lớn trong mắt chớp động lã chả trực khóc thức ủy khuất. Lý Hữu Đắc nhíu nhíu mày, lạnh mặt không hé răng đè nén không khí giống như thái sơn áp đỉnh bàn hướng trần tuệ đánh úp lại nàng chậm rãi bắt tay khoác lên vạt áo thượng xem lý hữu đắc một hồi lâu đột nhiên nước mắt chảy xuống phản phất tiết hồng khai áp bàn trần tuệ cảm xúc tựa hồ trong nháy mắt bị dẫn bạo nàng bụng mặt khóc lên biên khóc biên nghẹn ngào nói công công khi dễ nhân công công ngươi vì sao luôn khi dễ tuệ nương tuệ nương tuệ nương lại không có làm cái gì thực xin lỗi công công chuyện ô ô tuệ nương còn tổng nghĩ phải giúp công 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 thật là xấu đã chết lý hữu đắc đứng chỗ kia nhất thời có chút mộng đi qua hắn cùng trần tuệ đấu đến đấu đi cũng không thấy nàng khóc thảm như vậy quá mỗi một thanh nỉ non lý đều tựa hồ mãn hàm ủy khuất cùng oán giận hắn trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm sao trần tuệ buông tay dương mắt nhìn xem lý hữu đắc đỏ bừng hai mắt theo dõi hắn chậm rãi đi tới ở trước mặt hắn đứng định hút hít vào nhẹ nhàng bắt lấy của hắn xiêm y, cái trán tựa vào hắn ngực, vĩ khuất tiếp tục nỉ non. Công công, không cần khi dễ tuệ nương được không được. Tuệ nương hội hợp lại đem hết toàn lực giúp công công chiếu cố, công công không cần ghét bỏ tuệ nương, cũng không cần tổng nhường tuệ nương nang tham được không được. Lý hữu đắc nghe bên tai làm nhân tâm toái khóc kể, tầm mắt đi xuống thoáng nhìn liền có thể nhìn đến khối này gầy yếu thân hình như thế chim nhỏ nép vào người dựa vào ở trên người hắn hắn cũng kinh ngạc, hắn nhưng lại không có trước tiên đẩy nàng khai, càng làm chính hắn kinh ngạc là, nàng kia không doanh nắm chặt eo nhỏ, trong nháy mắt nhưng lại làm hắn sinh ra ôm nàng rất an ủi xúc động. Cuối tại bên người ngón tay run rẩy, hắn đúng là vẫn còn không có làm cái gì, tâm lại mềm nhũng xuống dưới. Được rồi, lau nước mắt ngươi, khóc cái gì? Lý Hữu Đắc Hừ cười nói, bất quá đồng ngươi chỉ đùa một chút, xem đem ngươi cấp dọa. Tuệ nương, ngươi bao lâu trở nên như thế nhát gan. Trần Tuệ trong lòng buông lỏng, Lý Hữu Đắc rốt cục nhả ra, không uổng phí nàng khóc lớn lại yếu thế một hồi. Phía trước kia trường hợp, quả thực muốn khống chế không được, nếu không có nàng linh cơ vừa động lựa chọn như thế yếu thế, cuối cùng sợ là không tốt thu thập. Còn cái gì đùa? Hắn vừa mới kia bộ dáng nếu đùa, nàng liền ba ngày không ăn thịt. Ô, ta chỉ biết công công tốt nhất, sẽ không như vậy đối tuệ nương. Trần Tuệ vẫn như cũ cúi đầu để Lý Hữu Đắc ngực nghẹn ngào, như là cảm xúc trong lúc nhất thời còn hoảng không đi tới. Giờ khắc này Lý Hữu Đắc cũng ngoài ý muốn khoan dung, chờ Trần Tuệ nghẹn ngào tin tức tiệm nhược, hắn mới tựa như không chút để ý nói. Bất quá Tuệ nương A, à, sau này cũng không nên lại theo ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn, bằng không. Trần Tuệ trong lòng thất kinh, minh bạch hắn sợ là nhìn ra nàng vì áo ngực chuyện che giấu, cũng chưa kịp nghĩ lại, vội ngẩng đầu nhìn phía Lý Hữu Đắc, lau ánh mắt nói. Công công yên tâm, tuệ nương nào dám cùng ngài đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Lý Hữu Đắc mày một điều, tầm mắt đi xuống ở trần tuệ ở niết ở trong tay áo ngực thượng, lại nhìn nàng tràn đầy nước mắt mặt, đến cùng là không nhắc lại làm cho nàng mặt thử chuyện, chỉ nói. Ta giao đưa cho ngươi sự, hảo hảo làm. Là, công công. Trần Tuệ lui ra phía sau một bước, gật gật đầu lý hữu đắc đi ra ngoài trần tuệ ý bảo tiểu điều chạy nhanh đem cửa cấp thuyên thượng thế này mới hư thoát dường như không hề hình tượng đáng nói nằm ở trên giường cô nương ngươi không sao chứ tiểu điều lo lắng hỏi mới vừa rồi phát sinh chuyện nàng nhìn nhất thanh nhị sở chính là mặc dù gặp trần cô nương chịu ủy khuất nàng cũng không dám nói cái gì nàng đối lý hữu đắc e ngại đã xâm nhập quốc tủy trần tuệ từ từ nhắm hai mắt nói không có việc gì ta không quan trọng, nằm một lát là tốt rồi. Tiểu điều gặp Trần Tuệ sắc mặt bình tĩnh, thế này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trần Tuệ chỉ nghỉ ngơi một lát liền cảm giác bản thân mãn huyết phục sinh, chuyện vừa rồi là mạo hiểm chút, cũng không bị nàng hồ lộng trôi qua sao. Tìm đúng rồi ứng đối phương pháp, Lý Hữu Đắc cũng không gì hơn cái này thôi. Khoảng qua kia một trận, Trần Tuệ lại khôi phục dân trào ý chí chiến đấu, tiếp đón tiểu điều cùng nhau tiếp tục làm việc bị Lý Hữu Đắc như vậy nhất dọa, nàng ngược lại càng là tràn đầy phấn khởi, phải muốn đem việc này làm tốt, nhưng Đức Phi nương nương vừa lòng không thể. Kế tiếp, Trần Tuệ đầy đủ ở quốc viện nhịn hai ngày, một bước đều không có đạp ra cửa phòng, hết ngày này đến ngày khác làm áo ngực, thậm chí còn làm nhất khoảng nam nhân nhìn tuyệt đối hội lưu máu mũi tình thú nội y, đương nhiên. Trừ bỏ Trần Tuệ bên ngoài cái thứ nhất nhìn đến thành phẩm tiểu điều là đầu tiên mặt đỏ có thể lấy máu. Lý Hữu Đắc này hai ngày chưa có tới tìm Trần Tuệ, chờ làm xong, Trần Tuệ nhường tiểu lục tìm thời gian đi thông tri hắn một tiếng, vào lúc ban đêm Lý Hữu Đắc liền đã trở lại, mà Trần Tuệ cũng sớm lấy một cái hình vuông hộp gấm, đem làm tốt bác bộ nội y trang hảo. Lý Hữu Đắc sốc lên nhìn một lát, trên mặt dần dần hiện lên cái vừa lòng mỉm cười. Trần Tuệ nói, công công, ngài đưa cho Đức Phi nương nương thời điểm, khả hội đề chúng nó lai lịch lý hữu đắc ngẩng đầu nhìn trần tuệ tìm tòi nghiên cứu nói tuệ nương ngươi tưởng ở đức phi nương nương trước mặt lộ mặt trần tuệ vội lắc đầu hồi công công tuệ nương cảm thấy vẫn là an phận ở trong phủ đợi là tốt rồi như đức phi nương nương may mắn hỏi kính xin công công hỗ trợ che lấp một hai nàng cũng không muốn nhường trong cung nhân trành thượng nàng a áo ngực thứ này ở thời đại này khả thật sự là quá mức vượt mức nàng nói lại nói không rõ cũng sợ tương lai chọc phiền toái. Nàng cảm thấy bản thân trước mắt cuộc sống đã là nàng lý tưởng cuộc sống trạng thái, mỗi ngày vui chơi giải trí, cao hứng liền họa cái hai bộ quần áo quải bố trang bên trong, nhằm chán khi xuất môn đi một chút, tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Nàng không như vậy lòng tham, cùng nàng vừa mặc đến thời điểm so sánh với, nàng hiện thời cuộc sống đã là ở thiên đường. Mà lý hữu đắc này sốt ruột nhân, chẳng qua là loại này cuộc sống phải trả giá đại giới thôi, Nàng thừa nhận được rất tốt. Nha. Lý Hữu Đắc có chút tò mò xem Trần Tuệ, chậm rãi nói, "Tuệ nương, như đức phi nương nương biết là ngươi làm này đó, mà nàng lại dùng thích, nói không chừng ngươi còn có thể được ân điển, theo ta đây trong phủ chuyển đi ra ngoài đâu." Này thái giám chết bầm lại đang cố ý nói loại này nói đến thứ nàng. Trần Tuệ một mặt chính trực nói, "Công công, Tuệ nương mới không nghĩ chuyển đi ra ngoài đâu, vẫn là ở công công nơi này hảo." nàng có chút lấy lòng cười cười nơi này có công công che chở tuệ nương chuyển đi ra ngoài bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ tuệ nương khó mà làm được ngươi lời này nhưng là thực thành lý hữu đắc suy cười một tiếng đem hộp gấm cái thượng cũng không tỏ vẻ cái gì liền đi trần tuệ biết hắn nhất định sẽ không đem nàng nói ra đi phỏng chừng đến lúc đó liền điên một cái hải ngoại đến gì đó hoặc là hình thức linh tinh lý do đi kế tiếp mấy ngày lý hữu đắc đều ở trong hoàng cung không trở về trần tuệ tự do giống như thoát cương con ngựa hoang xuất ra thám hiểm tinh thần một lát đi thành bắc nhìn xem các hữu quyền kẻ có tiền gia nhà cao cửa rộng đại viện một lát đi thành đông nhìn một cái phổ thông dân chúng hàng ngày hôm nay mộ danh đi đâu gia tử lâu ngày mai lại nghe tiếng đi đâu gia khách sạn dù sao hoa là lý hữu đắc bạc hắn lại chưa nói không nhường nàng hoa nàng tuyệt không đau lòng hôm nay Trần Tuệ ở được nghe có một nhà quán nhỏ phía ngàn trương mì nước làm được đặc biệt ăn ngon sao, không để ý tiểu lục ngăn trở, sờ soạn ven đường quán nhỏ ăn mì. Nàng cố ý lựa chọn góc khuất nhất một cái bàn, ở tiểu điều cấp cho nàng lại lau ghế khi ngăn trở nàng, lập tức ngồi xuống. Tiểu lục khẩn trương mọi nơi nhìn xem, chưa từ bỏ ý định khuyên. Trần cô nương, loại địa phương này, ngài đến không thích hợp, như lão gia đã biết. Hắn đã biết còn có thể đến tấu ta trần tuệ nhường tiểu điều đi tìm lão bản hạ tam bác chiêu bài mặt tiếp tục đối tiểu lục cười liền bởi vì ta ăn một chén mặt tiểu lục không nói gì mà chống đỡ hắn cảm thấy này trần cô nương thực là cái gì ngụy biện đều có thể lấy đến dùng này nơi nào là một chén mặt vấn đề trần tuệ hảo tâm an ủi tiểu lục đừng đoán mò liền ăn một chén mặt mà thôi có thể thế nào kinh thành trị an còn chưa có như vậy kém đi trần tuệ vừa mới dứt lời trước mặt liền tọa hạ một người nam nhân. Trần Tuệ nao nao, thật mất hứng xem người này, của nàng quả đen miệng bị động kỹ năng đã thật lâu cũng chưa phát động qua, thế nào người này liền phải muốn đến quấy rối. Đó là một cái quần áo mỹ lệ, xem nhân khung nhân dạng trẻ tuổi nam tử. Ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm dừng ở Trần Tuệ trên người, cả người lộ ra cổ tà khí. Tiểu lục sắc mặt buộc chặt nói. Vị công tử này, thỉnh mặt khác tìm địa phương ngồi đi, Nơi này không có phương tiện. Kỳ tử y nam nhân cười hì hì nói. Chỗ nào không có phương tiện. Ta xem rất thuận tiện nha. Tiểu lục trên mặt hiện lên mục tiêu tức giận, đang muốn phát hỏa, chỉ thấy Trần Tuệ ý bảo hắn im miệng, chỉ có thể nghẹn khuất khép chặt đôi môi. Trần Tuệ cười nói. Vị công tử này họ gì nha. Trần Tuệ ôn nhu thái độ tự hồ khích lệ đối phương, hắn cũng cười nói. Miễn họ gì hoàng hoàng công tử, không biết nhà ngươi trụ nơi nào, trong nhà có thể có nhân làm quan. Trần Tuệ lại hỏi. Hoàng công tử sửng sốt, không rõ chân tướng vẫn còn là nói. Ta có cái họ hàng xa nhưng là ở hộ bộ đương sai. Tiểu Mỹ nhân hỏi cái này làm cái gì, có phải không phải coi trọng ca ca ta nha. Hắn này đùa dẫn lời nói nói được tiểu lục cái trán gân xanh ứa ra, hận không thể lập tức đi lên đánh tơi bời hắn một chút. Trần Tuệ lại vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh nói. Hoàng công tử, là như vậy, 12 giam đứng đầu tư lễ giam ngươi có biết đi. Trong nhà ta có người ở chỗ kia đương sai. Ngươi đang chuẩn bị làm cái gì tiền, tổng yếu trước cân nhắc đi. Hoàng thành khắp nơi là hôn quý, nhất bức tường ngã xuống đến tạp đến 10 người trung còn có 8 là thất phẩm quan, còn có hai cái có thể là hoàng thân quốc thích. Như không có gì cứng rắn không được quan hệ, vẫn là không cần tùy tiện bắt chuyện bên đường nữ tử, hoàng công tử ngươi nói ta nói nhưng đối. Hoàng công tử lăng lăng xem Trần Tuệ, tựa như trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa lời của nàng. Trần Tuệ lại nói, "Hoàng công tử, ngươi xem ta ngồi ở loại này quán ven đường ăn cái gì, liền đã cho ta là cái không nơi nương tựa bình dân." Nàng suy cười một tiếng, kia trào phúng vẻ mặt quả thực là lý hữu đắc phiên bản, đây chính là 10 phần sai a, hôm nay ta tâm tình hảo liền giáo một mình ngươi sinh triết lý, tuyệt đối không nên đi treo chọc rõ ràng quần áo ngăn nắp còn tọa ven đường ăn cái gì nhân, bọn họ khả năng chính là ăn quen rồi sơn trân hải vị tưởng thay đổi khẩu vị thôi. Hoàng công tử nuốt hạ nước miếng, nhìn xem trần tuệ quần áo khí độ, lại nhìn một bên kia như hổ trình mồi đã sai vặt, rốt cục vẫn là lòng sinh ý sợ hãi, vội đứng dậy nói. Cô, cô nương, là bỉ nhân thất lễ, quấy rầy, quấy rầy hắn nói xong liền vội vàng rời đi cũng chưa dám nhiều xem hai mắt trần tuệ quay đầu hỏi tiểu điều cùng lão bản nói sao tiểu điều vội hỏi nói rất nhanh sẽ thường trần tuệ ánh mắt sáng lấp lánh vậy là tốt rồi khả đói chết ta tiểu lục do dự sau một lúc lâu mới phun ra một câu cô nương lão gia không là ở tư lễ giam ta biết nha trần tuệ thờ ơ cười cười khả kia họ hoàng lại không biết. Tư lễ giam quyền lực lớn nhất, muốn dọa người nàng tự nhiên nói cái lợi hại, huống hồ, nói không chừng lý hữu đắc khi nào thì liền đến tư lễ giam đi đâu. Khi nàng bất quá chính là sớm nói một điểm thời gian thôi. Tiểu lục không nói gì mà chống đỡ. Ngay tại vừa rồi, này trần cô nương hù dọa cái kia hoàng công tử thời điểm, cái loại này chậm rãi từng bước ép sát bộ dáng, làm cho hắn hoảng hốt gian cho rằng thấy được lý công công, thật sự là sợ tới mức hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn xem như minh bạch, vì sao qua nhiều năm như vậy, liền một cái trần cô nương có thể ở lý công công thủ hạ thảo được hảo. Ngàn trương mì nước không lâu liền thượng, ngửi kia làm người ta nước miếng tràn ra mùi, trần tuệ lập tức tiếp đón tiểu điều cùng tiểu lục bắt đầu ăn. Thông qua đầu lưỡi chui vào đầu óc mỹ vị làm trần tuệ dài thở dài một hơi, không uổng phí nàng như vậy nhẫn nại đem kia họ hoàng cấp dọa đi a. À thật sự là ăn ngon muốn đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Bên kia, vị kia hoàng công tử vội vàng rời đi mặt quán sau vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, thấy phía trước mấy người đang chờ bản thân, hắn vội đón nhận đi nói. Các ngươi không biết, cái kia cô nương khả trêu chọc không được. Mấy người đang chờ hắn, nghe hắn vừa nói như thế, ào ào tò mò truy vấn. Hoàng công tử cũng không giấu giếm, một năm một mười đêm trần tuệ nói đều học một lần, sau khi nói xong mới đỡ ngực cảm thán nói hoàn hảo vị cô nương này coi như giảng đạo lý không theo ta so đo a à. mấy người đối trần tuệ lời nói nghị luận ào ào lại ở đoán nàng cùng tư lễ giam vị ấy có quan hệ gì nơi đó đầu đều là chút hoạn quan không có khả năng có con nối dòng chẳng lẽ là thúc bá linh tinh lại nghe một đạo trong sáng tiếng nói nói ngươi có nghĩ tới hay không nàng có thể là ở hù dọa ngươi nhà ai có tiền có thế sẽ làm nữ nhi xuất đầu lộ diện ở bên đường ăn cái gì? Mọi người mọi nơi nhìn xem không có phát hiện là ai nói chuyện, nhưng ai cũng không để ý, so sánh tương đối cho câu hỏi nhân, bọn họ cảm thấy trong lời nói nội dung càng đáng giá tham thảo. Hoàng công tử giật mình nói, "Đối nha." Nói không chừng nàng chính là ở làm ta sợ. "Dám làm ta sợ, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút nàng." Hắn mày nhăn lại, lại rất nhanh giảng ra khai Liên tục lắc đầu nói, vẫn là quên đi, vạn nhất nàng nói là thật sự, ta khả chiêu không thể trêu vào. Mọi người cười vang, cười nhạo hắn nhát gan như thử. Hoàng công tử mặt đỏ lên nói, "Các ngươi ai lá gan đại ai đi, ta cũng không đi." Mọi người cho nhau nhìn xem, thật là có nóng lòng muốn thử. Bọn họ này nhóm người vừa uống chút quá một hồi, tính toán kết bạn đi hạ một chỗ chơi đùa khi trải qua nơi này vừa vặn nói đến mỹ nhân trọng tâm đề tài, liền nghe được có người đề nghị nói so so xem ai có thể được đến bên đường cái kia nữ tử coi trọng. Mọi người vừa uống qua rượu, lá gan đại, kia bên đường nữ tử bộ dạng không sai, được cho là tiểu mỹ nhân một quả, hơn nữa có người nổi lên đầu, liền từ tối gan lớn hoàng công tử đi trước thử một lần, không nghĩ tới liền huyết cái vách tường trở về. Chính cái gọi là rượu tráng túng nhân đảm, mấy người liền quyết định cùng nhau tiếp tục đi tìm nhân phiền toái mấy người vừa đi tại chỗ lưu lại người nọ liền có vẻ xông ra chính là kia đoàn người không ai để ý bên này đó là cái mặt mày trong sáng ôn hòa trẻ tuổi nam tử như trần tuệ ở trong này sẽ gặp nhận ra người này đúng là vị kia cùng nàng bắt chuyện quá thích thịnh văn thích công tử hắn đương nhiên không nhận biết những người này chẳng qua là trong lúc vô tình nhìn đến vị kia làm hắn ấn tượng thắt sâu trần cô nương lại vừa đúng nghe thấy nhóm người đang đàm luận mỹ nhân rượu ngon xem bọn hắn vừa uống lên rượu có chút say hắn tâm tư vừa chuyển liền có chủ ý cố ý nhắc tới câu chuyện làm cho người ta chú ý tới bên đường vị kia trần cô nương dẫn đường đề tài những người này liền tự động hướng hắn hy vọng phương hướng đi rồi thích thịnh văn xuyên thấu qua bắt đầu khởi động đám người nhìn về phía kia chính đại mau cắn ăn chủ tớ ba người hơi hơi gợi lên khóe môi xoay người hướng khác một cái phương hướng đi đến hắn nhớ được tuần phố nha dịch liền ở phía trước không xa vừa vặn tốt nhưng mà làm thích thịnh văn cũng không có đoán trước đến là chờ hắn mang theo nha dịch vội vội vàng vàng đuổi tới mặt quán đem tình huống khống chế được thời điểm trần cô nương cùng của nàng nha hoàng gã sai vặt cư nhiên cũng không ở hắn trong dự đoán anh hùng cứu mỹ nhân bên trong mỹ vậy mà không thấy bạch vội một hồi thời gian trở lại một lát phía trước trần tuệ cùng tiểu điều tiểu lục hai người đang ở ăn mì trước mặt đột nhiên xuất hiện đoàn người nhìn đến bên trong còn có phía trước kia đi mà quay lại hoàng công tử trần tuệ cảm giác đau đầu thật sự tiểu lục vốn bị trần tuệ cứng rắn lôi kéo ngồi xuống cùng nhau ăn mì hiện thời gặp này mấy người đi lại lập tức buông bác đứng lên lạnh mặt nói các ngươi muốn làm cái gì trần tuệ cũng chậm rì rì buông chiếc đũa lấy khăn lau miệng nghĩ đến trở về còn muốn tẩy liền đặc biệt hoài niệm hiện đại khăn giấy lại nhất tưởng đến tẩy cũng không phải nàng tẩy, lại triển mi may mắn, hoàn hảo nàng xuyên việc là mặt ở một cái quyền quý nhà, nếu là cái phổ thông dân chúng gia, nàng hoài nghi nàng đều sống không quá ba ngày. Làm gì sợ hãi đâu. Trong đó một cái bạch y công tử cười hít mắt nói, mùi rượu nên diện mà đến, chúng ta bất quá chính là tưởng với người gia cô nương nhận thức nhận thức thôi. Đúng vậy, tiểu mỹ nhân bộ dạng thật là đẹp mắt, khả hứa cho nhân gia. Không đúng sự thật, ngươi xem chúng ta này vài người như thế nào à có người diễn cười đùa giỡn trần tuệ cũng chưa làm hồi sự loại trình độ này đùa giỡn nàng tuy rằng không có gặp qua nhưng trong tivi nhìn được hơn thật sự không tính cái gì nàng nhìn nhìn tức giận đến phát trung đang định tức giận tiểu lục vội lôi kéo hắn đứng dậy cười nói xem ra hôm nay các ngươi là không muốn chết không thoải mái mấy người sửng sốt không thể tin được này nũng nịu nữ tử vậy mà nói được ra loại này tràn ngập sát khí lời nói đến. Lúc trước hoàng công tử lời nói chẳng qua là thuộc lại, bọn họ còn tưởng rằng nàng bất quá chính là phô trương thanh thế, kỳ thực hư thật sự, không nghĩ tới thực gặp được bản nhân, mới phát giác hoàng công tử băng khoăn không là giả. Nếu là bình thường thanh tỉnh thời điểm, bọn họ lúc này về sớm, khả cùng ăn mòn bọn họ tên là lý trí kia căng huyền, mọi người cười hì hì nói rõ, thậm chí có người thân qua tay đến tính toán động thủ động cước. Tiểu mỹ nhân chuẩn bị thế nào làm chúng ta thoải mái nha? Ôi, vẫn là cái bạo mỹ nhân đây. Tiểu điều lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, mà tiểu lục còn lại là hoàn toàn phẫn nộ, nếu không phải trần tuệ ngăn đón, hắn sớm hướng lên rồi. Lý công công làm cho hắn tùy trần cô nương xuất ra là tin tưởng hắn, hắn cũng không thể cô phụ công công tín nhiệm. Trần Tuệ thấy chung quanh nhân không là làm như không thấy, đó là nhượng bộ lui binh bộ dáng, đã biết trông cậy vào không lên bọn họ hỗ trợ. Chỉ thấy nàng bỗng nhiên quỷ dị cười, cầm lấy bản thân trước mặt mặt bác sau này nhất tạp, đồng thời thất kinh hô lớn. Các ngươi thế nào tạp nhân nha? Khi mặt bác ở không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, cho đỉnh cao nhất khi bên trong canh liền dọc rơi xuống, rót cách vách trên bàn hai người một đầu một mặt. Khi hai người dáng người cường tráng, nguyên bản ăn bản thân gì đó, căn bản là lười chỏ mỏng vào, ai biết lại bị hại cập cá trong chậu, hai người vỗ án dựng lên, nổi giận đùng đùng trừng mắt hoàng công tử mọi người, lăng nhục nói. Cái nào quy tôn tử làm? Cấp lão tử đứng ra. Hoàng công tử mấy người còn không có phản ứng đi lại đã xảy ra cái gì? Trần Tuệ vội hỏi. Là cái kia, mặt tử y phục cái kia quy tôn tử. Tốt, quy tôn tử, dám trêu ngươi gia gia trong đó một cái cường tráng nam tử lau mặt, một tiếng gầm lên, vén lên tay áo liền xông lên nói, lập tức cấp lão tử quỳ xuống dập đầu, bằng không lão tử tấu bất tử các ngươi. Hoàng công tử là mấy người trung uống rượu ít nhất, lúc này đã bị dọa đến thanh tỉnh chút, vốn định nói ra là Trần Tuệ làm giá họa cho bọn họ, lại nghe bọn hắn trung có người ỷ vào nhiều người hô. Ngươi mới là quy tôn tử. Ngươi gia gia chính là không quỳ ngươi có thể làm khó dễ được ta một khắc kia hoàng công tử trong đầu hiện lên xong rồi hai cái chữ to kế tiếp đó là xoay đánh ở cùng nhau một mảnh hỗn loạn bị không cẩn thận liên lụy đến nhân có nhận thức không hay ho né tránh có không chịu chịu thiệt cũng bắt lấy cá nhân đánh lên mà người khởi xướng trần tuệ tắt sớm lôi kéo tiểu điều cùng tiểu lục nhanh chóng thối lui nàng còn không quên ở trăm vội bên trong dạng dò tiểu lục sau nhất định phải nhớ được cấp mặt quán lão bản cùng với vô tội liên lụy tiến vào bị thương nhân điểm bạc làm bồi thường tiểu lục lại bận rộn nhiều hắn còn phải ở trần tuệ phía trước chống đỡ không biết nơi nào bay tới ám khí chờ hắn cảm giác được địa phương an toàn quay đầu vừa nhìn sắc mặt nhất thời trắng mặt sau kia còn có trần cô nương thân ảnh chỉ có cái ôm đầu không biết làm sao tiểu điều thôi trần tuệ bị người che miệng sau này tha đi trong lòng nàng cả kinh vội dãy dụa đứng lên lại nghe bên tai có người nói. Tuệ nương, đừng sợ, là ta. Này thanh âm đối trần tuệ mà nói cực kỳ xa lạ, đối phương có năng lực kêu ra tên của nàng, sợ là nàng mặc đến tiền nguyên thân người quen, nàng càng sợ, dãy dụ dũ phát kịch liệt. Cầm lấy của nàng nhân không có biện pháp, chỉ có thể vào nhập cái hẻm nhỏ sau liền nới ra nàng, vội vàng giải thích nói. Tuệ nương, là ta a à, ôm kính. Trần Tuệ đi về phía trước hai bước mới xoay người nhìn về phía đem nàng tha tới được nhân. Đó là cái hai mươi tả hữu trẻ tuổi nam nhân, bộ dáng thượng khả, duy độc nhất hai hàng lông mày mau lại nùng lại thô, theo của hắn khí chất đến xem, như là cái người đọc sách. Ông Kính không đợi Trần Tuệ nói cái gì liền nhìn chầm chầm nàng thống khổ nói. Tuệ nương, đều là ta không tốt. Là ta vô năng, cho ngươi rơi vào cho tới bây giờ tình cảnh. Đều là ta không tốt. Trần Tuệ xem trước mắt này nam nhân vô cùng đau đớn bộ dáng, có trong nháy mắt muốn cười, từ bà tử hạt bài cái gọi là tình lang, nguyên lai thật đúng tồn tại a. À. Khả khóe miệng ý cười còn chưa hóa thành nên có độ công, nàng đã nghĩ khóc. Lý hữu đắc như biết nàng còn có một tình lang, lại cùng tình lang tiếp xúc qua, hội thế nào? Bất kể là kia loại kết quả, chắc hẳn cũng không phải nàng muốn. Thực xin lỗi, ta hiện thời sống rất tốt, cảm ơn của ngươi quan tâm, về sau không muốn lại đến tìm ta. Trần Tuệ tính toán tốt chiến tốt thắng, lạnh mặt nói. Nàng không thể để cho tiểu lục tìm đến thấy đến một màn như vậy, hắn không hề nghi ngờ hội hướng Lý Hữu Đắc báo cáo. Ông kính nhất khang nổi lòng còn chưa tới kịp kể ra, liền bị đánh đòn cảnh cáo. Hắn khiếp sợ xem Trần Tuệ, như là không biết nàng dường như. Trần Tuệ nói. Ngươi phải làm biết cha ta cáo Lý Công Công, ta lại làm chứng nhường lý công công vô tội phóng thích một chuyện đi. Ông kính vẫn như cũ bị vây vô pháp lý giải khiếp sợ bên trong, chính là ngơ ngác xem Trần Tuệ. Trần Tuệ nói, ta cùng Trần Gia lại không có quan hệ, cùng ngươi cũng là. Sau này chúng ta ai đi đường nấy lộ, không muốn lại đến tìm ta. Trần Tuệ xoay người phải đi, ôm kính lại vội ngăn đón nàng nói. Tuệ nương, ta biết ngươi là bị buộc, ngươi yên tâm, ta sẽ không trách của ngươi khi lý hữu đắc khinh người quá đáng chỉ hận ta hiện thời vô pháp cùng hắn chống đỡ tuệ nương ta hôm nay thật vất vả mới gặp được ngươi ngươi theo ta đi thôi ta mang theo cũng đủ bạc chúng ta lưu lạc thiên nhai tìm một chỗ tị thế thôn chỉ có ngươi cùng ta hai người chúng ta quá bản thân ngày đi ngươi là muốn ta với ngươi bỏ trốn trần tuệ kinh ngạc nói đây là làm cho nàng bỏ xuống vinh hoa phú quý cùng hắn đi quá khổ ngày a nếu hắn là của nàng người yêu nàng miễn cưỡng có thể lo lắng một chút, khả sự thật là nàng căn bản không biết hắn. Ông kính lại gật đầu nói. Từ trước là ta quá mức không quả quyết, chỉ nghĩ đến thuyết phục cha ngươi, nghĩ chân thành sở tới kiên định, lại không nghĩ rằng thiên không theo nhân nguyện, lý hữu đắc kia hoạn quan lấy quyền kinh người, khổ ngươi. Như ta sớm đi nghe ngươi mang theo ngươi bỏ trốn, chúng ta liền sẽ không lạc cho tới bây giờ cục diện. Ta sai lầm rồi, tuệ nương, ngươi khả nguyện tha thứ ta khả nguyện theo ta đi. Trần Tuệ nghe lại lui về sau nửa bước, lấy ra ôn kính để lộ ra đến tin tức, nàng kinh ngạc cực kỳ. Nếu ôn kính không có lừa nàng, nguyên lai nguyên thân cùng hắn vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Nói như vậy đến, nguyên thân biết bản thân bị đưa cho Lý Hữu Đắc sau lựa chọn tự sát, cũng có một phần nguyên nhân là vì của nàng tình lan. Xem ôn kính kia đỏ bừng hai mắt, Trần Tuệ đầu đều lớn. Tức giận Nga, việc này biến thành như vậy, trách ai được đều do Trần Tuệ cái kia cha nghe Ôn Kính ý tứ hắn thậm chí tưởng Lý Hữu Đắc trước động thủ chắc là Trần Bình Chí nói cho hắn biết đi Ôn Kính là cái người đáng thương nhưng nàng cũng không thể bởi vì hắn đáng thương liền cùng hắn đi a à, nàng đáng thương hắn ai tới đáng thương nàng nga cha ta cùng ngươi nói là Lý Công Công đoạt đi rồi ta Trần Tuệ nói ngươi bị cha ta lừa là ta cha vì một điểm cực nhỏ tiểu lợi, liền đem ta dược choáng ván, đưa cho Lý Công Công, sau Lý Công Công không chiếu cố của hắn sinh ý, hắn mới có thể bị cắn ngược lại một cái. Bằng không, ngươi cho là ta vì sao hội giúp Lý Công Công. ôm kính kinh ngạc xem Trần Tuệ, tự hồ vô pháp lý giải lời của nàng, hắn hít một hơi thật sâu nói. Những chuyện kia trễ chút thời điểm rồi nói sao? Tuệ nương, trước theo ta đi, lại không đi không còn kịp rồi. Trần Tuệ lại lui một bước, ngữ khí kiên định. Ta sẽ không cùng ngươi đi. Ông kính vội đi lên kéo nàng. Tuệ nương, đừng theo ta trí khí, trước theo ta đi, tối nay ngươi muốn đánh phải không, đều tùy ngươi. Không, ta không đi. Trần Tuệ thủ co rụt lại không làm cho hắn bắt đến. Ông kính còn tưởng kéo nàng, lại nghe cách đó không xa có người kêu Trần cô nương dần dần tới gần, mà nàng lại không chịu cùng bản thân đi, biết hôm nay mang không đi nàng, hắn thống khổ nói. Tuệ nương, ta biết ngươi còn tại trách ta, ta có thể giải thích. Ba ngày sau buổi trưa, chúng ta thường đi kia tòa trên cầu, ta chờ ngươi, ngươi không đến ta không đi. Ngươi nhất định phải tới. Tiểu lục tiếng gọi ầm ỉ đã gần trong gan tất, ôn kính cuối cùng lưu luyến nhìn Trần Tuệ liếc mắt một cái, vội vàng rời đi. Ta sẽ không đi. Trần Tuệ hô một tiếng, lại không biết bản thân cự tuyệt hắn có nghe hay không đến. Nàng là ngốc A mới có thể phó ước, bị Lý Hữu Đắc biết, nàng đại khái sẽ chết. Huống chi, mặc dù nàng đáng thương hắn tưởng nói với hắn rõ ràng làm cho hắn buông tha cho, nàng cũng không biết cái gọi là kia tòa kiều là chỗ nào A. À. Thật sự là đòi mạng, nàng có loại thật dự cảm bất hảo, bị cuốn vào này mặt danh kỳ diệu chuyện Lý đến, sợ là thiên muốn vong nàng A. Tác giả có chuyện muốn nói đại gia tự hồ đối thích công tử thật cảm thấy hứng thú a ha ha. Hắn không là hoàng đế, thật sự. Hoàng đế tuy rằng là cái rất trọng yếu nam phụ, nhưng trên cơ bản luôn luôn đều là bối cảnh bản lý. Ha ha nói hắn trọng yếu là vì nam chính có chết hay không liền hắn một câu nói chuyện nha PS. Cảm tạ Bắc Sam. Đồng hài lựu đạn, cảm tạ A phù đồng hài hai cái địa lôi, cảm tạ tuyệt không cúi đầu nhận sai đồng hài, nhẹ nhàng đồng hài cuốn sản khoái ánh trăng giả đồng hài, tô ô vuông tô đồng hài, tứ phong viện yêu miêu đồng hài, 2065-7605 đồng hài, thiên yên đồng hài, do sơ đồng hài, người qua đường quý đồng hài, chiếu đồng hài, phi vũ 1996 đồng hài, tốt đồng hài, tam sắc thần tiên đồng hài cùng tử một tướng vũ xê đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 39 Đùa dai Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trần Tuệ quay đầu liền hướng ngõ nhỏ ngoại chạy Gặp Tiểu Lục cùng Tiểu Điều đang theo vô đầu rùi bỏ dường như tìm nàng Nàng vội vã tiếp đón bọn họ Ta ở chỗ này Tiểu Lục cùng Tiểu Điều vội vàng chạy tới Tiểu Lục vừa vội vừa sợ hỏi Trần cô nương, ngài đi đâu vậy? Trần Tuệ nói Vừa mới bị người tách ra Chờ ta phục hồi tinh thần lại liền nhìn không tới các ngươi hai người. Hảo ở chỗ này cũng không phức tạp. Nàng lường bên kia liếc mắt một cái, đối với bản thân lâm thời nảy ra ý tạo thành hỗn loạn cũng có chút giật mình, đối tiểu lục nói, chúng ta đi về trước đi, ngươi trễ chút thời điểm lại qua thiện hậu. Tiểu lục tự nhiên đồng ý, vốn phía trước khởi xung đột thời điểm, hắn sợ chết cuối cùng sẽ xuất hiện không thể vãn hồi kết quả, cũng may hiện thời trần cô nương không việc gì, Hắn cũng không cần sợ hãi vô pháp cùng Lý Công Công giao đãi. Ba người không có lại trì hoãn, lập tức trở về Lý phủ, sau này Tiểu Lục cũng nghe Trần Tuệ lời nói đi trở về một lần, sau khi trở về nói với Trần Tuệ một chút mặt sau phát triển, nói là nha dịch kịp thời tới rồi, ngăn lại trận này đàn giá, mấy phương đều bị mang theo trở về. Trần Tuệ không biết bọn họ hội sẽ không nói ra chính hắn một người khởi xướng chuyện, nhưng mặc dù nói cũng không có gì trở ngại nàng nói bản thân chỗ dựa vững chắc là tư lễ giam đương sai, như nha dịch tinh, nào dám làm cho này loại đánh nhau bác sát việc nhỏ đi tìm tư lễ giam phiền toái, như nha dịch không tin, tại đây cái không có theo dõi thời đại, bọn họ thượng chỗ nào tìm thân phận không rõ trần tuệ ba người. Huống hồ, kia vài cái tìm trần tuệ phiền toái đều uống say, nói người khác cũng không nhất định tin tưởng. Lần này sự tình phần lớn mọi người bị chút vết thương nhẹ, nháo sự nhiều lắm ở trong lao quan vài ngày hoặc là giao điểm phạt tiền liền xuất ra. Trần Tuệ nghe được tiểu lục tìm hiểu xuất ra tin tức, trong lòng đến cùng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng liền bắt đầu đau đầu ôn kính chuyện. Nàng không biết ôn kính lời nói kết quả có bao nhiêu là thật, nàng không có nguyên thân trí nhớ, thật sự vô pháp phán đoán, hãy nhìn hắn xuất hiện như vậy trùng hợp, sợ là sớm cùng nàng mấy ngày thôi, bởi vậy tài năng bắt lấy như vậy thoáng chốc cơ hội, nói với nàng thượng nói, như nàng thật sự là nguyên thân, lúc này nói không chừng thật đúng đã sớm chạy ra thành sông túc lưỡng cư đi. Trần Tuệ là có chút đáng thương ôm kính cùng nguyên thân đoạn cảm tình này, nhưng hiện thời nguyên thân hương tiêu ngọc vẫn, này thân mình là nàng ở dùng, nàng đi đến thời đại này cũng thật vô tội, không có khả năng vì thành toàn nguyên thân cùng ôm kính cảm tình liền cùng ôm kính chạy, huống hồ kia đối ôm kính cũng không công bằng, nàng căn bản là không là ban đầu người kia. Ba ngày chi ước nàng là sẽ không đi thứ nhất nàng không biết địa chỉ thứ hai nàng tìm không thấy một mình cơ hội gặp mặt tiểu lục nhưng là ở nàng xuất môn sau tùy thời đi theo của nàng thứ ba nàng thật lo lắng sẽ bị lý hữu đắc phát hiện nhưng là không đi gặp ôn kính làm cho hắn triệt để hết hy vọng nàng lại sợ ôn kính khả năng sẽ làm ra cái gì quá khích hành động đến lúc đó nàng quả thật là vô tội khả lý hữu đắc không nhất thiết hội thông cảm nàng a à. kia muốn không hiện tại phải đi cùng lý hữu đắc bột trực nhất tưởng đến muốn nói cho Lý Hữu Đắc bản thân đã từng có cái tình lan chuyện, Trần Tuệ liền cảm thấy cả người không thoải mái, Lý Hữu Đắc sợ là hội liên tưởng đến nàng phía trước thu được lá thư này đi. Hắn như cho rằng theo lá thư này khởi, nàng ngay tại lừa hắn, kia hắn nên hội cỡ nào nổi trận lôi đình A, nàng đến nay sợ làm hết thảy kéo gần cùng Lý Hữu Đắc quan hệ nỗ lực, chỉ sợ đều phải uổng phí. Của nàng ngày lành mới qua không vài ngày, mới không cần bị đánh hồi tại chỗ đâu trần tuệ tư tưởng đấu tranh hồi lâu rốt cuộc quyết định trước quan vọng hai ngày lý hữu đắc đối ôn kính mà nói dù sao quyền cao chức trọng ôn kính có lẽ dám khuyên nàng bỏ trốn nhưng không nhất định có cái kia đảm lượng chính diện chống lại lý hữu đắc chỉ cần nàng không lại cho hắn thấy nàng cơ hội hắn mượn nàng không có biện pháp hạ quyết tâm sau mấy ngày kế tiếp trần tuệ đều an phận đãi ở lý phủ không dám ra lại đi lãng lý hữu đắc trung gian trở về quá không có tìm nàng nàng biết tiểu lục tuyệt đối đem ở bên ngoài gặp được chuyện nói cho Lý Hữu Đắc nghe xong, nhưng Lý Hữu Đắc có lẽ cảm thấy chính là việc nhỏ nhất kiện, không có tới tìm nàng phiền toái, nàng cũng liền mừng rỡ thoải mái, thậm chí nổi lên nghiên cứu nghiên cứu thực đơn hứng thú, dù sao mỗi ngày đều thật không, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Lý Phủ chỉ có một phòng bếp, Trần Tuệ hiện thời đắc thế, nhàn hạ khi đến phòng bếp làm ông chủ Tây cũng không ai dám ngăn đón nàng. Nàng cùng tiểu điều tự mình động thủ vội vàng làm điểm tâm khi, đã từng ghét bỏ quá Trần Tuệ Tử Ngọc luôn nhiệt tình theo ở Trần Tuệ bên người chuyển động, thường thường hiến ân cần muốn cấp Trần Tuệ điểm tiểu bí quyết. Trần Tuệ vẫn là mang thù, nàng vừa xuyên việc khi vốn nên phụ trách chỉ đạo của nàng chỉ dẫn NPC từ bỏ nàng, làm cho nàng ngày trong lúc vô ý càng gian nan chút, hiện thời thấy nàng ngày tốt hơn liền tính toán đến chia một chén canh. Làm một tay hảo tính toán A, khả nàng làm sao có thể làm cho nàng như nguyện. Vẫn là của nàng tiểu điều hảo trần tuệ lạnh mặt đem tử ngọc đuổi khai không để ý đối phương một mặt xấu hổ cùng ức chế không được xấu hổ và giận dữ nàng đi đến bây giờ không biết mất bao nhiêu công phu tiểu điều cùng nàng là cùng tiếng thối hoạn nạn chiến hữu này tử ngọc tính cái gì tử ngọc rời đi phòng bếp sau trần tuệ cảm thấy trong phòng bếp không khí tươi mát vài phần hôm nay trần tuệ vừa cùng tiểu điều cùng nhau làm ra tài liệu phối hợp sai lầm mà bắt đầu ăn cự ngọt vô cùng mức táo cao đang lo thế nào không lãng phí này đó điểm tâm khi, tiểu ngũ đi lại nói Lý Hữu Đắc hồi phủ, làm cho nàng đi qua. Trần Tuệ vội lau sạch sẽ thủ, nhưng tiểu điều lưu lại thiện hậu, bản thân bước nhanh đi trở về, trong lòng có chút không yên, liền hỏi tiểu ngũ. Tiểu ngũ, công công tìm ta có chuyện gì nha? Tiểu ngũ nói. Trần cô nương, tiểu nhân cũng không biết. Trần Tuệ không cam lòng, hỏi lại. Khi công công hôm nay thoạt nhìn tâm tình như thế nào? Tiểu ngũ nghĩ nghĩ trả lời. Tự hồ. Cũng không tệ bộ dáng. Trần Tuệ yên tâm, vỗ vỗ tiểu ngũ bả vai nói. Tiểu ngũ, cũng là ngươi hảo, nếu tiểu lục, mới sẽ không sẽ cùng ta lời nói thật nói đi. Tiểu ngũ xấu hổ nở nụ cười hạ, hắn luôn luôn rất bội phục tiểu lục, như vậy sau này hắn có phải không phải cũng nên học tiểu lục, ít nhất nói tương đối hảo nhưng là trần cô nương đều hỏi hắn không trở về giống như không tốt lắm a à. trần tuệ trở về cúc viện sau đi trước thay đổi một thân sạch sẽ xinh đẹp xiêm y đây là chính nàng thiết kế nhường cắt may vừa làm được bởi vậy vinh thăng nàng thích nhất nhất kiện xiêm y lý hữu đắc đang ngồi ở cạnh bàn tròn trong tay thưởng thức giống nhau ngọc khí trên mặt tựa như mang theo sắc mặt vui mừng trần tuệ liếc mắt trong tay hắn tựa hồ là một cái chạm trổ tinh xảo ngọc sư công công trần tuệ đơn giản hành lễ cười nhìn lý hữu đắc nói công công hình như có việc vui nha lý hữu đắc đem ngọc sư thả lại trong hộp gấm vẫy tay ý bảo trần tuệ tới gần chút trần tuệ gặp hắn tâm tình quả thật không sai lá gan tự nhiên lớn bước nhanh đến gần lý hữu đắc nói ngươi làm gì đó đức phi nương nương dùng rất là vui mừng a à. kỳ thực hôm nay trong cung xảy ra chuyện cung điện lương thượng một lần nữa hoa văn trang sức khi công tượng không đứng vững rớt xuống, lúc đó liền nửa chết nửa sống, hoàng đế tức giận, lại muốn lấy hắn khai mắng, là Đức Phi nương nương thay hắn cầu tình. Dù sao cũng là Đức Phi nương nương bản thân cung điện, nàng này chánh chủ đều cầu tình, nói việc này đều không phải lý hữu đắc chi sai, hoàng đế liền cũng tức giận, không lại mắng hắn. Hắn mấy ngày trước đây đêm này nọ đưa đi cho Đức Phi nương nương, chỉ giảng lược đề ra thứ này công dụng đức phi nương nương lúc đó không nói cái gì nhưng chắc hẳn sau hữu dụng quá thả hiệu quả rất tốt bằng không hôm nay cũng sẽ không thể giúp hắn cầu tình trần tuệ cũng vui vẻ nở nụ cười bản thân làm gì đó có thể bị nhân tán thành phái thượng công dụng đây là của nàng giá trị thể hiện nha lý hữu đắc mày dương lên cười nói nói đi muốn ta thế nào tưởng thưởng ngươi trần tuệ nhãn tình sáng lên công công tuệ nương muốn cái gì đều có thể Lý Hữu Đắc nhìn nàng một cái, cuối tầm mắt nói. Chỉ cần ta cấp được rất tốt. Trần Tuệ kích động suy nghĩ một lát nói. Công công, Tuệ Nương đối hiện thời ngày rất hài lòng, có thể hay không trước đêm này tưởng thưởng tồn đứng lên, chờ tương lai Tuệ Nương nghĩ đến muốn cái gì lại hướng công công thảo muốn. Lý Hữu Đắc ha ha nở nụ cười một tiếng. Tuệ Nương, ngươi nhưng là hội đàm điều kiện. Trần Tuệ ngượng ngùng cúi đầu, chỉ làm lý hữu đắc đây là ở khen nàng lý hữu đắc nói kia liền từ ngươi đi trần tuệ vui mừng ngẩng đầu nói đa tạ công công lý hữu đắc nói nghe tiểu ngũ nói ngươi mới vừa rồi bản thân làm cái ăn trần tuệ nói đúng vậy công công dù sao cũng là nhàn rỗi liền thử thử làm cái gì lý hữu đắc cảm thấy hứng thú hỏi Trần Tuệ nói. Mức táo cao. Nga. Lý Hữu Đắc vẻ mặt khẽ nhúc nhích, có chút cửu viễn trí nhớ bỗng nhiên dũng đi lên, hắn cười cười, lấy vội tới ta nếm thường. Này! Trần Tuệ do dự nhìn nhìn Lý Hữu Đắc, vẫn là theo thực lấy cáo, hồi công công, không làm tốt, rất ngọt, sợ là ăn không xong. Lý Hữu Đắc cười nhạo nói. Mức táo cao vốn là phải là ngọt, có thể có cái gì ăn không xong. Trần Tuệ tưởng đây là hắn mãnh liệt yêu cầu, hầu tử không tính nàng hạ độc đi. Trần Tuệ nói với Lý Hữu Đắc một tiếng, bản thân chạy tới phòng bếp, trên đường liền gặp được Nhất Lên thực hộp tiểu điều, tiểu điều nhỏ giọng hỏi Trần Tuệ: "Cô nương, này mất táo cao động làm a?" À? Ngay cả tiểu điều loại này luôn luôn không cự tuyệt gì cái ăn mọi người cảm thấy này cao rất ngọt, lại không biết nên như thế nào xử lý. Trần Tuệ cười hì hì nói. Công công tưởng nếm thử. Tiểu điều sắc mặt nhất bạch. Công công thường. Có phải hay không đánh nô tỳ bản tử? Trần Tuệ nói. Yên tâm, đây là ta làm, không có quan hệ gì với ngươi. Nàng lấy quá thực hộp, vui vẻ chạy về cúc viện, Lý Hữu Đắc đang chờ nàng. Nàng đem thực hộp buông, bên trong mấy khối mức táo cao, bộ dáng nhưng là tinh xảo, người xem khẩu vị đại khai. Lý Hữu Đắc cầm lấy mức táo cao nhìn nhìn, bỗng nhiên dương mắt cười hỏi Trần Tuệ. Tuệ nương sẽ không ở trong đầu hạ độc đi. Trần Tuệ nhất thời mặt lộ vẻ bị hoài nghi kinh sợ, lại ẩn nhẫn xuống dưới nói. Công công như như thế hoài nghi Tuệ nương, kia sẽ không cần ăn được, cũng không phải Tuệ nương phải muốn công công ăn. Lý Hữu Đắc chẳng qua là thuận miệng vừa nói, gặp Trần Tuệ vậy mà còn cùng hắn phát cáo, hắn sắc mặt trầm xuống. Tì khí cái này dưỡng điêu. Trần Tuệ trong lòng có chút túng, nhưng ngẫm lại hôm nay Lý Hữu đắc tâm tình hảo, tỳ tì khí tự nhiên cũng sẽ hảo một điểm, huống hồ nàng việc này lại không ảnh hưởng toàn cục, nàng liền cầm lấy một khối mức táo cao nói. Đã công công không tin Tuệ Nương, Tuệ Nương ăn cho ngài xem. Nàng vừa muốn cắn tiếp theo khối, đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Lý Hữu đắc nói. Công công, Tuệ Nương ăn ngươi trong tay kia khối tốt lắm. Lý Hữu Đắc đương nhiên sẽ không cho là nàng thực hội hạ độc hại hắn, nhưng thấy Trần Tuệ như thế ra sức chứng minh của nàng vô tội, hắn cảm thấy bản thân cũng nên phối hợp một hai, liền bắt tay thân đi qua. Ăn đi. Trần Tuệ dương mắt nhìn nhìn Lý Hữu Đắc, tay hắn ngay tại bên miệng nàng, nàng há mồm liền cắn một mụn nhỏ, làm bộ như nhấm nút bộ dáng. Trên thực tế mỗi lần răng nanh khép lại khi đều không có cắn được kia nhất tiểu khối điểm tâm, cuối cùng ít hầu lăn lộn, lại đem kia nhất tiểu khối nguyên lành nuốt đi xuống. A Đại ở một bên nhìn xem tròng mắt đều phải trừng xuất ra, vội dời đi chỗ khác tầm mắt làm làm cái gì cũng không thấy. Công công người xem, tuệ nương hảo hảo một chút việc đều không có. Trần Tuệ cười nhìn Lý Hữu Đắc. Lý Hữu Đắc bắt tay thu trở về, thay đổi Trần Tuệ không cắn quá một bên kia cắn một nguồn, chậm rãi nhấm nuốt thể nghiệm. Hắn tự hồ đã có 10 đã nhiều năm chưa ăn quá mức táo cao, đại khái là cuối cùng một lần ăn nó trí nhớ quá mức tốt đẹp, hắn không muốn bị mặt khác trí nhớ bao trùm đi. Loại này ngọt ngào hương vị, liền cùng hắn trong trí nhớ. Lý Hữu Đắc đột nhiên uống hạ, nắm giữ cổ, trên mặt thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. A Đại cuốn quyết nói. Công công, công công ngài như thế nào? Hắn ngẩng đầu giận trừng Trần Tuệ, ngươi hạ độc. Trần Tuệ không chút hoang mang ngã chén nước trà cấp Lý Hữu Đắc, ở hắn một phen đoạt đi qua uống thời điểm nói. Công công, tuệ nương nói qua thôi. Này mức táo cao quả thật có chút ngọt. Lý hữu đắc thật vất vả mới áp chế trong cổ họng kia ngọt làm người ta tưởng phung hương vị. Tầm mắt vừa chuyển lại phát hiện trần tuệ tuy rằng trên mặt vẻ mặt thân thiết. Nhưng đáy mắt cái loại này đùa dai đạt được ý cười lại sáng long lanh bồi hồi. Rõ ràng đắc tượng là sợ người khác không biết. A à đại lúc này mới hiểu được bản thân hiểu lầm trần tuệ, vội hỏi trần cô nương là tiểu nhân hiểu lầm cô nương vọng cô nương chớ trách trần tuệ rộng lượng cười cười có thể nho nhỏ đùa dai một chút hố đến lý hữu đắc nàng hiện tại vui vẻ thật sự a à, huống hồ loại này nho nhỏ đùa dai còn có lợi cho đề cao người với người trong lúc đó thân mật độ hiện thời quan hệ tuy rằng đã cũng không tệ nhưng nếu có thể cùng lý hữu đắc quan hệ càng tốt chút không là càng có trợ giúp duy trì nàng hiện thời cuộc sống sao Lý Hữu đắc khí mắt cười nhìn Trần Tuệ, trong lòng hơi giận, lại sinh ra một chút bất đắc dĩ đến, thật đúng là cái to gan lớn mật chủ, mấy ngày trước đây còn ôm hắn đùi cầu xin tha thứ biểu trung tâm, lúc này liền dám trêu đùa hắn. Hắn nhìn nhìn thực hợp lý cũng còn lại tam khối mức táo cao, thoải mái nở nụ cười. Tuệ nương, ngươi này mức táo cao, quả thật không sai. Hắn dừng một chút, ta xem ngươi đã nhiều ngày tự hồ gầy, nhiều lắm ăn chút, đến. Hắn cầm lấy một khối, duỗi đến Trần Tuệ bên miệng. Trần Tuệ thân mình hơi hơi ngửa ra sau, cười mỉa nói: "Đa tạ công công hảo ý, tuệ nương không đói bụng." Lý Hữu đắc khóe miệng treo, sắc mặt lại lạnh lùng, ha ha cười nói: "Ta tự mình đút cho ngươi ăn, ngươi không ăn." Lời này nghe thân thiết, lại tràn đầy uy hiếp chi ý. Trần Tuệ trong lòng ai tháng một tiếng, tức giận a nàng này xem như chuyển khởi tảng đá tạp bản thân chân sao không nhọc phiền công công tuệ nương bản thân ăn được trần tuệ nói lý hữu đắc nói không nhọc phiền vừa vặn ta hôm nay có nhàn tuệ nương cũng giúp ta rất nhiều tổng yếu cám ơn tuệ nương hảo thôi đây là hoàn toàn không cho nàng đùa dẫn tâm cơ cơ hội a à. trần tuệ đáng thương hề hề nhìn nhìn lý hữu đắc thấy hắn bất vi sở động chỉ có thể há mồm cắn khẩu mức táo cao, không dám nhiều ăn, một ngụm nuốt xuống. Một chút một chút ăn một lát, lý Hữu Đắc trong tay mức táo cao càng ngày càng nhỏ, Trần Tuệ lại cắn khi môi liền không cẩn thận đụng phải của hắn ngón tay. Trần Tuệ chính đắm chìm ở chịu đựng mức táo cao cự ngọt thống khổ bên trong, nhưng là không chú ý, nhưng mà lý Hữu Đắc chính nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt thấy được, trên tay cũng cảm giác được, hắn hơi hơi giật giật tầm mắt bỗng nhiên thu tay đem thừa lại điểm tâm quan hồi thực hộp lý nói. Cầm lại bản thân ăn đi. Trần Tuệ sửng sốt, lập tức cười nói. Đa tạ công công. Nàng mang tương thực hộp thu thập xong, cùng Lý Hữu Đắc nói tạm biệt, khoan khoái trở về bản thân phòng ở, hồi bản thân trong phòng ăn, ai biết nàng ăn hay không nha. Loại này hắc ám liệu Lý, nàng tuyệt sẽ không tự ngược tiếp tục ăn. Lý Hữu Đắc mấy ngày này quả thật bận rộn, Trần Tuệ ở Lý Phủ đợi mau một tuần sau cũng rốt cục không nín được. Nàng mặc dù mỗi ngày đều sẽ họa vẽ bản thiết kế, làm làm hắc ám liệu lý, khả cái gọi là từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nang, nàng phía trước ở ngoài đi dạo ngày như vậy tự do tự tại, bị bắt tự mình giam giữ lâu như vậy sau rốt cục không nín được. Mới đầu ở cái gọi là ba ngày chi ước sau khi đi qua, Trần Tuệ còn có chút khẩn trương, sợ ôn kính làm chút gì, nhưng mà lại qua vài ngày như vậy, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, Trần Tuệ đoán đối phương hẳn là buông tha cho thôi. Mặc dù còn có hắn không buông tha cho khả năng tính, nàng cũng không thể vì thế đem bản thân nhốt tại Lý Phủ cả đời. Xuất môn khi mang theo tiểu lục cùng tiểu điều, không cùng bọn họ tách ra, không đi hỗn loạn trường hợp, hẳn là liền sẽ không lại bị ôn kính lợi dụng sơ hở. Vả lại, vạn nhất ôn kính còn không hề từ bỏ, nàng cũng đang hảo cùng hắn triệt để đàm một lần làm cho hắn hết hy vọng bằng không hắn vĩnh viễn là một cái đúng giờ tạc đạn làm cho nàng vô pháp an quyết tâm đến một ngày này trần tuệ lại một lần ra cửa nàng đi trước lý thị bố trang lấy một loại thưởng thức ánh mắt xem nàng mấy ngày này từ bản thiết kế hóa thành thành phẩm thợ may lý thị bố trang ngô trưởng quầy gặp trần tuệ đến đây liền nói với nàng gần nhất có chút khách hàng nhìn này đó thợ may rất muốn tới hỏi giới hắn cũng không biết nên thế nào hồi chỉ có thể chờ Trần Tuệ đến đây xin chỉ thị. Trần Tuệ trong lòng khoa này đó khách hàng thật tinh mắt, cùng ngô trưởng quầy nói hạ của nàng ý tưởng. Mỗi bộ thợ may liền nhất kiện, giao tiền sau sim y có thể sửa lớn nhỏ, khách hàng nếu có chút khác yêu cầu muốn quần áo mới có thể đề, nhưng không nhất định có thể làm. Ngô trưởng quầy nhất nhất ghi nhớ, đối với Trần Tuệ loại này bốc đồng làm buôn bán phương pháp không có bất kỳ dị nghị. Dù sao không ảnh hưởng bố trang sinh ý, đương nhiên mặc dù ảnh hưởng, hắn cũng không có gì phản đối lập trường, hiện thời Trần Cô Nương mới là cửa hàng chủ tử, hết thảy đều phải tùy theo nàng đến. Trần Tuệ cố ý sớm chút canh giờ xuất ra, chờ Lý Thị Bố trang chuyện xong rồi, liền đi đoạn này thời gian nàng thích nhất hưng thịnh tửu lâu ăn cơm trưa. Trần Tuệ biết Lý Hữu đắt tiền nhiều, cho tới bây giờ liền chưa hề nghĩ tới cho hắn tỉnh bạc, vừa tới liền muốn nhã tòa, đáng tiếc hôm nay khách nhân nhiều, nhã tòa đã sớm đầy, nàng chỉ phải cùng tiểu điều cùng tiểu lục ngồi ở trong đại đường cốt xấu tuyển cái góc trụ tửu chừng cơm no sau trần tuệ đoàn người đi ra tửu lâu trần tuệ còn tưởng đi đi dạo tiêu thực do dự lúc đó một người đột nhiên đánh tới chạy đi bỏ chạy mà tiểu lục mạnh kêu một tiếng hắn đoạt của ta hầu bao sau đó nói với trần tuệ một câu làm cho nàng về trước trong tửu lâu chờ liền vội vàng đuổi theo đi qua trần tuệ trong lòng bỗng nhiên hơn loại cảm giác tầm mắt vừa chuyển liền nhìn đến liền ở bên tay phải của nàng năm sáu thước xa địa phương, ôm kính đứng ở đàn kia, ánh mắt nặng nề nhìn nàng. Hắn cũng không đến, Trần Tuệ minh bạch hắn đây là đang đợi nàng đi qua, mà nàng quả thật cũng muốn mượn lần này cơ hội nói với hắn cái rõ ràng, liền nói với Tiểu Điều. Tiểu Điều, ngươi đi vào trước chờ, ta ở bên ngoài đi một chút tiêu thực. Tiểu Điều không chịu, Trần Tuệ giận tái mặt, Tiểu Điều chỉ phải về trước trong tử lâu. Trần Tuệ bước nhanh đi đến Tửu lâu một bên, Ôn Kính xoay người liền muốn hướng Tửu lâu giữ trong ngõ nhỏ đi, bị Trần Tuệ gọi lại. "Liền tại đây nhi nói đi. Nàng khả không muốn đi không ai địa phương, vạn nhất đàm băng, nhiều người địa phương nàng cũng tốt kêu cứu a." À. Ôn Kính dừng bước lại, xoay người nhìn qua, mặt trầm như nước. "Tuệ nương, ngày ấy ngươi không có tới. Hắn ở trên cầu luôn luôn đợi đến đêm khuya, không có chờ đến nàng." hắn cho rằng nàng là bị bán ở ra không được, liền lại đợi ba ngày, khả nàng như trước không cái bóng dáng. Hắn biết nàng sẽ không đến đây, cho nên hắn đến đây. Trần Tuệ thở dài nói. Về sau thật sự đừng đến nữa tìm ta, hiện thời ta, đã không là ngươi nhận thức người kia. Hưng thịnh tử lâu lầu hai dựa vào bên đường cửa sổ, có người cảm thấy uống hơn cảm thấy buồn, liền đi lại hít thở không khí, ánh mắt nguyên bản chính là tùy ý nhìn quét, lại ở chuyển qua hữu phía dưới khi ngưng trụ. Ghế lô nội có người say khước đi tới nói. Lý Công Công, nhìn cái gì đâu? Mau tới đây tiếp tục uống A. À? Cửa sổ người nọ không có quay đầu, ánh mắt nhìn chầm chầm dừng ở phía dưới, chỉ âm lãnh nói một câu. Các ngươi uống trước. Ta chỗ này. Hừ hừ, còn có tràng thú vị diễn muốn xem. Tác giả có chuyện muốn nói. Có người chê ta cẩu huyết ta liền muốn làm sự tình, không làm sự tình không thoải mái tư cơ. Không phục đến cắn ta a. À. Đây là thứ nhất càng, tối nay còn có canh một, vẫn như cũ không cần chờ. PS Cảm tạ Phúc 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 đồng hài lựu đạn, cảm tạ Simon đồng hài, sở sở đồng hài, 2065-7605 đồng hài, như gia thảo giao đồng hài, rất nguyệt đồng hài, tô ô vuông tô đồng hài, trăng tàn hàng sa đồng hài, do sơ đồng hài, tri đồng hài, Tỷ tê giác đồng hài cùng 23594788 đồng hài địa lôi, thân ái các ngươi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 40 Lời nói thật Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Có thể là trải qua vài ngày chờ đợi cùng tuyệt vọng, ôn kính lại nghe được Trần Tuệ lời nói cũng không có lúc trước như vậy cùng loạn, hắn thậm chí nở nụ cười hạ. Tuệ nương Ngươi nói đúng, ngươi quả thật thay đổi." Trần Tuệ giật mình, chẳng lẽ đoạn này thời gian Ôn Kính đã đối nàng tuyệt vọng, hôm nay vừa thấy, chẳng qua là vì nói lời từ biệt. Như thật sự là như thế, nàng cần phải đi thiêu cao thơm. "Ngươi minh bạch liền hảo." Trần Tuệ nói, "Từ nay về sau, ngươi ta liền không cần." Ôn Kính đột nhiên mở miệng đánh gãy Trần Tuệ. "Tuệ nương, từ trước ta đã cho ta bất đồng ngươi bỏ trốn là vì tốt cho ngươi." Ta không có công danh, hai bàn tay trắng, ngươi theo ta chỉ hội chịu khổ. Ta thật sự cho rằng, chờ ta thi được công danh, cha ngươi liền sẽ đồng ý chúng ta ở cùng nhau, mà ta liền có thể cho ngươi trải qua ngày lành. Trần Tuệ không nói gì, nàng không biết nguyên thân cùng ôn kính qua lại, bọn họ có lẽ thực sự quá một đoạn tình chàng ý thiếp tốt đẹp thời gian, nhưng này đều trôi qua. Theo Trần Tuệ nương cha nhẫn tâm đem nàng đưa cho Lý Hữu đắc sau, vô luận nàng có hay không mặc đến trần tuệ nương cùng ôn kính trong lúc đó cũng đã đã xong lý hữu đắc mặt dù lại không thích cũng không có khả năng đem đến bản thân trong viện nữ nhân đưa cho người khác ta sai lầm rồi là ta sai lầm rồi ôn kính lẩm bẩm nói nếu không phải ta ngươi cũng sẽ không thể biến thành hiện thời bộ dáng hắn bỗng nhiên cười thảm một tiếng tuệ nương ngươi nói với ta ngươi có phải không phải vì ta mới cố ý nói những lời này Lý Hữu Đắc kia hoạn quan quyền đại thế đại, ngươi sợ ta lại dây dưa hội hại bản thân, có phải không phải? Hắn nói xong mặt mày nhất ngưng, nhưng là tuệ nương, ngươi không cần sợ, ngươi không muốn bỏ trốn ta cũng lý giải. Từ xưa ta không áp chính, ta nhất định có thể tìm được biện pháp cứu ngươi xuất ra. Ngươi chỉ cần an tâm chờ ta là được. Trần Tuệ lãnh hạ mặt nói. Ông kính, ngươi kết quả muốn ta nói mấy lần tài năng minh bạch. Ta hiện thời đã vào Lý Công Công hậu viện, đó là hắn người, vô luận ngươi lại làm cái gì cũng chưa dùng là, ta sẽ không đi theo ngươi. Ông kính sắc mặt theo Trần Tuệ lời nói mà trở nên trắng bệch, hắn lắc đầu không chịu nhận Trần Tuệ lời nói. Ta biết của ngươi nói đều không phải xuất phát từ chân tâm. Trần Tuệ cười nhạo một tiếng. Ông kính, ngươi cho là ngươi là loại người nào, ta liền phi muốn cùng ngươi không thể. Chính như chính ngươi nói, ngươi không có gì cả, đi theo người ta muốn cùng nhau ăn không khí đi sao? Nàng mỉm cười, nhưng là đi theo Lý Công Công liền bất đồng, xem xem ta hiện thời trên người mặt, lại nhìn ta hôm nay ăn, nàng điểm điểm một bên hưng thịnh tửu lâu, càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được là, ta xuất nhập gian cũng tiền hô hậu ủng, bởi vì Lý Công Công, tất cả mọi người đối ta cung kính, này đó ngươi có thể cho ta sao? Không đợi ôn kính trả lời Trần Tuệ liền bản thân đáp. Ngươi đương nhiên không thể nga có lẽ ngươi nói chờ ngươi thi được công danh ngươi là có thể cho ta khả ngươi liền nhất định có thể thi được sao trần tuệ biết cổ đại khoa cử có thể sánh bằng hiện đại thi cao đẳng trúng tuyển dẫn thấp hơn là chân chính thiên quân vạn mã quá cầu độc một nàng còn cũng không tin tùy tùy tiện tiện người nào có thể thi được lui một bước mà nói mặc dù ôn kính thật có thể thi được lại như thế nào triều đình lý làm quan cũng là muốn phân biệt đối xử Lý Hữu Đắc hiện thời đã là cái đại thái giám, mà ôn kính mặc dù có thể thi được nói không chừng ngay cả cái thất phẩm quan đều hỗn không lên, cùng Lý Hữu Đắc so sánh với kém đến quá xa, bởi vậy nàng này cách nói, nhưng là có lý có cứ. Ôn kính tái nhật sắc mặt thượng hiện lên thẹn quá thành giận đỏ sậm. Hắn vốn đang ôm một tia hy vọng, nhưng hôm nay xem ra, hết thảy đều thay đổi, tuệ nương không bao giờ nữa là hắn nhận thức cái kia tuệ nương. Đây đều là lý hữu đắc lỗi. Nếu không phải Lý Hữu Đắc, Tuệ Nương cũng sẽ không thể biến thành hắn sở không biết bộ dáng. Tuệ Nương, ta. Hắn vươn tay. Trần Tuệ nói chuyện với Ôn Kính khi liền luôn luôn chú ý tiểu lục chạy đi phương hướng, lúc này xa xa gặp tiểu lục trở về, nàng vội lui về phía sau một bước né tránh Ôn Kính thủ nói thật nhanh. Ôn Kính, theo hôm nay khởi, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hình đồng người lạ, vọng tự giải quyết cho tốt. Nàng trốn tránh Tiểu Lục tầm mắt hướng trong tủ lâu chạy, chờ vào lâu nội mới dừng bước lại. Tiểu Điều Chính sốt ruột chờ đợi Trần Tuệ, thấy nàng trở về, vội đón đi lên. Một thoáng chốc, Tiểu Lục cũng trở về, Trần Tuệ hỏi trước nói. Như thế nào, đuổi theo sao? Tiểu Lục chán nản nói. Làm cho hắn chạy thoát. Trần Tuệ an ủi nói. Nhưng không có việc gì là tốt rồi. Bên trong bạc cỡ nào? Tiểu lục gật gật đầu, tâm tình không có nhân trần tuệ an ủi mà có chút hảo chuyển. Có một trương một trăm lượng ngân phiếu, công công nguyên bản nói mang theo, trần cô nương muốn cái gì mua cái gì. Trần tuệ đối với lý hữu đắt ra tiền làm cho nàng hoa vốn có chút đương nhiên thái độ, nhưng giờ phút này chính miệng nghe tiểu lục nói như vậy khởi, nàng bỗng nhiên cũng có chút xúc động, kỳ thực lý hữu đắc đối nàng coi như phúc hậu, bạc cư nhiên tùy tiện nàng hoa, cũng không sợ nàng đem hắn hoa phá sản. Không quan trọng, khi coi ta như tìm đi. Trần Tuệ cười cười, đã bạc đều không có, chúng ta đi thôi, về nhà đi. Tiểu lục mệt mỏi gật đầu. Là, Trần cô nương. Trần Tuệ trở về Lý Phủ sau liền tiếp tục họa của nàng bản thiết kế, vừa vặn hôm nay thấy ôm kính cũng làm cho nàng hơn một ít linh cảm. Nàng không biết lời của nàng có thể có bao nhiêu hiệu quả, nghĩ đến thương ôm kính hẳn là đủ thâm đi, hy vọng hắn có thể như vậy chặt đứt niệm tưởng đừng đến nữa tìm nàng, như vậy đối bọn họ hai người đều hảo. Cơm chiều sau, Trần Tuệ tiếp tục qua ở trong phòng, một mảnh tĩnh lặng trung bỗng nhiên nghe được cách vách tự hồ có chút động tĩnh gì, nàng tưởng có thể là Lý Hữu Đắc đã trở lại, tiếp tục làm bản thân chuyện, cũng không đi qua thỉnh an ý tứ. Chẳng được bao lâu, cửa phòng bị vang lên, tiểu điều mở cửa, người đến là tiểu ngủ. Tiểu ngủ nói, công công nhường tiểu điều đi qua trần tuệ nhìn về phía tiểu ngũ đã thấy hắn giờ phút này nơm nớp lo sợ trên mặt do mang theo sợ hãi đáy lòng run lên nhân tiện nói công công nhường tiểu điều quá đi làm cái gì tiểu ngũ xem như là muốn khóc lắc đầu nói tiểu nhân không biết nói trần tuệ lại hỏi tiểu lục đâu tiểu ngũ mím mím môi cúi đầu nói công công chính là nhường tiểu điều đi qua trần tuệ sửa sang lại cổ áo nhìn nhìn sợ tới mức run run tiểu điều, đối tiểu ngũ nói. Ta cùng tiểu điều cùng nhau đi qua. Tiểu ngũ bỗng dưng ngẩng đầu khó xử nói. Cô nương, công công chỉ làm cho tiểu điều đi qua. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, đại khái sau mới có thể tìm cô nương. Trần Tuệ lôi kéo tiểu điều đi ra ngoài, quay đầu quan thượng cửa phòng, ngữ khí kiên định. Ta cùng tiểu điều cùng đi. Tiểu ngũ thật sự là muốn khóc trần tuệ vỗ vỗ tiểu ngũ bả vai ngươi cũng đừng theo tới nàng dẫn tiểu điều bước nhanh đi đến chủ cửa phòng ngoại gõ gõ môn sau đó liền đẩy cửa ra đi đến tiến vào trần tuệ liếc mắt một cái liền nhìn đến quỳ gối lý hữu đắc trước mặt đầu để trên mặt đất tiểu lục nàng nhìn không tới vẻ mặt của hắn lại nhìn đến hắn đang run trần tuệ cái này càng xác định sự tình cùng nàng thoát không xong quan hệ Lý Hữu đắc nước mắt đảo qua nhìn đến vào nhân còn có Trần Tuệ, lạnh lùng cười. "Trần Tuệ nương, ai cho ngươi đi vào?" "Đi ra ngoài." Trần Tuệ không nhúc nhích, nàng không biết đã xảy ra cái gì, nhưng mơ hồ có đoán, hay là Ôn Kính vẫn là không buông tay tìm được Lý Hữu đắc nơi đó. Hắn phát lớn như vậy hỏa, không có khả năng là cái gì việc nhỏ, nàng có thể nghĩ đến, gần nhất cũng liền Ôn Kính một chuyện. Trần Tuệ càng nở nụ cười công công, có chuyện gì ngài trực tiếp hỏi tuệ nương đi, bọn họ nào có tuệ nương rõ ràng nha. Lý Hữu Đắc cười nhạo nói. Bọn họ là không có ngươi rõ ràng, khả bọn họ sẽ không nói dối lừa gạt cho ta, bọn họ không cái kia đảm. Công công, tuệ nương không rõ công công chỉ kết quả là cái gì. Trần tuệ cố giữ vững trấn định, liền tính ôn kính thật sự tìm Lý Hữu Đắc, nàng cũng có thể nói bản thân là vô tội, nàng vốn chính là vô tội, tỉnh công công nói thẳng, tuệ nương nhất định tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẩn. Trần tuệ vừa mới dứt lời, dưới chân liền vịt một tiếng nát cái chén trà, đúng là lý hữu đắc dưới cơn thịnh nộ quăng tới được. Bên trong nước trà vẫy ra xuất ra, trần tuệ làng váy ẩm một mảnh. Nàng sợ tới mức lui về phía sau non nửa bước, lại sinh sôi nhịn xuống, trừng lớn mắt nhìn lý hữu đắc. Lý hữu đắc không có xem nàng, lại nhìn chầm chầm tiểu điều nói. Tiểu điều! Trần Tuệ nương hôm nay thấy ai? Tiểu Điều chạy nhanh quỳ xuống, cuốn quyết nói. Không, không có, Trần Cô Nương hôm nay cũng không có cố ý gặp ai. Không nói thật. Lý Hữu đắc âm cười một tiếng, đi a, à, đánh trước cái mười bản tử, nghĩ đến sẽ nói đi. Công công. Trần Tuệ đi về phía trước một bước, công công, việc này cùng Tiểu Điều cùng Tiểu Lục đều không quan hệ, lúc đó bọn họ cũng không ở. Lý Hữu Đắc ánh mắt rốt cuộc quay lại đến Trần Tuệ trên người, âm lãnh giống như độc xà thông thường. Trần Tuệ nuốt nuốt nước miếng, nàng phản phất đã thật lâu không bị Lý Hữu Đắc như vậy xem qua. Lý Hữu Đắc bỗng nhiên nở nụ cười. Tuệ nương, ngươi rốt cuộc khẳng nói thật. Trần Tuệ miếng miếng môi, cũng cười nói. Công công, Tuệ nương nói, có chuyện gì ngài liền hỏi ta, ngài đều còn chưa có hỏi, làm sao sẽ biết Tuệ nương không nói thật đâu ngươi này há mồm, thật đúng là quán hội già mồm ác lẽ phải a. À. Lý Hữu Đắc chậm rì rì quét Trần Tuệ liếc mắt một cái, nói, các ngươi hai cái cút cho ta đi ra ngoài. Tiểu lục cùng tiểu điều ngay cả người, vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài thối lui, tiểu điều đi ra ngoài tiền lo lắng nhìn Trần Tuệ liếc mắt một cái, tiểu lục tắt thuận tay đóng cửa lại. Ngươi cũng không cần lại nói xạo cái gì, hôm nay ta đều thấy được. Lý Hữu Đắc xem Trần Tuệ cười lạnh, trên đời này chuyện liền có sao mà khéo, buổi trưa ta đang ở hưng thịnh tửu lâu lầu hai. Trần Tuệ ngẩn ra, cảm thấy bản thân không hay ho thấu, rõ ràng là theo ôn kính viết thanh quan hệ cuối cùng một mặt, lại bị Lý Hữu Đắc chàng vừa vặn, bất quá hắn nghe được bao nhiêu. Hồi tưởng một chút nàng cùng ôn kính đối thoại, tất cả đều là hướng về Lý Hữu Đắc. Tuy có chút nói nghe động cơ không đơn thuần như vậy, nhưng Lý Hữu Đắc không đã sớm biết nàng ở lại chỗ này liền vì cái thư thái ngày sau. Nghĩ vậy nhi, Trần Tuệ trấn định không ít, tuy rằng nàng gặp ôn kính là không được tốt, khả nàng ước nguyện ban đầu là tốt nha, nhưng phiền toái đến nàng nơi này mới thôi, miễn cho sau này ôn kính dây dưa không rõ, cũng là vì lý hữu đắc xếp ưu giải nạn không là. Trần Tuệ thở dài nói. Công công, Tuệ nương vốn không tính toán lấy việc này đến phiền ngài, không nghĩ tới vẫn là nhường công công phiền lòng. Chính như công công chứng kiến, Tuệ nương cùng hắn sớm vô liên quan, sau này chắc hẳn hắn cũng sẽ không thể lại đến thôi. Gặp Trần Tuệ cư nhiên thừa nhận, Lý Hữu đắc hít một hơi thật sâu, áp chế bản thân mãnh liệt lửa giận. Này đó là cái lưng hắn cùng với nhân tư hội, miệng đầy nói dối nữ nhân, cũng phí hắn lúc trước còn cảm thấy dưỡng nàng cũng không sai. Lý Hữu đắc lạnh lùng nhìn Trần Tuệ, cư nhiên nở nụ cười. Trần Tuệ nương, ngươi đây là muốn cho ta liền như vậy quên đi trần tuệ gặp lý hữu đắc trắng bệch khuôn mặt thượng chỉ có âm trầm cười bỗng nhiên ý thức được một vấn đề vội hỏi công công hay là ngài không có nghe đến ta cùng với hắn nói gì đó lý hữu đắc ha ha cười nói may ta không có nghe đến bằng không đương trường cũng bị các ngươi tác phong tử cái này đến phiên trần tuệ mặt trắng hắn cư nhiên không có nghe đến nàng cùng ôn kính những lời này hắn cư nhiên không có nghe đến khi hắn chẳng phải là muốn hồ đoán lung tung nàng nói với ôn kính lời nói. Không, hắn hiện tại đã ở lung tung đoán. Thật sự là tức chết người đi được. Trần Tuệ nói thật nhanh. Công công, đã ngài không có nghe đến, Tuệ Nương liền nói cho ngài nghe. Ta nói với hắn, ta hiện thời đã là công công nhân, làm cho hắn sau này không muốn lại đến tìm ta. Ta cùng với hắn, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt, ai đi đường nấy lộ. Lý Hữu Đắc cúi đôi mắt, như là đang nghe, hoặc như là không có nghe đi vào, chờ Trần Tuệ nói xong, hắn cười nói. Tuệ nương nha, ngươi này há mồm, cũng thật lưu loát, thật sự là hắc đều có thể cho ngươi nói thành bạch. Trần Tuệ cảm thấy bản thân ủy khuất đã chết, nói thật luôn không ai tính, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng xem Lý Hữu Đắc nói. Công công, ngài phía trước đã từng đáp ứng quá của ta tưởng thưởng, hiện thời coi như sổ sao. Lý Hữu Đắc sửng sốt, hừ cười rộ lên. Ở chỗ này chờ ta đâu? Nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn dừng một chút, lại nói, làm cho ta sai sai, ngươi khả là muốn ta thả ngươi, cho ngươi cùng ngươi tình lan xong túc xong. Phi. Hắn cười to hai tiếng, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm trần tuệ, ác độc nói, đừng làm bực này mộng đẹp, tuệ nương. Ta nói rồi, ngươi mặc dù là tử, cũng là chết tại đây nhi, chỗ nào cũng đừng muốn đi. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng hoàn thành. Trước mắt Trường Bình thêm càng cũng còn ba lần, thật đáng mừng hắc hắc hắc. Ngày mai không ngừng cố gắng đi, đại gia ngủ ngon PS. Cảm tạ nhà của ta có cái đại hàm hàm đồng hài lựu đạn, cảm tạ 24267309 đồng hài, một công tử tối suất đồng hài, sở sở đồng hài, bạc đồng hài, tỷ tê giác đồng hài, chiếu đồng hài cuốn sản khoái ánh trăng giả đồng hài địa lôi thân ái các ngươi bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video